chương 320, Tuấn Tú ca, ca trước nhà gỗ nhỏ, lão lạc cùng tiểu lạc sắc mặt khó coi, trước mặt hai người là một gã thân mang áo ra thù áo, gánh vác một chuôi đại đao mặt mũi quê mùa tráng hán. Tráng hán này sau lưng, còn có mười mấy người, đều là mang theo trường đao hoặc là đại cung, đồng thời lết phâu thân trên đều treo mấy con yêu thú thi thể. Những người này, chính là Đông Hà Thôn đội đi săn. Đông Hà Thôn bình thường thôn dân, lấy trồng hoa màu mà sống. Mặc dù cũng riêng phần mình có một ít tu vi võ đạo, nhưng nhưng căn bản không đủ thành đạo, để cho nhất người kính ngưỡng, chính là đội đi săn, đội đi săn người nguyên một đám võ nghệ cao mạnh, mỗi ngày đến trong rừng săn giết yêu thú, đội đi săn săn giết yêu thú sở được đến ăn thịt, cùng gia lông đều là thôn dân yêu thích nhất. Như thế, đội đi săn tại Đông Hà Thôn, có cực cao địa vị. Mà lão là cùng tiểu lạc trước mặt tráng hán, chính là Đông Hà Thôn đội đi săn đội trưởng, Kim Đại Nghiêu, cả người tu vi đã trải qua đạt tới đồng bì cảnh tiểu viên mãn, Đông Hà Thôn bất quá là một vắng vẻ thôn nhỏ, dạng này tu vi tại Đông Hà trong thôn, đã là không người có thể địch. Ta sẽ không gả cho hắn, tiểu lạc mang trên mặt vẻ hoảng sợ, bất quá như cũng bướng bỉnh mạnh mở miệng. Kim Đại Nghiêu lúc này nổi giận quát, hỗn trướng. Để để ta có gì không xứng với bên trên ngươi nhà đầu này, ngươi có thể cần nghĩ kỹ, ở nơi này Đông Hà Thôn, còn không người dám đắc tội ta Kim Đại Nghiêu. Lời nói này phía dưới, sau người, phần đông đội đi săn người, đối với tiểu lạc cũng là trợn mắt nhìn. Lão lạc giờ phút này bước ra một bước, cản tại cháu gái của mình trước mặt, khuôn mặt mang theo vài phần phức tạp mở miệng, Kim Đại Nghiêu, người đã từng cũng là tốt hoa tử, làm sao biến thành bộ dáng này. Còn không phải là bởi vì người cái này không dùng hết đồ vật, người thân là nhất thôn chiều dài lại làm cho ta Đông Hà Thôn bị ức hiếp thành bộ dáng như thế, bây giờ ta Đông Hà Thôn bị Tây Hà Thôn ức hiếp đến thở không nổi, mà ngươi chỉ giống cái phế vật một dạng, trốn ở chỗ này, làm con rùa đen rút đầu. Kim Đại Nghiêu, lúc này nổi giận quát một câu, ta, lão lạc nghe đến lời này, cả người một cái lảo đảo, lúc đầu bệnh trạng sắc mặt, trở nên trắng hơn. Không cho phép người nói như vậy ra ra của ta, ra ra của ta năm đó luận võ thua, cũng không phải hắn sai. Tiểu lạc lúc này ngăn tại lão lạc trước mặt giang hai cánh tay giống to. Nàng biết, ra ra là thôn trưởng, gánh vác toàn thôn vinh dự, năm đó một lần kia luận võ thua về sau, ra ra eo liền rốt cuộc không đứng thẳng, trong thôn người, cũng sẽ không như dĩ vãng tôn kính như vậy ra ra mình, nàng biết ra ra không biết bao nhiêu lần, đêm khuya một mình thở dài. Tiểu lạc, đừng nói. Lão lạc mở miệng, nhìn về phía kim đại nghiêu, lão phu thân là nhất thôn chiều dài tất cả đều là lão phu sai lầm, chỉ là hiện tại, ngươi không thể vì khó khăn tôn nữ của ta. Không làm khó dễ tôn nữ của ngươi. Ha ha, ngươi bây giờ chính là ta đông hà thôn tội nhân, có tư cách gì ở đây ngôn ngữ, hôm nay ta tới này, không chỉ là vì đệ đệ ta hôn sự, còn có ngươi người trưởng thôn này vị trí. Ngươi khi như thế lâu thôn trưởng, ta đông hà thôn đã trải qua không còn năm đó vinh quang, Ngươi vị trí này cũng nên nhường cho ta kim đại nghiêu kim đại nghiêu lúc này mở miệng lời nói ở giữa thân bên trên tu vi khí tức bộc phát đại nghiêu kỳ thật vị trí này lão phu đã sớm không nên ngồi lão phu cũng sớm nghĩ truyền cho ngươi thế nhưng là ngươi bây giờ đã không phải là đã từng đại nghiêu ngươi bây giờ tính tình cuồng bạo vị trí này lão phu hiện tại không thể giao cho ngươi lão lạc mở miệng hắn không cách nào tưởng tượng lấy hiện tại kim đại nghiêu tính cách đem thôn giao cho trong tay hắn thôn lại biến thành cái dạng gì Hừ, cái này có thể không phải do ngươi." Kim Đại Ngưu mở miệng, bỗng nhiên chú ý tới nhà gỗ một bên Thanh Văn Sắc Hổ thể, lúc này sắc mặt lạnh lẽo, mở miệng, "Ngươi lão gia hỏa này thực lực bây giờ, căn bản không có khả năng chém giết cái này ngưng lực cảnh thập trọng Thanh Văn hổ, các ngươi như thế nào đạt được cái này Thanh Văn sắc hổ thể, chẳng lẽ là trộm?" "Ngươi nói bậy, là Tuấn Tú ca ca giết chết." Tiểu Lạc vô ý thức mở miệng nói ra. "Tuấn Tú ca ca? Ha ha, ta sớm biết ngươi cái này tiểu tao đệ tử, căn bản không chịu nổi tịch mịch." nguyên lai người thật thông đồng dã nam nhân, ta kim đại nghiêu hôm nay ngược lại là phải nhìn xem, cái này dã nam nhân, rốt cuộc là ai. Kim đại nghiêu nghe nói tiểu lạc lời nói, đã trải qua lửa giận ngập trời, rút ra phía sau đại đao, hướng thẳng đến nhà gỗ nhỏ phóng đi. Đại nghiêu, người dừng tay, lão lạc trực tiếp ngăn tại nhà gỗ trước đó, kim đại nghiêu, lại là tùy ý một thanh, trực tiếp đem lão lạc quăng bay ra đi. Người không thể thương tổn tuấn tú ca ca, tiểu lạc xông lại, giang hai cánh tay ngăn tại nhà gỗ nhỏ trước đó, nàng mệnh là tuấn tú ca ca cứu được, nàng tuyệt sẽ không để tuấn tú ca ca thụ thương. Nhìn thấy tiểu lạc bộ dáng như thế, Kim Đại Nghiêu trong lòng càng là tức giận. Cũng tại lúc này, một cái rộng bàn tay to sau này mới nhẹ nhàng mà vỗ vỗ tiểu lạc đầu vai, đồng thời một thanh âm truyền đến. Tiểu nha đầu, hay là ta tới bảo vệ ngươi đi? Tiểu lạc vừa quay đầu lại, lúc này trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng, tuấn tú ca ca, ngươi tỉnh mặc dù cổ phong tự biết mình dáng dấp không được xấu xí nhưng bị người xưng hô như vậy còn là có chút xấu hổ trong mắt hào quang lóe lên mở miệng ta họ phong phong ca ca tiểu lạc vui vẻ nói ra nhìn thấy tiểu lạc bộ dáng như thế cái kia kim đại ngưu trong lúc nhất thời đã trải qua nổi giận tới cực điểm nhìn về phía cổ phong gầm lên một tiếng người cái này tiểu bạch kiểm muốn chết lời nói ở giữa trong tay cái đó đao hướng phía cổ phong một đao bổ tới cẩn thận giờ phút này nơi xa lão lạc gặp tình hình lúc này kinh hô đội đi săn bên này đám người trong mắt tràn đầy vẻ cười lạnh trước mắt thanh niên này thoạt nhìn dáng dấp trắng tinh xem xét cũng không phải là người tập võ chỉ sợ một đao kia có thể muốn đi hắn nửa cái mạng nhưng mà sau một khắc tất cả mọi người trừng to mắt cái này kim đại nghiêu căn bản không thể tin được trước mắt một màn này chỉ thấy cổ phong vẻn vẹn, vẹn duỗi ra hai ngón tay liền đem cái này thép tinh chế tạo đại đao kẹp lấy tiểu lạc mở lớn miệng nhỏ lão lạc nơi này nhìn về phía cổ phong trong mắt tràn đầy vẻ khiếp sợ, vẻn vẹn hai ngón tay liền có thể kẹp lấy đồng bì cảnh tiểu viên mãn võ giả một kích, thực lực này đạt tới cao đến độ nào. Ngươi, giờ phút này Kim Đại Nghiêu dùng hết khí lực nghĩ rút ra cương đao, lại phát hiện trước mắt thanh niên này hai ngón tay, nếu là một chuôi kìm sắt đồng dạng, mình căn bản là không có cách di động mảy may. Giang giác, lần này, cổ phong hai ngón tay dùng sức, lúc này cái này cương đao trực tiếp bị cổ phong bẻ gãy. Kim Đại Nghiêu chính là dùng sức hướng về sau nhổ thời điểm, lần này, bay thẳng đến lui lại đi. Trong mắt mọi người tràn đầy vẻ không thể tin, cái này đội đi săn đội trưởng cương đao thế nhưng là nhân giai thượng phẩm binh khí A, vậy mà liền như thế bị người trước mắt như thế nhẹ nhõm dùng hai ngón tay bẻ gãy, người này rốt cuộc có bao nhiêu thực lực kinh khủng. Cổ phong trong mắt lãnh mang hiện lên, bước ra một bước, này khí tức trong nháy mắt hóa thành một cỗ uy áp, cái kia kim đại nghiêu sắc mặt tái đi, vô ý thức lui ra phía sau mấy bước, cái kia đội đi săn mười mấy người cũng là sắc mặt biến hóa, cùng nhau sau lùi lại mấy bước. Phong công tử, lưu thủ. Giờ phút này, lão lạc lập tức mở miệng, lại là nói ra, phong công tử, không muốn tổn thương hắn. chương 321, tới cửa khiêu khích, cổ phong tiện tay hất lên, cái này một nửa cương đao trực tiếp bị đuổi ra, hóa vì một đạo quang mang xuyên vào một bên một khối bàn trong đá. Sau một khắc, cái kia bàn thạch trực tiếp phết dạn dày đặc, lập tức sụp đổ vỡ đi ra. Nhìn thấy cảnh này, cái kia đội đi săn đám người lúc này liền là khẽ run rẩy Ngươi, ngươi chờ, kim đại nghiêu sắc mặt trắng bệch cắn răng mở miệng lan cổ phong quát lạnh một câu cái kia kim đại nghiêu tại cổ phong khí thế kia dưới vô ý thức khẽ run rẩy lập tức mang theo đội đi săn đám người nhanh chóng rời đi tiểu lạc trong mắt bốc lên ngôi sao nhỏ phong ca ca ngươi quả thực quá lợi hại cái kia lớn trâu đần đều bị ngươi dọa sợ cổ phong cười nhạt một tiếng hắn gặp qua nữ tử vô số cái này tiểu lạc trong mắt một mảnh thanh tịnh thuần khiết chắc hẳn bởi vì một mực ở tai nơi này trong sơn thôn chưa bao giờ bị qua ngoại giới xâm nhiễm. Phong công tử, chúng ta đi vào nói đi. Lão lạc mở miệng, cổ phong gật gật đầu, ba người tiến vào trong phòng. Trong nhà gỗ nhỏ, có một chương bàn gỗ nhỏ, lão lạc pha hai chén trà, mở miệng, trà thô, phong công tử còn chớ bị chê cười. Khách khí, cổ phong mở miệng, lập tức nói, xưng hô như thế nào. Lão hủ lạc sơn, lão lạc mở miệng, đa tạ lạc lão cứu giúp, cổ phong ôm quyền mở miệng, mình từ hư không rơi xuống có ở về sau, một mực hôn mê, nếu là gặp được kẻ xấu thật sự liền hết sức nguy hiểm, ân này, cổ phong muốn nhận. Lão Lạc cười nói, phong công tử khách khí, kỳ thực là ngươi trước cứu tiểu lạc mệnh, nhưng sau tiểu lạc lại dẫn lão hủ tới cứu phong công tử. Thông qua trước đó cổ phong xuất thủ, lão Lạc liền là có thể suy đoán, người trước mắt tuyệt đối không phải phàm nhân. a à, cổ phong nghe xong, hơi nghi hoặc một chút, tiểu lạc lúc này nói ra, phong ca ca, 7 ngày trước tiểu lạc đi trong rừng hái thuốc, gặp được một cái thanh văn hổ, nếu không có phong ca ca từ trên trời giáng xuống đem cái kia thanh văn hổ đập chết, tiểu lạc đã sớm mất mạng. Bảy ngày, cổ phong không khỏi cảm khái, mình nhất định nhưng đã ngủ bảy ngày. Mà hết thảy này, cũng làm thật quá mức trùng hợp một chút, hư không na di lệnh không cách nào xác định truyền tống ra phương hướng, không nghĩ tới mình rơi ra thời điểm đập chết cái kia đang chuẩn bị ăn tiểu lạc thanh văn hổ. Lần này, mình ngược lại thành đối phương ân nhân cứu mạng. Nơi này là nơi nào? Cổ phong không khỏi mở miệng, nơi này là Đông Hà Thôn lão lạc mở miệng nhìn cổ phong nghi hoặc bộ dáng lập tức giật mình mở miệng nơi này là từ châu từ châu cổ phong ánh mắt biến hóa không nghĩ tới mình lấy hư không na di lệnh trực tiếp truyền tống ra một châu từ châu tiểu lăng tử cổ phong không khỏi nghĩ tới cái kia gánh vác trường thương áo bảo trắng thiếu niên năm đó thứ nhất thẳng đi theo ở phía sau mình bốn phía xương bá là mình trung thành nhất tiểu đệ lúc trước từ ấu lăng thường nói nhất một câu chính là phong ca người thấy thế nào mà bây giờ từ ấu lăng đúng là đã trở thành một đời thánh hoàng, từ châu chi chủ, không biết, hắn là không biến. 9.000 năm trôi qua, năm đó thanh thương vân cái kia tỷ thế oa đều có thể biến thành như bây giờ vậy âm tàn người, từ ấu lăng sẽ hay không biến, cổ phong cũng làm thật không xác định. Phong công tử, người đang suy nghĩ gì? Không có gì, gặp cổ phong không nói, lão là cũng không hỏi nhiều, lập tức mở miệng, phong công tử, cái kia kim đại nghiêu, lúc trước cũng không phải là dạng này, hắn vốn không có ác độc chi tâm, thả mới hắn bổ về phía ta một đao kia, cũng không lấy lưỡi đao cùng nhau bổ, mà là dụng đao cóng, nếu không có như thế, ta sẽ không thủ hạ lưu tình. Cổ phong nghe xong, lúc này mở miệng, nhìn lấy lão lạc mặt bên trên do dự bộ dáng mở miệng, lạc lão, có gì cần tương trợ cứ nói đừng ngại, mặc kệ ta có hay không cứu tiểu lạc, lần này các ngươi cứu ta. Kỳ thực, là bởi vì tiểu lạc sự tình, muốn nói lên cái này nguyên do liền muốn từ thanh thủy hà bắt đầu nói lên. Lão lạc không khỏi thở dài kể lại đứng lên sơn cốc nhỏ này bên trong không có địa phương khác có nguồn nước chỉ có cái này thanh thủy hà thanh thủy hà hai bên theo thứ tự là đông hà thôn cùng tây hà thôn hai thôn bởi vì nước này nguyên vấn đề một mực không ngừng tranh đấu bởi vì nước này nguyên đặc thù trong đó còn ẩn chứa nguyên khí đối với tu hành có trợ giúp cho nên hai thôn người đối với cái này nguồn nước đều là cực kỳ coi trọng có được nguyên khí nước nghe đến đó cổ phong ánh mắt nhỏ bé hơi biến hóa dạng này nguồn nước thế nhưng là không nhiều Lão Lạc thở dài, mầm tai và chính là xuất hiện ở cái này thanh thủy hà bên trên, ngay từ đầu, nước này nguyên là buổi sáng ta Đông Hà thôn dùng, buổi chiều hắn Tây Hà thôn dùng, bất quá về sau Tây Hà thôn thôn trưởng cường đại lên, buộc lão hủ cùng đánh một trận, lão hủ thân là thôn trưởng, không thể không chiến, trận chiến kia, lão hủ bại, về sau cái này thanh thủy hà nguồn nước, mỗi ngày ta Đông Hà thôn chỉ dùng hai canh giờ. Nghe đến đó, cổ phong cơ bản bên trên cũng là minh bạch, bất quá loại chuyện này, không phân đúng sai. Phó đạo tu hành vốn là mạnh được yếu thua, cường giả tự nhiên là có thể được cường đại tài nguyên. Nếu là cùng hai bên đều không thân chẳng quen, loại chuyện này, cổ phong tuyệt đối sẽ không để ý tới, nhưng bây giờ lão lạc đối với cổ phong có ân cứu mạng, tự nhiên cũng không giống nhau. Cái này như thế nào lại kéo tới tiểu lạc thân bên trên? Cổ phong mở miệng hỏi, từ khi lão hủ thua với Tây Hà Thôn thôn trưởng, sau này ta đông Hà Thôn chính là một mực nhận Tây Hà Thôn ức hiếp một lần Tây Hà Thôn thôn trưởng vương mãnh con trai vương đại mộc đến đây ta đông Hà Thôn, đùa giỡn tiểu lạc, đang bị cái kia kim đại nghiêu đệ đệ, kim nhị nghiêu nhìn thấy, kim nhị nghiêu thiên sinh thần lực, vì bảo vệ tiểu lạc cùng vương đại mộc đánh nhau, vương đại mộc mặc dù không có thực lực, nhưng mang theo tốt mấy cường giả đến đây, kết quả kim nhị nghiêu bị đánh thành đồ đần. Lão lạc lại là thở dài mở miệng, kim nhị nghiêu bởi vì tiểu lạc thành đồ đần, thêm bên trên lại là bởi vì ngươi thua với cái kia vương mãnh Đông Hà Thôn mới sẽ như thế nhận áp bách, như thế cái kia Kim Đại Nghiêu mới muốn ra muốn tiểu lạc gả cho Kim Nhị Nghiêu, đồng thời muốn tiếp nhận ngươi thôn trưởng vị trí ý nghĩ. Cổ phong nghe đến đó, tất cả đều vốt thuận, lập tức nhìn về phía tiểu lạc, tiểu lạc, Kim Nhị Nghiêu vì ngươi biến thành đồ đần, trong lòng ngươi nhưng có cảm kích. Ngươi là có hay không bởi vì hắn bây giờ là đồ đần mà bài xích hắn. Có cảm kích, phong ca ca, trong nội tâm của ta có cảm kích, ta thường xuyên đi chiếu cố Nhị Nghiêu ca ca, ta cũng chưa từng bài xích hắn. Chỉ là ta một mực đem nhị nhiêu ca ca coi như thân ca ca, chưa từng có nghĩ cái khác, Kim Đại Nghiêu như thế bức bách ta, ta thực sự không nghĩ. Tiểu Lạc Thanh Âm có chút run rẩy mở miệng, Lão Lạc cũng là mở miệng, Phong Công Tử, Tiểu Lạc xác thực vẫn luôn là làm như thế, nàng tâm địa thiện lương, chưa bao giờ tổn thương qua ai. Nghe đến đó, Cổ Phong cũng xem như triệt để minh bạch. Hắn thấy, Tiểu Lạc làm cũng không sai, cảm ơn, không có nghĩa là có cảm tình, cảm ơn có rất nhiều phương thức, cũng không phải là nhất định muốn lấy thân báo đáp. Loại chuyện này, là cần người cam tâm tình nguyện, Kim Đại Nghiêu làm như thế, tuy nói là vì đệ đệ mình, nhưng có chút ép buộc. Ta biết, việc này ta tới giúp ngươi giải quyết. Cổ Phong gật gật đầu, lão lạc lập tức mở miệng, Phong công tử, Kim Nhị Nghiêu thiên sinh thần lực, lúc trước nếu không có Vương Đại Mộc dẫn người ám toán Kim Nhị Nghiêu, Kim Nhị Nghiêu chỉ sợ cũng sẽ không bại, ngươi cần phải. Yên tâm, Cổ Phong nhạt nói, cũng tại lúc này, một đạo hét lớn từ bên ngoài truyền đến. Tiểu Bạch Kiểm, ngươi cho lão tử cút ra đây chương 322, nhân tính xấu xí, cổ phong góc miệng treo lên một vệt cười nhạt, đến trả rất nhanh. Lời nói rơi xuống, cổ phong đứng dậy, đi ra ngoài. Cổ phong cùng lão lạc tiểu lạc đi ra nhà gỗ nhỏ, liền gặp bốn phía đã trải qua vây khắp thôn dân. Phía trước nhất, có hai người, một người là Kim Đại Nhiêu. Mà Kim Đại Nhiêu bên cạnh, là là một gã thân cao so cổ phong đều muốn cao hơn hai đầu cự hán, bất quả hẳn ánh mắt đờ đẫn mặt bên trên còn mang theo cười ngây ngô. Chỉ sợ, đây chính là cái kia kim nhị nghiêu nhị nghiêu chính là hắn là hắn muốn cướp vợ ngươi kim đại nghiêu chỉ cổ phong đối với kim nhị nghiêu giống to ngươi ngươi đoạt vợ ta 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 đánh chết ngươi kim nhị nghiêu mở miệng một quyền hướng phía cổ phong chính là đánh tới một quyền này đúng là mang theo chừng ba ngàn cân khí lực cái này kim nhị nghiêu tu vi thoạt nhìn hẳn là ngưng lực cảnh thập trọng bình thường ngưng lực cảnh thập trọng võ giả có thể chỉ có ngàn cân lực lượng mà cái này kim nhị nghiêu vậy mà đạt tới 3.000 cân, nói là thiên sinh thần lực cũng là không đủ. Bất quá đáng tiếc hắn không biết cổ phong nhục thân lực lượng, sớm đã siêu việt 10 vạn cân. Cho dù bây giờ trọng thương mang theo, cũng có thể nhẹ nhõm đánh ra vạn cân lực lượng, cái này 3.000 cân khí lực tại cổ phong xem ra, không đáng giá nhắc tới. Phong công tử cẩn thận, nhìn thấy cái này một quyền đánh tới, lão lạc lần nữa kinh hô. Tại chúng nhân chú mục phía dưới, một quyền này, trực tiếp đánh phía cổ phong. Mà cổ phong, vẹn vẹn duỗi ra một ngón tay bấm tay một chút bành một chỉ này trực tiếp điểm tại kim nhị như đại quyền cái đó bên trên lúc này kim nhị như cảm giác một cỗ không cách nào nhận nhận đại lực ngay tiếp theo vô biên đau nhức chuyển đến một tiếng kêu rên trực tiếp bị đánh bay ra ngoài đau đau ô ô kim nhị như nặng nề mà quẳng ở phía xa lúc này bắt đầu kêu khóc đứng lên đệ đệ người không sao chứ đau kim đại như nhìn thấy cảnh này giận quá bất quá hắn biết thực lực mình không bằng cổ phong không dám tiến lên cùng cổ phong một trận chiến trực tiếp mở miệng giống to chưa vị tất cả xem một chút lương tiểu lạc cái này vong ân phụ nghĩa tiện nhân nhị nghiêu cứu nàng một mạng nàng chẳng những không được cảm ân còn thông đồng cái này tiểu bạch kiểm quả thực chẳng biết xấu hổ nguyên lai like chính là cái này tiểu bạch kiểm lúc trước kim nhị nghiêu vì tiểu lạc biến thành dạng này tiểu lạc thật sự vong ân phụ nghĩa đúng vậy a à, cùng cái kia ra ra một dạng cái kia vong ân phụ nghĩa lạc sơn lúc trước chúng ta tuyển hắn làm thôn trường bây giờ lại để cho chúng ta đông hà thôn biến thành bộ dáng như thế đám người lúc này nhao nhao nghị luận mở miệng trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ hướng về phía cổ phong lão lạc tiểu lạc ba người chỉ trỏ ra ra tiểu lạc trong mắt nước mắt chảy xuống ôm chặt lão lạc thân thể đều là không tự chủ run rẩy lên nàng không được biết mình làm gì sai làm sao sẽ biến thành dạng này cổ phong gặp tình hình lúc này nhíu mày cái này đông hà thôn thôn dân đã không phải là hắn tưởng tượng bên trong như vậy thuần phác siêu, giờ phút này cổ phong thân ảnh như điện, hóa vì một vệt sáng, đi thẳng tới kim đại như trước mặt, một cái tay, trong nháy mắt bóp lấy cổ của hắn. Lập tức, đem cao cao nhấc lên, kim đại như lúc này sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ nhìn trước mắt người, hắn biết người này tiện tay đều có thể giết hắn. Mau buông ra đại nghiêu, người cái này tiểu bạch kiểm, quá ác, buông ra, đều là bởi vì tiểu tiện nhân kia, trong lúc nhất thời, bốn phía thôn dân, nhào nhào quát lớn tiểu lạc đầu giấu ở lão lạc trong ngực, không dám nâng lên, nàng chỉ cảm giác mình sinh mệnh tựa như đều đã mất đi giá trị. Cổ phong gặp tình hình, cười lạnh một tiếng, nhấc chân hướng xuống đất bỗng nhiên đạp mạnh. Oanh, một cước này phía dưới, đại địa kịch liệt chấn động, tiếp lấy đất đá băng liệt, từ cổ phong dưới chân bắt đầu, một mảnh vết dạn từ bốn phương tám hướng khuếch tán ra. Cái kia rất nhiều thôn dân, nhìn thấy cảnh này, lập tức sắc mặt trắng bệch, nhao nhao lui ra phía sau, nhìn về phía cổ phong, nếu là ở nhìn một con ma quỷ, Ai nhiều lời nữa nửa câu, ta liền giết hắn. Cổ phong thanh âm cái đó băng lãnh, không được nửa phần tình cảm. Lời này ở giữa, mang theo một cỗ sát ý lạnh như băng, trực tiếp khuếch mô kỳ năm tán ra. Bốn phía thôn dân, lúc này dọa đến đều là sắc mặt nhợt nhạt, có người thậm chí trực tiếp ngồi liệt trên mặt đất, dưới thân một mảnh ẩm ướt. Bọn hắn chỉ là phổ thông sơn thôn thôn dân, nơi nào thấy qua bậc này hung nhân, giờ phút này dọa đến cũng không dám lại ngôn ngữ. Nhìn thấy cảnh này, lão lạc mặt bên trên không có nửa phần hài lòng vẻ, hắn không cách nào tưởng tượng những cái này thuần phát thôn dân, làm sao sẽ biến thành dạng này. Tiểu lạc, ngẩng đầu lên, ngươi chưa bao giờ làm sai qua bất cứ chuyện gì, ngẩng đầu. Cổ phong mở miệng, tiểu lạc, chậm rãi ngẩng đầu, phát hiện bốn phía người, nhìn mình trong mắt như cũng mang theo xem thường, dọa đến lập tức lại đem đầu rút vào lão lạc trong ngực. Con nào mắt chó, lại nhìn loạn, ta liền đem nó móc ra. Cổ phong lần nữa quát lạnh, lúc này đám người dọa đến lại là khẽ run rẩy cũng không dám lại loạn nhìn một chút cổ phong mở miệng tiểu lạc ngẩng đầu hôm nay ngươi nâng không nổi ngươi cả đời này đều đưa nâng không nổi tiểu lạc chậm rãi ngẩng đầu lão lạc giờ phút này có chút thở dài các ngươi nhìn xem cái này dáng người lão giả lưng còng hắn là các ngươi thôn trưởng đã từng đông hà thôn phồn vinh là hắn mang đến cái kia hạnh phúc thời gian các ngươi có từng nhớ kỹ cổ phong ánh mắt như đao đảo qua mọi người tại đây phần đông thôn dân, giờ khắc này, nhìn về phía lão lạc, cũng là nhìn ra hắn cái kia già nua khuôn mặt, một số người ánh mắt có chút biến hóa, bất quá phần lớn người trong mắt như cũng mang theo trách tội vẻ. Các ngươi những cái này vì tư lợi đồ vật, lão lạc thân là thôn trưởng, chính hắn lại được cái gì? Cùng Tây Hà thôn thôn trưởng vương mãnh một trận chiến, hắn liền muốn thua sao? Hắn hết sức, nhưng vẫn là thua, bất kể là thân thể hay là tinh thần đều đã nhận nhận to lớn thống khổ, mà các ngươi những thứ vô dụng này phế vật, các người đem sai lầm đều do tại một mình hắn thân bên trên. cổ phong vừa nói, đi vào nhất tên thanh niên trước mặt, quát lớn mở miệng, nhưng ngươi cùng vương mãnh một trận chiến, ngươi dám không? ta nói ta không dám. thanh niên kia âm thanh run rẩy, hắn làm sao sẽ dám? ngươi đây, ngươi dám không? không được, không dám. ngươi lại dám không? không được không được. cổ phong ánh mắt đảo qua, đám người đều là lắc đầu. cổ phong cười lạnh, các ngươi cũng không dám, các ngươi nhu nhược, không có dũng khí chính là đem lửa giận phát đến một cái đối với Đông Hà thôn kính dâng to lớn nhất, bây giờ đã trải qua thể xác tinh thần thụ thương lão giả thân bên trên, các ngươi lương tâm, để chó ăn không. Trong lúc nhất thời, đám người trong đầu oanh minh, trong mắt vẻ phức tạp hiện lên, cuối cùng đều là xấu hổ đến cúi đầu xuống. Lão lạc giờ phút này, trong mắt chảy xuống nước mắt, giờ khác này tâm tình, không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung. Nhị nghiêu cứu tiểu lạc, nhưng tiểu lạc nhất định phải lấy thân báo đáp. Cái này là đạo lý chó má gì vậy? Cổ phong lạnh giọng mở miệng, kéo một cái trung niên phu nhân, mở miệng, con gái của ngươi được người cứu, người kia thành đồ đần, con gái của ngươi nhất định phải gả cho người kia sao? Ta, nói, không được, nữ nhi của ta sao có thể gả cho nhất cái kẻ ngu? Trung niên phụ nhân kia dọa đến, theo bản năng mở miệng. mươi 323, thần IA, ngươi đây, ngươi đây, các ngươi thì sao? Cổ phong ánh mắt đảo qua, đám người nhao nhao lắc đầu, những thiếu nữ kia cũng là nhao nhao lắc đầu, lập tức cổ phong cười lạnh các ngươi chỉ biết mình nhà nữ nhi chân quý nhà khác nữ tử cũng không phải là người sao đứng ở một cái vặn vẹo góc độ hiền lộ lấy ghê tởm sắc mặt đi bình phán một cái tâm địa thiện lương thiếu nữ các ngươi không xứng làm người lời nói này ở giữa đám người lần nữa xấu hổ đến cúi đầu xuống tiểu lạc trong mắt nước mắt chảy trôi mà xuống giờ khắc này nàng rốt cục biết không phải mình sai giờ phút này kim đại nghiêu trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp có chút nói không ra lời hiện tại Người có thể hiểu, không có bất cứ người nào, biết dùng cả đời mình báo lại ân, có lẽ đổi lại cái khác phong ân phụ nghĩa nữ tử, còn sẽ không như tiểu lạc đồng giảng, nhiều lần chiếu cố đệ đệ ngươi, người huynh đệ tình thâm, nhưng lại không nên khó xử một cái yếu nữ tử. Cổ phong giờ phút này buông ra kim đại nghiêu, tim đại nghiêu trong mắt vô biên vẻ phức tạp hiện lên, giật mình một hồi lâu, cuối cùng nhìn về phía tiểu lạc, mở miệng có lỗi với. Tiểu lạc trong mắt nước mắt chảy trôi, sớm đã nói không ra lời. Giờ khắc này, lão lạc cùng tiểu lạc nhìn về phía cổ phong trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích bọn hắn ủy khuất không biết bao lâu hôm nay bởi vì cổ phong trong lòng lằn danh kia rốt cục vượt qua lạc thúc thật xin lỗi sau này ta cùng với nhị nghiêu sẽ không bao giờ lại đến quấy rối tiểu lạc kim đại nghiêu thần sắc cô đơn lời nói phía dưới liền muốn quay người rời đi lão lạc nhìn thấy cảnh này thần sắc thở dài đây hết thảy vốn không phải hắn muốn thấy được giờ phút này cổ phong nhàn nhạt mở miệng đệ đệ ngươi cũng không phải là không cách nào trị liệu. Nghe đến lời này, Kim Đại Ngưu thân thể chấn động mạnh một cái, tiếp lấy xoay đầu lại, nhìn về phía Cổ Phong, trực tiếp mở miệng, đại nhân như có thể cứu ta đệ đệ, ta Kim Đại Ngưu đời này cam nguyện làm nô. Đổi lại người khác nói như vậy, Kim Đại Ngưu đương nhiên sẽ không tin tưởng, nhưng Cổ Phong khác biệt. Từ khi Cổ Phong ngay từ đầu xuất thủ, đến bây giờ, đều cho Kim Đại Ngưu một cỗ cao thâm mà chắc cảm giác, hơn nữa hắn cũng biết, mình nơi này giống như thật không có cái gì đối phương toan tính, đối phương cũng không cần thiết lừa gạt mình. Mang đệ đệ ngươi vào đi, cổ phong mở miệng, lập tức quay người hướng phía nhà gỗ đi đến. Kim Đại Nghiêu trong lúc nhất thời đại hỉ, lôi kéo Kim Nhị Nghiêu theo sau. Lão Lạc cùng Tiểu Lạc trong mắt cũng là mang theo vẻ kinh ngạc, nhao nhao cùng bên trên. Về phần những thôn dân khác, cũng là một mặt hiếu kỳ, Kim Nhị Nghiêu đã trải qua ngốc thật lâu, bọn họ đều là biết, cái này thanh niên thần bí chẳng lẽ thật có thể giúp hắn khôi phục. Nghĩ đến, thôn dân nhao nhao vây quanh ở nhà gỗ nhỏ bên ngoài. Những thôn dân này, bản tính đều là thuần phát, chỉ là bởi vì bọn hắn những năm gần đây một mực nhận Tây Hà Thôn ức hiếp, chậm rãi trong lòng mới trở nên vặn vẹo, bây giờ bị cổ phong tức giận bừng tỉnh, phần lớn người trong lòng đối với lão lạc cùng tiểu lạc đều cũng có chút ái náy. Kim Nhị Như bị đặt tại cái ghế bên trên, cổ phong nhìn về phía Kim Nhị Như mở miệng, tiếp đó, có lẽ sẽ có chút đau, nhưng ngươi không cho phép di động mảy may. Giờ khắc này, cổ phong khí thế áp bách phía dưới, Kim Nhị Nghiêu vô ý thức gật đầu, hắn mặc dù ngốc, nhưng cũng biết người trước mắt lợi hại. Cổ phong từ trong dây lưng, lấy ra bảy cây ngân châm. Năm đó diệu thủ tiên y truyền thụ cổ phong dịch dung châm pháp thời điểm, cổ phong cũng là học một chút cái khác đơn giản châm pháp, cái này một loại trong đó châm pháp, tên là thứ hồn châm phương thức. Bình thường là kẻ ngu, đều là thần hồn thụ thương, dẫn đến ý thức xuất hiện mơ hồ, năng lực suy tính giảm xuống. Cổ phong muốn làm liền là kích thích thần hồn, để cho ý thức lần nữa tăng mạnh, năng lực suy tính khôi phục a à, bị ngân châm đâm vào kim nhị như lúc này một tiếng hết thảm thanh âm kia tê tâm liệt phế đừng nhúc nhích cổ phong quát lạnh một tiếng lúc này kim nhị như khẽ run rẩy siêu siêu cổ phong ra châm như điện liên tiếp còn thừa sáu cây ngân châm toàn bộ đâm vào kim nhị như trí nhớ a à, a à, đau đau chết ta đau chết ta kim nhị như điên cuồng gào thét mọi người thấy cảnh này từng đợt tê cả ra đầu nhưng mà giờ khác này mặc dù kim nhị nghiêu khuôn mặt bởi vì đau đớn có chút vặn vẹo nhưng trong mắt đã là một mảnh trấn tĩnh cổ phong vung tay lên bảy cây ngân châm toàn bộ rút ra nhìn về phía kim đại nghiêu gật gật đầu kim đại nghiêu lập tức nhìn về phía kim nhị nghiêu mở miệng nhị nghiêu người còn nhận được ta không nhị nghiêu đại ca người làm sao làm sao bộ biểu tình này ta cảm giác đầu có chút đau có vẻ giống như mới vừa tỉnh ngủ kim nhị nghiêu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc mở miệng nhị nghiêu người khỏe không ngốc Kim Đại Nhiêu lúc này đại hỉ, trong mắt nước mắt đã trải qua chảy xuôi xuống. Giờ phút này, ngoài cửa phần đông thôn dân, trong mắt tràn đầy vô biên vẻ khiếp sợ. Kim Nhị Nhiêu, lại bị chữa cho tốt, thanh niên này lại là một cái thần y, nhiều thanh niên tốt, thực lực cao mạnh, tâm còn như thế thiện, tiểu lạc ưa thích hắn cũng không có sai. Giờ phút này, phần đông thôn dân lập tức nhao nhao mở miệng, thái độ cùng trước đó quả thực cách nhau một trời một vực. Đại ca, người làm sao khóc? Kim Nhị Nghiêu nhìn về phía Kim Đại Nghiêu, mở miệng kỳ quái nói. Nhị Nghiêu, nhanh quỳ xuống, trước người bị người đánh thành đồ đần, nếu không có ân công, người đời này liền xong. Kim Đại Nghiêu lôi kéo Kim Nhị Nghiêu, trực tiếp cùng nhau quỳ gối cổ phong trước mặt. Đa tạ ân công, Kim Đại Nghiêu mở miệng, huynh đệ hai người, hướng phía cổ phong một xá, bất quá tiện tay mà thôi, đứng lên đi. Cổ phong nhạt nói, cái này Kim Nhị Nghiêu bị trị liệu tốt, Kim Đại Nghiêu trong lòng cũng là sáng tỏ thông suốt, như thế khe hở này cũng coi là triệt để giải trừ. Ân công, sau này như có cần chúng ta huynh đệ, chỉ cần một câu. Kim Đại Nhiêu mở miệng lần nữa, cổ phong gật gật đầu, lập tức, Kim Đại Nhiêu chờ thôn dân nhao nhao tán đi. Trong nhà gỗ, lần nữa còn lại cổ phong cùng lão lạc tiểu lạc ba người. Tiểu lạc trong mắt tràn đầy vẻ sùng bái, phong ca ca không nghĩ tới người lợi hại như vậy, vậy mà đem nhị nghiêu ca ca chữa cho tốt. Cổ phong mỉm cười, lập tức nhìn về phía lão lạc, mở miệng, ngươi khi đó tổn thương ở nơi nào. Nghe đến lời này, lão lạc đầu tiên là sướng sờ, bất quá lập tức trong mắt quang mang chấp nhấp nháy, mở miệng, lão hủ bị đánh gãy 18 cục xương, những cái này xương gãy một mực không cách nào hoàn toàn khép lại, đến mức hiện tại tu vi rơi vào ngưng lực cảnh. Cầm giấy bút đến, cổ phong mở miệng, lão lạc nghe nói, tranh thủ thời gian mang giấy bút tới. Cổ phong lập tức, viết kế tiếp phương thuốc, kỳ thật, đây là một cái đan phương, đan phương này có thể luyện chế đan dược tên là tục xương đan, bất quá cổ phong bây giờ thụ thương quá nặng, nhục thân thương thế còn chưa hoàn toàn khôi phục, chớ nói chi là vận dụng linh khí mở ra nạp giới xuất ra đan lô luyện đan. Cổ phong mở miệng, người đi tìm tới cái này mấy loại thảo dược, nhưng sau đem bọn hắn mài thành chất lỏng dung hợp, uống vào, mấy ngày về sau, người thương thế liền sẽ khỏi hẳn. Đan phương này bất quá là hoàng giai đan dược, trong đó cần thiết mấy loại thảo dược đều hết sức phổ biến, dùng cái này mấy loại thảo dược chất lỏng dung hợp, mặc dù không có luyện chế ra tục xương đan hiệu quả tốt, nhưng trị liệu cái này lão lạc thương thế, lại là 10 phần nhẹ nhóm. Cái này, đa tạ phong công tử, mươi 324, nước sông Nguyên Khí, bất chi bất giác, cổ phong tại Đông Hà Thôn đã trải qua ở lại 7 ngày. Hô, trong nhà gỗ, ngồi xếp bằng cổ phong mở hai mắt ra, thở phào một hơi. Cái này 7 ngày đến, cổ phong không ngừng vận chuyển ngũ đại đệ nhất bộ thánh phẩm công pháp, nhục thân thương thế, cũng tốt bảy thành. Cổ phong bên cạnh, để đó một cái vò rượu, cái này trong vò rượu nhưng cũng không phải rượu, mà là thanh thủy, nước này, là thanh thủy hà chi thủy. Cầm vò rượu lên, cổ phong uống một gốc nước, một trận ngọt chính là từ yết hầu mà xuống, cả người đều là một trận sảng khoái. Cổ phong nhìn lấy nước này, không khỏi tự nói cái này thanh thủy hà nước sông, ẩn chứa nguyên khí mặc dù không nhiều, nhưng cái này nguyên khí lại là cực kỳ thuần khiết, nước này đối với đệ nhất bộ võ giả mà nói, hiệu quả không lớn, nhưng đối với đệ nhị bộ võ giả mà nói, lại là có không được nhỏ tác dụng. Đồng thời Cổ Phong tự hỏi, căn cứ lão Lạc nói, cái này thanh thủy hà là từ núi bên trong chảy xuôi mà đến, chẳng lẽ trong núi này. Phong công tử, cũng tại lúc này, lão Lạc xài bước mà vào, bây giờ lão Lạc không giống lần đầu cùng Cổ Phong gặp nhau thời điểm cái kia còng xuống thân hình, hắn uốn lượn lưng eo đã kinh biến đến mức thẳng tắp, mặt bên trên tươi cười rạng rỡ, tinh thần vô cùng phấn chấn, giống như tuổi trẻ mấy chục tuổi. Xem ra ngươi đã trải qua khỏi hẳn, lại tu vi còn có một số tiến triển cổ phong ánh mắt đảo qua cười nhạt mở miệng đây hết thảy nhờ có phong công tử phong công tử đại ân lão hủ suốt đời khó quên lão lạc giờ phút này đã trải qua kích động cực kỳ hắn vốn cho rằng mình cả đời này cứ như vậy hoang vu xuống dưới không nghĩ tới hôm nay mình chẳng những thương thế khỏi hẳn thậm chí ngay cả tu vi cũng có đột phá đạt tới đồng bì cảnh đại viên mãn đỉnh phong không cần phải khách khí cổ phong mở miệng phong ca ca ta học được giờ phút này bên ngoài tiểu lạc chạy vào Nắm nắm đấm, khắp khuôn mặt là vui sắc. "A, à, liền nhanh như vậy học được." Cổ Phong mở miệng, "Ân, Phong ca ca ngươi xem." Tiểu Lạc mở miệng, lúc này nắm đấm huy động mà lên. Bành bành bành, chỉ nghe trong không khí liên tiếp truyền ra 13 đạo nổ đùng thanh âm. Hắn chỗ thi triển chính là thông minh quyền, tiểu Lạc tu vi chỉ có ngưng lực cảnh tam trọng, Cổ Phong liền không có truyền thụ hắn quá võ học cao thâm, lại không nghĩ rằng cái này tiểu Lạc võ học năng lực lĩnh ngộ như thế cái đó mạnh vẻn vẹn 7 ngày liền đem thông minh quyền luyện ra 13 vang cực hạn. Đây là một cái thiên kiêu A, à. cổ phong không khỏi cảm thán, dạng này thiên kiêu, nếu là thả ở một cái đại thế lực bồi dưỡng, tương lai thành liền không thể tưởng tượng, đáng tiếc trước đó một mực vây ở tiểu thôn này bên trong, bây giờ 16 tuổi, mới có như thế cạn tu vi. Cổ phong mở miệng cười nói, rất tốt, hôm nay người đem cái này thông minh quyền lại lặp đi lặp lại luyện tập, ngày mai ta dạy cho ngươi một loại võ kỹ mới. Tạ ơn phong ca ca, tiểu lạc nghe xong, Lúc này kinh hỉ phi thường, lập tức lại là đi ra ngoài tiếp tục khổ luyện. Cổ Phong nhìn lấy Tiểu Lạc đi ra, góc miệng cười nhạt một tiếng. Tiểu thôn này, Cổ Phong sẽ không lưu lại quá lâu, đợi nhục thân hoàn toàn khôi phục, khí hải linh khí có thể vận dụng thời điểm, chính là muốn ly khai, ở nơi này cách trước khi đi, đối với cứu mình lão Lạc cùng Tiểu Lạc làm một ít chuyện, cũng là phải. Giờ phút này, lão Lạc đối với Cổ Phong mở miệng, chắc hẳn Phong công tử cũng là nhìn ra, Tiểu Lạc tư chất bất phàm lấy nàng thiên phú không nên vây ở cái này thôn nhỏ cổ phong mở miệng không dối gạt phong công tử tiểu lạc vốn không phải ta đông hà thôn người lão hủ một đời một thân một mình chưa bao giờ có cái gì con gái lão lạc mở miệng nhìn cổ phong ánh mắt lập tức nói ra nàng nhưng thật ra là trong huyện người mặc dù cổ phong trước đó tại thanh châu đoàn ra thời điểm vị trí là khô sơn quận nhưng cổ phong biết khô sơn quận phía dưới còn rất nhiều quận mà từng cái quận phía dưới còn có rất nhiều huyện mà huyện phía dưới mới là những cái này thôn nhỏ. Trong huyện cái đó người tu hành điều kiện khẳng định phải so với cái này trước thôn nhỏ tốt, tiểu Lạc là trong huyện người, tại sao lại hội chạy đến cái này thôn nhỏ bên trong đến? Lão Lạc mở miệng, kỳ thật tiểu Lạc là thôn trưởng, không tốt, Tây Hà thôn nhân lại tới. Giờ phút này, ngoài cửa một tên thôn dân chạy tới, sốt ruột mở miệng. Lão Lạc lúc này nhíu mày, lại tới. Lần này, Tây Hà thôn thôn trưởng Vương Mãnh tự mình đến nói muốn cùng thôn trưởng đại nhân một lần nữa phân phối nguồn nước thôn này dân lại là mở miệng một lần nữa phân phối lão lạc lúc này sắc mặt cực kỳ khó coi hắn biết cái này một lần nữa phân phối ý tứ chính là nghĩ rút ngắn đông hà thôn sử dụng nguồn nước thời gian bây giờ trong vòng một ngày đông hà thôn chỉ có hai canh giờ có thể sử dụng nguồn nước cái này đã dẫn đến đông hà thôn dùng nước không đủ đối phương đây là muốn bức tử đông hà thôn a đi thôi đi xem một chút giờ phút này cổ phong nhàn nhạt mở miệng lão lạc nghe nói cổ phong thanh âm chẳng biết tại sao cái này tâm lập tức liền buông xuống lúc này gật đầu hai người hướng phía thanh thủy hà phương hướng mà đến thanh thủy hà bên cạnh một đám tám cái quần áo cùng đông hà thôn hoàn toàn tương phản võ giả khắp khuôn mặt là vẻ phách lối tám người này tu vi nhất định đều là đạt tới đồng bì cảnh trong đó sáu cái sơ nhập đồng bì cảnh hai cái đồng bì cảnh tiểu viên mãn tám người này phía trước là một gã dáng người khôi ngô bắp thịt cả người khoa trương nhô lên trung niên nam tử cái này nam tử gánh vác một cái có hắn nửa người cao lớn trùy, cả người bá khí cực kỳ. Người này, chính là Tây Hà Thôn Thôn trưởng Vương Mãnh. Cái này Vương Mãnh bên người, còn đứng một thanh niên, thanh niên này một mặt vẻ kiêu ngạo, chỉ mà bên trên nằm kim đại nghiêu cùng kim nhị nghiêu mở miệng, các người hai cái cẩu vật, tại ta trước mặt phụ thân, cũng dám hò hét, làm thật không được biết chữ chết viết như thế nào. Vương Đại Mộc, các người khinh người quá đáng, kim nhị Nhiêu cắn răng mở miệng, Vương Đại Mộc cười lạnh, khi dễ người thì thế nào lúc trước lão tử đem đầu óc ngươi làm hỏng, không nghĩ tới ngươi lại còn có thể khôi phục, ta hôm nay sẽ thấy đem đầu ngươi làm hỏng một lần, nhìn ngươi còn có thể khôi phục hay không. Vừa nói, vương đại mộc trong tay một cây trường côn, hướng phía kim nhị như chính là đập tới. Dừng tay, cũng tại lúc này, hét lớn một tiếng chuyển đến, đông hà thôn đám người lúc này nhao nhao tránh ra, xem xét người đến, chính là lão lạc, cổ phong đứng ở lão lạc bên cạnh, nhìn lấy một màn này, cũng không ngôn ngữ. Nguyên lai like là người lão già rác rưởi này, để cho ta tới giáo huấn ngươi lời nói ở giữa vương đại mục một trưởng chính là hướng phía lão lạc vỗ tới hắn nhưng là biết lão lạc từ khi bại cho cha mình về sau tu vi chính là rơi vào ngưng lực cảnh ngũ trọng bây giờ đã là một cái danh phù kỳ thực phế vật mà mình tu vi nhưng có ngưng lực cảnh lục trọng đối phương thân phận hôm nay hay là đông hà thôn thôn trưởng mình nếu là có thể đem đánh bại phụ thân tất nhiên sẽ đại hỉ quát con lão hủ còn không phải ngươi có thể đối phó lão lạc lập tức một trưởng vỗ ra một trường này phía dưới, mang theo một trận trưởng phong. Cẩn thận, vương mãnh nhìn thấy cảnh này, hơi biến sắc mặt, hắn song chân vừa bước, cực tốc mà tới trực tiếp ngăn tại vương đại mộc trước người, một trường hướng phía lão lạc vỗ tới. Bành, vương mãnh một trường này cùng lão lạc một trường này đối oanh người A cùng một chỗ. Kế tiếp, hai người đúng là riêng phần mình lui ra phía sau ba bước. Trường 325, đầu sói đổ đằng, Đông Hà thôn bên này, trong mắt mọi người tràn đầy vô biên sợ hãi lẫn vui mừng muốn biết, năm đó lão Lạc vừa mới đạt tới đồng bì đại viên mãn, cùng Vương Mãnh một trận chiến, thảm bại cho Vương Mãnh, về sau chính là không ngượng dậy nổi. Chẳng ai ngờ rằng, lão Lạc bây giờ chẳng những thương thế khỏi hẳn, liền tu vi cũng tăng lên, đúng là cùng Vương Mãnh bất phân cao thấp. Đông Hà thôn thôn dân, không khỏi ánh mắt đều rơi vào Cổ Phong thân bên trên, việc này nếu nói cùng Cổ Phong không quan hệ, đánh chết bọn hắn đều không tin. Đồng bì cảnh đại viên mãn đỉnh phong, bất quá cũng tốt, dạng này mới có ý tứ. Vương Mãnh trong mắt lóe lên vẻ kinh ngạc, bất quá lập tức mặt bên trên toát ra tàn nhẫn ý cười. Vương Mãnh, người hôm nay đến ta đông hà thôn, đã thương ta thôn thôn dân, lại là ý gì? Lão Lạc tức giận mở miệng, Vương Mãnh cười lạnh, ta còn mắt người ứng nên biết, người đông hà thôn mỗi một cái đều là tu hành phế vật, mỗi ngày uống cái này thanh thủy hà nước thực sự quá lãng phí, ta xem sau này, mỗi ngày cho các ngươi nửa canh giờ dùng nước liền đầy đủ. Phần đông đông hà thôn thôn dân nghe xong, lúc này sắc mặt đều là đại biến mỗi ngày hai canh giờ thời gian bọn hắn đều đã không đủ nếu như giảm đến nửa canh giờ đây là muốn bức tử người a trong lúc nhất thời ánh mắt mọi người đều là rơi vào lão lạc thân bên trên vương mãnh người tây hà thôn khinh người quá đáng hôm nay lão hủ liền đem năm đó mối thù mà tính rõ ràng lão lạc không nói hai lời cầm lấy một thanh cương đao hướng phía vương mãnh chính là phóng đi lần này lão lạc liên tục bổ ra ba đao ba đạo đao ảnh trên không trung hội tụ hướng phía cái kia vương mãnh đánh xuống đây là lão lạc nhất mạnh võ kỹ. Ha ha, cũng tốt, đưa ngươi lão gia hỏa này đánh bại, xem ai còn có thể ngăn cản vua ta mãnh liệt. Vương mãnh cười lạnh một tiếng, trực tiếp rút ra phía sau đại truy kia. Lập tức, hắn không có chút nào sức tưởng tượng một truy, hướng thẳng đến lão lạc ném ra. Hắn thậm chí đều không thi triển võ kỹ, mà cũng tại lúc này, quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy kỳ hữu cánh tay đầu vai cái đó bên trên, một cái đầu sói hình xăm hai con mắt, trong nháy mắt sáng lên, tiếp lấy kỳ hữu cánh tay bỗng nhiên bành trướng mà lên, hắn bên trên quỷ dị bộ lông màu xám sinh trưởng mà ra. Một chùy này lực đạo, trong nháy mắt tăng mạnh mấy lần. Nhìn thấy cái kia sáng lên đầu sói hình xăm, cổ phong lúc này ánh mắt hơi đổi. Vật này, không nên xuất hiện ở từ châu. Oanh, một quyền này, trực tiếp đánh nát lão lạc cương đao, đem lão lạc đập bay ra ngoài. Lão lạc trùng điệp té xuống đất, giờ phút này, cổ phong nhíu mày. Hai người trận này giao đấu, cổ phong bản không có ý định xuất thủ tương trợ, bởi vì dựa theo lão lạc nói cái này vương mãnh tu vi cũng chính là đồng bì cảnh đại viên mãn đỉnh phong tại cổ phong dưới sự trợ giúp lão lạc tu vi đã cùng vương mãnh tương xứng như thế thắng bại thì nhìn lão lạc năng lực chính mình nhưng hôm nay vấn đề này lại là xuất hiện biến cố giờ phút này lão lạc góc miệng mang huyết mặc dù lần này thụ thương không có trước đó trọng nhưng hắn như cũng đã trải qua đứng không dậy nổi vương mãnh khiêng đại trùy lạnh giọng mở miệng lão lạc người vì đông hà thôn thôn trưởng bây giờ ngươi bại Đông Hà thôn nguồn nước thời gian sử dụng, sau này chỉ có nửa canh giờ. Lần này, toàn bộ Đông Hà thôn toàn bộ thôn dân, trong nháy mắt đều là sắc mặt trắng bệch đứng lên. Nửa canh giờ, trong mắt bọn họ đã trải qua toát ra vẻ tuyệt vọng. Nhìn thấy cảnh này, lão Lạc Tâm bên trong là một loại không cam lòng cùng bất lực, nhưng hắn giờ phút này lại không có biện pháp nào, bỗng nhiên hắn nhìn về phía cổ phong trong mắt lóe lên một việt hào quang lập tức lập tức lại là nhìn về phía vương mãnh mở miệng, người nói sai, bây giờ lão phu đã không phải là đông hà thôn thôn trường. Ha ha, người không phải, thì là người nào, là hắn, lão lạc trực tiếp chỉ hướng cổ phong, lần này, tất cả đông hà thôn thôn dân đều là hướng phía cổ phong xem ra, cái kia trong mắt tràn đầy vô biên khẩn cầu vẻ. Bọn hắn biết cổ phong thực lực mạnh mẽ, bây giờ là duy nhất hy vọng. Lão lạc nhìn về phía cổ phong, trong mắt cũng đầy là khẩn cầu vẻ. Tiểu lạc cũng là quang tới khẩn cầu ánh mắt cổ phong bản không thích mềm yếu người liên quan tới hai thôn tranh đấu cổ phong bản không có tính toán tham gia chỉ hy vọng lão lạc có thể theo dựa vào chính mình lần nữa để đông hà thôn phục hưng nhưng hôm nay cũng không phải là lão lạc mềm yếu mà là cái này biến cố xuất hiện cổ phong nhất định phải xuất thủ giờ phút này vương chợt nhìn về phía cổ phong ngươi là đông hà thôn thôn trưởng thân ngươi bên trên đồ đằng đến từ đâu cổ phong không có trả lời vương mãnh ngược lại mở miệng hỏi cái này vương mãnh đầu vai hình xăm cũng vật không tầm thường, mà là một cái đồ đằng. Năm đó nhân gian hay là năm vực thời điểm, tây vực trong thảo nguyên, cũng không tông môn, mà là nguyên một đám đồ đằng bộ lạc, những cái này đồ đằng trong bộ lạc từng cái bộ lạc, đều sẽ có một cái tín ngưỡng thần linh, cái này thần linh được xương đồ đằng. Bọn hắn thông qua tín ngưỡng cúng bái những cái này đồ đằng, cũng tìm được đồ đằng ban cho lực lượng. Cái này vương mãnh cánh tay phải cái đó bên trên đầu sói, hiển nhiên chính là một cái đồ đằng, đối với cái này tây vực bộ lạc, cổ phong cũng biết mấy cái, nếu là không có nhớ lầm lời nói, đây cũng là đầu sói bộ phận đồ đằng. Vừa rồi hắn thôi động đồ đằng, đồ đằng cho lực lượng, để cho cánh tay phải hóa thú, mới có thể một kích đánh bại lão lạc, những cái này cổ phong đều thấy ở trong mắt. Cái gì đồ đằng, vương mãnh lại là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, cổ phong gặp tình hình, trong mắt hào quang lóe lên, đối phương khuôn mặt này không giống ngụy trang, có thể thấy được đối với cái này đồ đằng căn bản hoàn toàn không biết, nghĩ như thế. Hừ, người đã là thôn trưởng, cái kia lão tử liền đem ngươi đánh bại, Vương mãnh hét lớn một tiếng, kỳ hữu cánh tay cái đó bên trên đầu sói đổ đằng lần nữa sáng lên, lúc này kỳ hữu cánh tay lần nữa hóa thú, nắm cái kia cự trùy hướng phía cổ phong chính là hung hăng đập tới. Nhìn lấy một trùy này đập tới, cổ phong khuôn mặt không hề bận tâm, không có biến hóa chút nào. Đông Hà thôn thôn dân, ánh mắt cùng nhau hội tụ, trong mắt tràn đầy vẻ khẩn trương, bọn hắn biết, nếu như cái này thanh niên thần bí cũng bại, bọn hắn Đông Hà thôn coi như triệt để xong. Tại chúng nhân chú mục phía dưới, tại chỗ cự trùy khoảng cách cổ phong mặt không đến một trượng thời điểm cổ phong bấm tay một chút vương mãnh trong mắt tràn đầy nhe răng cười hắn thấy cái này tiểu tử chính là đang tìm cái chết mình một chùy này có thể tạp vái hắn cả cánh tay bành cái này cự trùy đụng vào cổ phong cái ngón tay này cái đó bên trên làm cho tất cả mọi người đều kém chút ngoác mồm kinh ngạc một màn xuất hiện cổ phong cái ngón tay này chống đỡ tại chỗ cự trùy cái đó bên trên cả người đúng là không có di động nửa phần vẹn vẹn một ngón tay, liền ngăn trở vương mãnh toàn lực một chùy Đám người thực sự không dám tưởng tượng một màn này là thật. Ngươi, vương mãnh sắc mặt đại biến, cổ phong nhìn về phía vương mãnh nhạt nói, ngươi không phải đối thủ của ta, để ngươi người sau lưng, ra đi. Giang giác, cũng tại thời khắc này, cổ phong đầu ngón tay chỗ đụng chạm cự trùy chỗ, vết dạn hiển hiện, tiếp lấy cái này vết dạn điên cuồng khuếch tán đến toàn bộ cự trùy. Bành, vương mãnh cự trùy, đúng là bỗng nhiên vỡ nát. Mà cổ phong một chỉ này lực đạo còn chưa tiêu tán, lúc này Vương Mãnh phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp bay ngược. Tất cả mọi người đều là trong đầu oanh minh, mọi người căn bản là không có cách tưởng tượng, cái kia cực kỳ kinh khủng, không cách nào chiến thắng Vương Mãnh vậy mà liền như thế bị một chỉ miểu sát. Cũng tại lúc này, một đạo gầm thét từ nơi xa truyền đến. Làm tổn thương ta đồ tây một đệ tử, ngươi là chán sống. Chương 326, người sói. Lời nói ở giữa chỉ thấy trên bầu trời một tên đầu bên trên biên một đầu bím tóc, cái mũi bên trên mang theo khoen mũi, thân mang màu đỏ giáp ra lão giả chân đạp một cái lông xanh quái điểu phi thiên mà đến. Cái này thân mang kỳ giả lão người một tiếng gầm này thanh âm, chấn người đau cả màng nhĩ, chỉ cần tu luyện võ đạo người đều biết, chỉ có tu luyện tới kim tàng cảnh, ngũ tạng bên trong phổi tu luyện cường đại thời điểm, có thể phát ra như thế chấn động nhân tâm thanh âm. Đó là trong truyền thuyết kim tàng cảnh võ giả sao? Tuyệt đối là kim tàng cảnh võ giả, thật đáng sợ hắn dưới thân yêu thú kia chỉ sợ cũng có thiết cốt cảnh. Không nghĩ tới vương mãnh sư phụ là cao nhân như thế. Tại Đông Hà Thôn dạng này trong thôn nhỏ, khi nào xuất hiện qua cái này nhóm cường giả, lúc này Đông Hà Thôn tất cả thôn dân sắc mặt đều là đại biến, cùng nhau kinh hô lên. Lão kia lạc sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt đứng lên, hắn thân là Đông Hà Thôn thôn trưởng đã từng đi qua trong huyệt, gặp một lần kim tàng cảnh võ giả, kim tàng cảnh võ giả cường đại, sớm đã thâm nhập hắn tâm. Vương Mãnh từ nơi xa bò lên, nhìn thấy mình sư tôn, lúc này khắp khuôn mặt là vẻ đại hỷ. Đông Hà thôn đám người giờ phút này sắc mặt đều là khó coi tới cực điểm, bọn hắn mặc dù biết cái này thanh niên thần bí lợi hại, nhưng lợi hại hơn nữa cũng không khả năng là kim tàng cảnh cường giả đối thủ A. Đồ Tây Mục đứng ở thanh sắc quái điểu cái đó bên trên, nhìn lấy phía dưới cổ phong, lúc này trong mắt lộ ra tàn nhẫn tâm ý, lạnh giọng một câu, tiểu tử, hôm nay, đồ đại sư liền để ngươi biết, cái gì gọi là. Cho ta xuống tới, cổ phong khuôn mặt bình thản, nhìn về phía bầu trời quát lạnh một tiếng lấy bây giờ cổ phong thực lực vẻn vẹn bình thường hét lớn một tiếng cũng không phải đệ nhất bộ võ giả có thể ngăn cản huống chi cổ phong cái này hét lớn một tiếng bên trong mang theo một cỗ hàng năm sát phạt bồi dưỡng được sát ý lạnh như băng ngao cái kia đồ tây một ngồi xuống thanh sắc quái điểu lúc này hai lỗ tai màng nhĩ trực tiếp bị chấn nát máu tươi bắn tung tóe mà ra hắn trực tiếp chính là một tiếng kêu rên tiếp theo tại mọi người vô cùng kinh ngạc trong ánh mắt cái kia thanh sắc quái điểu chớp mắt, từ bên trên bầu trời dọc theo cực tốc rơi xuống phía dưới. Đáng chết, đồ tây một giờ phút này cũng là sắc mặt tái đi, tại thanh sắc quái điểu sắp té xuống đất thời điểm, bỗng nhiên đạp mạnh, hướng phía một bên nhảy ra. Oanh, thanh sắc quái điểu té xuống đất, ném ra một cái hố to, hắn giờ phút này đã trải qua thất khiếu chảy máu, khí thức hoàn toàn không có. Lại nhìn một bên đồ tây mộc, sắc mặt trắng bệch, khóe môi nhếch lên máu tươi. Vẹn vẹn vừa hô, chính là đánh chết thiết cốt cảnh thanh sắc quái điểu, chấn thương trong mắt bọn họ cường giả cái thế đồ tây mộc. Đây quả thực, nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người là trừng to mắt, nửa ngày cũng không nói được một câu. Giờ khắc này, Cổ Phong cường đại đã trải qua vượt xa bọn hắn lý giải. Lão Lạc trong mắt tràn đầy vô biên sợ hãi lẫn vui mừng. Vương Mãnh nơi này, sắc mặt trong nháy mắt cực kỳ khó coi. Đồ Tây Mộc lao đi góc miệng huyết thủy, vẻ mặt nghiêm túc đứng lên, không nghĩ tới, ngươi cũng là kim tàng cảnh võ giả. Ngươi, chính là cái này cái gọi là người giật dây. Cổ phong gặp tình hình, đạm nhiên một câu, đồ tây một ánh mắt tại cổ phong thân bên trên đảo qua, cuối cùng mở miệng, không nghĩ tới dạng này nhất một cái thôn nhỏ, có thể mời đến ngươi như vậy cao thủ, cũng được, vị tiểu huynh đệ này, bán cho lão phu một cái chút tình mọt, lão phu phụng hơn vạn lượng hoàng kim, ngươi đừng lại tham dự việc này, chúng ta coi như kết giao bằng hiếu, như thế nào. Sư tôn, Người này, vương mãnh giờ phút này trong lòng không cam lòng, im ngay, không dùng cái gì, đồ tây một lúc này quát lạnh một tiếng, thầm mắng mình cái này đệ tử nhất định chính là một cái đầu óc heo, không thấy được chính mình cũng bị thương hộp máu sao. Trong lúc nhất thời, Đông Hà thôn ánh mắt mọi người toàn bộ rơi vào cổ phong thân bên trên. Vạn lượng hoàng kim, đó là thế nhưng là vạn lượng hoàng kim A. Mọi người trong lúc nhất thời đều là vô cùng lo lắng, mấy ngày qua bọn hắn cũng là biết, cái này họ phong thanh niên thần bí bản cùng đông hà thôn không có quan hệ gì ngược lại là hắn cứu tiểu lạc tính mệnh thêm bên trên trước đó mọi người như vậy đối đãi cái này thanh niên thần bí hắn căn bản không có lý do từ bỏ vạn lượng hoàng kim cùng thực lực này cao mạnh đồ tây một đối đầu lão lạc trong mắt tràn đầy vẻ phức tạp hôm nay cho dù cổ phong lựa chọn cầm hoàng kim rời đi hắn cũng sẽ không nói cái gì cổ phong đối với hắn ân tình đã trải qua quá lớn tiểu lạc trong mắt tràn đầy vẻ chờ đợi Đồ Tây mộc lại là mở miệng cười nói, "Tiểu huynh đệ, như thế nào? Chỉ cần ngươi đáp ứng không tham dự việc này, cái này vạn lượng hoàng kim chính là ngươi, đồng thời sau này cái này thanh thủy hà chi thủy, ngươi có thể tùy ý sử dụng. Ngươi vốn là người ngoài cuộc, làm gì lội vũng nước đục này đâu? Chỉ sợ ngươi không làm rõ ràng một chút, ta là cái này Đông Hà thôn thôn trưởng, có thể cũng không phải gì đó người ngoài cuộc." Cổ Phong nghe xong, lúc này cười nhạt một câu, nghe đến lời này Đông Hà thôn đám người trong nháy mắt trong mắt tràn đầy vẻ cảm động, bọn hắn không nghĩ đến cái này thời điểm thanh niên thần bí lại còn tương mộ giúp. Lão lạc trong mắt vẻ cảm kích, đã trải qua không cách nào ngôn ngữ hình dung. Hừ, xem ra ngươi là phải cứ cùng lão phu đối đầu. Đồ Tây Mộc nghe xong, sắc mặt triệt để âm trầm. Cổ phong nghe xong, cười nhạt, để ta với ngươi đối đầu, ngươi thật đúng là không đủ tư cách này. Cổ phong đối thủ, đều là đệ tứ bộ cao thủ, thanh thương vân dạng này thánh hoàng bây giờ một cái kim tàng cảnh võ giả nói cổ phong cùng đối đầu tại cổ phong xem ra quả nhiên là không có cảm giác gì hư lúc đầu lão phu không muốn thương tổn ngươi nhưng bây giờ lão phu cho ngươi cơ hội ngươi tự tìm chết liền chớ nên trách lão phu đầu sói đầu đằng đồ tây một quát lạnh một tiếng trực tiếp gỡ xuống trước ngực mình màu đỏ giáp ra lúc này ngực chính là trần trụi mà ra ngược bên trên đúng là hoa văn một cái to lớn đại lang thủ hình xăm ở tại quát lớn ở giữa cái này đầu sói hình xăm hai mắt trực tiếp quang mang chớp nhấp nháy mà lên tiếp lấy vô biên huyết văn từ hắn khuếch tán mà ra a à, đồ tây một gào thét ở giữa cả người thân thể trong nháy mắt bắt đầu bành trướng sâu bộ lông màu xám cấp tốc bao trùm da rẻ bén nhọn lợi chảo từ tứ chi hiển hiện đầu lâu của chúng nó đúng là cũng hóa thành đầu sói bất quá trong hô hấp đồ tây mộc biến thành một cái chừng hai người độ cao bắp thịt cả người nhô lên cự đại lang người trong mắt tràn đầy khát máu quang mang trong miệng hai cái nhanh chi tiêu còn chảy xuống nước bọt một cỗ hung tàn khí tức, từ thân thể cái đó bên trên khuếch tán. Lúc này hắn khí tức, đúng là đã trải qua đạt tới kim tàng cảnh đại viên mãn. Đám người trong lúc nhất thời đều là sắc mặt đại biến. Nhưng bọn hắn đều biết, sự tình đến nước này, ngoại nhân căn bản đã không cách nào tham dự, tất cả thì nhìn cái này thanh niên thần bí cùng đồ tây mộc ai lợi hại hơn. Người cái này đồ đằng tu hành, chưa đạt quỹ đạo, chỉ là mượn nhờ đồ đằng lực lược, lược, đem chính mình biến thành cái này nửa người nửa thú quái vật, thậm chí ngay cả thần trí đều là không rõ cổ phong gặp tình hình, lúc này lắc đầu, ngao, đồ tây mộc, trong mắt lóe lên hung tàn sát ý, hướng phía cổ phong, trực tiếp đánh giết mà đến, một cái to lớn móng vuốt lớn, trực tiếp chụp về phía cổ phong mặt. Một chảo này đánh tới, cổ phong sắc mặt không có nửa phần biến hóa, trực tiếp một trường rũi ra. Bành, chương 327, huynh đệ tình thâm, cái này nhất vuốt sói, mang theo vô cùng ngang ngược khí thế đánh ra mà đến, nhưng mà lại bị cổ phong một tay nắm nhẹ nhõm chống đỡ. Lang hóa đổ tây một chừng hai người độ cao, lại là vô cùng cường tráng, cổ phong tại trước mặt có vẻ hơi mịt mù nhỏ, giờ khắc này, nhẹ nhõm ngăn chờ một chảo này, cả hai hình thành so sánh rõ ràng. Ngao, đồ tây một lang hóa phía dưới, ý thức so sánh điên cuồng, giờ phút này cái kia móng vuốt dùng sức, liền muốn tránh ra. Nhưng mà, cổ phong làm sao sẽ cho dạng này cơ hội, cổ phong phản tay vô một cái trực tiếp bắt lấy đồ tây một cái kia lang hóa sau có tới trưởng thành bắp chân phẩm chất cánh tay. Tiếp theo, tại mọi người trước đó chưa từng có sợ hãi thán phục trong ánh mắt, cổ phong bắt lấy đồ tây một cánh tay, bỗng nhiên vung mạnh. Bành, đám người ít thấy, cái kia đồ tây mộc vẽ ra trên không chung một đường cong tròn, tiếp lấy bỗng nhiên cùng đại địa tới một lần tiếp xúc thân mật. Lần này, đại địa đều là dạn nứt ra, đất đá bay tán loạn. Bị cổ phong bắt lấy cánh tay cái này một đập, đồ tây mộc lúc này toàn thân đau đớn, đã bị nện đến thất điên bát đảo. Ngao, ý nghĩa biết còn chưa biến mất, lúc này lại là một tiếng gào thét. Cổ phong không nói hai lời, lần nữa đem vung, hướng xuống đất lại là một đập. Oanh, ngao ngao, oanh, ầm ầm, cổ phong cánh tay không ngừng vung, cái kia đồ tây một gò núi nhỏ thật lớn thân thể, chính là không ngừng đụng vào đại địa cái đó bên trên, trong lúc nhất thời, đất đá không ngừng bay tán loạn, bụi đất tràn ngập ra. Mọi người không khỏi cảm giác tê cả ra đầu, nhao nhao hít một hơi lãnh khí. Vừa rồi mọi người còn đang thán phục, cái này đồ tây mộc, là bực nào cường giả, mà bây giờ nhìn lấy cổ phong nắm lấy đồ tây mộc như là vung mạnh con gà con đồng dạng tất cả mọi người là có chút hoảng hốt vương mạnh ánh mắt đã trải qua kịch biến hắn căn bản là không có cách tưởng tượng bản thân tâm trong mắt vô địch sư tôn vậy mà lại bị ngược thành dạng này oanh lại là một tiếng vang thật lớn chuyển đến bụi đất chậm rãi tiêu tán ra mọi người chỉ thấy mặt đất bên trên cổ phong bốn phía đã trải qua tràn đầy lõm hố to trước mặt cái kia đồ tây mộc sớm đã từ lang hóa bên trong lui về biến thành bình thường bộ dáng. Hắn giờ phút này toàn thân quần áo rách dưới, mặt mũi bầm dập, thất khiếu máu tươi chảy xuôi, cả người bi thảm tới cực điểm. Mà ra hỏa này sinh mệnh lực cũng là đủ ngoan mạnh, lại còn không chết. Tại mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, cái này đồ tây mộc, đúng là hai tay bỗng nhiên ôm cổ phong hai chân. Chẳng lẽ, hắn muốn đánh lén, đã ở cổ phong nhíu mày thời khắc, đồ tây mộc cầu xin thanh âm truyền đến. Đại nhân, đại nhân tha mạng, đại nhân tha tiểu nhân đầu cầu mệnh này đi, đại nhân tha mạng A. Mọi người thấy cảnh này, lại là nhao nhao kinh ngạc, đây là ngay từ đầu cái kia ngang ngược càn rỡ đồ Tây Mộc sao. Mạng người có thể hay không lưu lại, còn phải xem người biểu hiện. Cổ phong hất lên chân, trực tiếp đem đồ Tây Mộc vứt qua một bên đi, đạm mạc một câu. Đa tạ đại nhân, đa tạ đại nhân tha mạng, tiểu nhân không chỗ nào không theo, tiểu nhân không chỗ nào không theo A. Đồ Tây Mộc, lúc này hướng phía cổ phong không ngừng dập đầu. Hắn đồ Tây Mộc tu vi không cao, nhưng có thể lăn lộn cho tới hôm nay đều không chết cũng là bởi vì nhìn sắc mặt nghe lời nói biết người vừa rồi tại Lang Hóa thời điểm hắn năng lực suy tính nhận thú tính ảnh hưởng giờ phút này lại là tỉnh táo lại người trước mắt tuyệt đối là đạt tới đệ nhị bộ cao nhân mình tại trước mặt ngay cả một cái giấm cũng không bằng a giờ phút này đồ tây mộc ruột đều hối hận thanh sớm biết đối phương lợi hại như vậy hắn làm sao sẽ ngốc đến cùng hắn động thủ chỉ đổ thừa đối với Phương Minh rõ ràng thực lực mạnh như vậy còn hết lần này tới lần khác hữu xanh đắc trẻ tuổi như vậy bộ dáng làm cho không người nào có thể suy nghĩ sau này thanh thủy hà nguồn nước tây hà thôn mỗi ngày một canh giờ thời gian còn lại về đông hà thôn cổ phong nhìn về phía vương mãnh lạnh giọng một câu tất cả nghe đại nhân phân phó vương mãnh mặc dù trong lòng không muốn nhưng nhưng cũng không dám có nửa phần kháng cự đều tán đi cổ phong nhạt nói lập tức đám người nhao nhao tán đi cổ phong bên người chỉ còn lại lão lạc tiểu lạc hai người cái kia đồ tây mộc một mực quỳ gối cổ phong trước mặt, không dám ngôn ngữ. Theo ta đi, cổ phong lãnh ngữ, cái kia đồ tây mộc, lập tức ngoan ngoãn ở phía sau cùng bên trên. Lão lạc cùng tiểu lạc không có tiến vào, cổ phong mang theo đồ tây mộc tiến vào trong nhà gỗ. Vừa rồi cổ phong cũng không muốn giết chết đồ tây mộc, mặc dù hắn thụ thương không nhẹ, nhưng lại không nguy hiểm đến tính mạng. Lập tức, cổ phong mở miệng, người thân là tây vực đồ đằng võ giả, làm sao sẽ chạy đến đông vực từ châu đến. Không dám bí ẩn đại nhân, kể từ năm đó Tây vực chia ra thành Ung châu cùng Lương châu về sau hai châu chính là chiến loạn không ngừng. Chúng ta đồ đằng Bộ Lạc, tại chiến trong lửa không ngừng tiêu vong, vì ngăn ngừa tộc nhân vĩnh viễn tiêu tán, từng cái đồ đằng Bộ Lạc đều là điều động tộc nhân tiến về những châu khác đi thu người gia nhập Bộ Lạc. Tiểu nhân chính là bị phân công đến cái này từ châu, một lần vô ý ở giữa tiểu nhân lại tới đây, phát hiện nơi này trong nước sông ẩn chứa nguyên khí tương đối thích hợp tu hành, liền là chuẩn bị ở đây chậm rãi tu hành đồng thời thu người gia nhập bộ lạc, sau này đạt tới tụ khí cảnh lại rời đi. Đồ Tây Mộc nói thực ra đạo, cái này hai châu, vì sao một mực chiến loạn không ngừng. Cổ phong không khỏi hỏi, theo lý mà nói, 9.000 năm đều đi qua, cửu châu cũng đều là đã trải qua ổn định phát triển, không nên vẫn còn chiến trong lửa. Tiểu nhân là lương châu bộ lạc người, chỉ nghe nghe ta lương châu thánh hoàng cùng cái kia ung châu thánh hoàng có đại thù. Đồ Tây Mộc mở miệng nói ra, đại thù, tiểu nhân cũng là nghe nói, ta lương châu thánh hoàng đại nhân đại ca, năm đó bị tây vực thánh chủ bức tử, lúc kia thánh hoàng đại nhân thực lực không đủ không cách nào báo thù. Về sau qua mấy ngàn năm thánh hoàng đại nhân bước vào đệ tứ bộ, bắt đầu phản loạn, chiếm cứ tây vực một nửa thổ địa, thành lập lương châu. Kể từ lúc đó bắt đầu, hai châu chính là đại chiến không ngừng. Đồ tây một lúc này mở miệng, gặp cổ phong ánh mắt biến hóa, hắn tiếp tục mở miệng, ta lương châu thánh hoàng đại nhân từng nói như thế qua, chỉ cần ta lương thu hồng không chết, cho dù máu nhuộm đỏ trường không cũng phải vì ta đại ca báo thù rửa hận lương thu hồng nghe đến lời này cổ phong thân thể chấn động cả người đều là khẽ giật mình tiếp lấy trong lòng một dòng nước ấm lưu lưỡng lở trôi qua ký ức trong tấm hình cái kia một đầu bím tóc nhỏ mặt đỏ cường tráng thiếu niên thân ảnh hiện lên ở trước mắt mặt trời lặn phía tây màu đỏ tà dương chi quang vùng vãi đại địa tây vực bên trong ít có phòng ốc khắp nơi đều là bộ lạc tà dương chiếu rọi phía dưới cái này giữa thiên địa giống như không còn gì khác chỉ có cái kia lóa mắt đỏ. Lều trướng trước đó, hai người thiếu niên thân ảnh, tại dưới trời chiều, kéo đến thật dài. Cuối mùa thu gió có chút lạnh, lay động hai tên thiếu niên quần áo, nhưng hai người lại là không chút nào động. Một tên thiếu niên trong đó, thân mang trường sam màu trắng, sắc mặt có chút bệnh trạng trắng bệch, hắn nhìn trời một bên, trong hai tròng mắt một mảnh thâm thúy, không biết đang suy nghĩ gì. Một tên khác thiếu niên, một đầu nhỏ biên, quần áo tây vực ra lông phục sức, cái kia mang theo vài phần thô giáp mặt đỏ cái đó bên trên, giờ phút này đầy vẻ không muốn vẻ, mở miệng, đại ca, có thể đạt tới không nghĩ ngươi rời đi. Người cũng nên từ biệt, giống như lấy chân trời hồng nhạn, luôn có rời đi thời điểm. Đại ca, người nếu muốn đi, liền cho có thể đạt tới làm cái trong các người thổ danh tự đi. Như thế, người liền gọi lương thu hồng đi. chương 328, Đồ Tây Mộc, ký ức hình ảnh tiêu tán, cổ phong trong mắt ẩn hàm một giọt nước mắt. Bây giờ lương châu, chính là nguyên bản tây vực đại bộ phận nhất rơi xà nhà mây bộ lạc thiếu tộc trưởng lương vân khả đạt thành lập lương vân khả đạt là cổ phong huynh đệ năm đó cổ phong tự biết không còn sống lâu nữa du lịch nhân gian đi vào tây vực dưới sự trùng hợp gặp được nhất tên thiếu niên cùng yêu thú tương bác gặp thiếu niên đã trải qua dần dần không địch lại chính là mở miệng chỉ điểm thiếu niên kia cuối cùng thiếu niên kia thành công đánh giết yêu thú về sau cổ phong mới biết thiếu niên này chính là xà nhà mây bộ lạc thiếu tộc trưởng lương vân khả đạt Tây vực dân phong biêu hán, bách tính đều là hào sảng hiếu khách, Lương Vân Khả đạt chính là mang theo cổ phong trở lại chiên trong trướng. Cổ phong năm đó mặc dù không có tu vi mang theo, nhưng bởi vì thể chất đặc thù, tử lượng lại là kinh người. Uống một phen về sau, hai người liền là trở thành huynh đệ. Ly biệt thời khắc, cổ phong đưa cho Lương Vân Khả đạt một cái trung thổ danh tiếng. Lương Thu Hồng, năm đó Tây vực thánh chủ tham dự phản loạn, đến mức cổ phong cấp hỏa công tâm sinh mệnh cực tốt trôi qua bị ép tiến vào tuế nguyệt động. Lương Thu Hồng vì cổ phong, ẩn núp mấy ngàn năm, thành Tiểu thánh hoàng về sau, chính là mấy năm liên tục đại chiến, thề phải vì cổ phong báo thù, thêm bên trên, như nay không phải dùng, Lương Vân Khả Đạt, mà là dùng, Lương Thu Hồng, cái tên này, cổ phong liền là có thể biết, trong lòng của hắn đối với mình người đại ca này, là cỡ nào để ý. Hơn 9.000 năm, Thương Hải tang điền, cổ phong bây giờ biết, đã từng mình một cái huynh đệ, chẳng những không có quên mình, ngược lại đem chính mình mối thù, làm cả đời phải làm sự tình phần này tình huynh đệ đã trải qua không cần quá nhiều lời nói đại nhân giờ phút này đồ tây mộc mở miệng cổ phong lần này thần sắc mới khôi phục lại mở miệng ta có thể tha tính mệnh của ngươi nhưng ngươi cần vì ta làm một chuyện đại nhân nói tiểu nhân không dám không theo đồ tây mộc lập tức mở miệng nghĩ xong cổ phong lấy dây bút viết xuống hai hàng chữ không nhãn dễ tán thu thường tại phong tổn hại dễ rơi cổ đạo tồn đồ tây mộc nhìn lấy chữ này nhưng không có nhìn minh bạch trong đó hàm nghĩa. Cổ phong mở miệng, người muốn nghĩ hết biện pháp, đem này trang giấy đưa đến người lương châu thánh hoàng trong tay. Cái này, đại nhân, đồ tây mộc sắc mặt trở nên khó coi. Làm sao, đại nhân, không được là tiểu nhân không nguyện ý làm, chỉ là cái này quá khó khăn, lương châu vốn thuộc tây vực, mà từ châu vốn thuộc đông vực. Đây là một đông một tây hai người khoảng thời gian cách xa nhất chỗ, tiểu nhân năm đó tiêu phí trọn vẹn 10 năm, mới lại tới đây. Trong lúc đó trải qua gian nguy, kém chút bỏ mình trên đường, bây giờ muốn tiểu nhân trở về. Đồ Tây Mộc một mặt vẻ làm khó, cổ phong lập tức, lại là viết xuống mấy thiên võ ký cùng công pháp, đối với đồ Tây Mộc đạo, những vũ kỹ này công pháp, người ở trên đường tu hành, đột phá đến tụ khí cảnh, không khó lắm, lấy người vốn là sự tình, đủ có thể sống trở lại lương châu. Cái này đồ Tây Mộc đặc điểm lớn nhất, chính là sợ chết. Thong dòng trước, kỳ biểu hiện đến xem, cổ phong chính là nhìn ra hắn sợ chết, đồng thời cổ phong đó có thể thấy được, cái này Đồ Tây Mộc có mấy phần đầu não, người như vậy, mặc dù không nhất định võ đạo bên trên đến cỡ nào cao thành tựu, nhưng hết sức dễ dàng sống sót. Đa Tạ đại nhân, đa tạ đại nhân, nhìn thấy những vũ khí này cùng công pháp, Đồ Tây Mộc lập tức trong mắt tỏa sáng, bất quá lập tức hắn lại là khổ sở nói, có thể là đại nhân, cái này Thánh Hoàng đại nhân, làm sao sẽ gặp ta đây nhất cái tiểu nhân vật. Ta tin tưởng ngươi hội có biện pháp, Cổ Phong vừa nói, trong tay rất nhiều ngân châm xuất hiện, trực tiếp đâm vào Đồ Tây Mộc bên trong thân thể biến mất không thấy gì nữa, lập tức mở miệng, những ngân châm này đã trải qua tiến vào trong cơ thể ngươi, kể từ hôm nay, ngươi còn lại 10 năm có thể sinh sống. Đại nhân, trong vòng 10 năm, ngươi trở lại Lương Châu, nhìn thấy Lương Châu Thánh Hoàng, xuất ra ta cho ngươi trang giấy, Thánh Hoàng tử sẽ giúp ngươi giải trừ ngân châm này, đồng thời, ngươi còn cũng tìm được một trận cự đại tạo hóa. Cổ phong mở miệng nói ra, đại nhân, đồ tây mộc sắc mặt biến đến cực kỳ khó coi đứng lên. Không muốn mưu toàn đem ngân châm bước ra, cái kia chỉ có một con đường chết. Trừ ta, thiên hạ này chỉ sợ chỉ có Lương Châu Thánh Hoàng có thể đem này ngân châm giải trừ. Cổ Phong lại là mở miệng, Đồ Tây mục sắc mặt kịch liệt biến hóa, hắn vượt phát giác trước mắt thanh niên này hết sức thần bí, chỉ sợ hắn thật cùng Thánh Hoàng có cự nhiều quan hệ, về phần ngân châm này. A, à, bỗng nhiên, Đồ Tây mục hét thảm lên, hắn chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt vô cùng cái đó đau, cái này đau nếu là có đau tại phá mình xương cốt đồng dạng. Cổ Phong nhàn nhạt mở miệng, sau này mỗi tháng hôm nay, ngươi cố ngồi nhận nhận một lần như vậy đau đớn, có như vậy đau đớn đã nói ngươi sinh mệnh tại giảm bớt. Cái này, giờ phút này Đồ Tây Mộc sắc mặt đại biến, tin tưởng không nghi ngờ. Nếu như phản bội người trước mắt, thử nghiệm rút ra ngân châm chỉ có một con đường chết. Mà nếu như thuận theo kỳ chân chính gặp mặt Thánh Hoàng, sợ rằng sẽ đạt được một trận cự đại tạo hóa. Tiểu Nhân nguyện ý tiến về, Đồ Tây Mộc lập tức ôm quyền mở miệng, Cổ Phong mở miệng, việc này không nên chậm trễ hôm nay ta cũng không nghĩ trọng thương ngươi, ngươi những cái này vết thương ra thịt có mấy ngày liền có thể khỏi hẳn, ngươi bây giờ liền lên đường đi, trên đường này có thể tự khỏi bệnh. Là, đại nhân, đồ tây mộc lập tức mở miệng, lời nói rơi xuống, đồ tây mộc quay người mà đến. Mang theo cảm khái, đồ tây mộc ly khai cái này tiểu sơn thôn. Đến tận đây, đồ tây mộc đạp bên trên hắn đi về phía tây hành trình. Thu hồng, người ta huynh đệ cuối cùng rồi sẽ có gặp nhau nữa ngày. Cổ phong trong mắt hào quang lóe lên, lập tức đi ra nhà gỗ nhỏ, phát hiện giờ phút này bên ngoài nhà gỗ, đã trải qua vây đầy đông hà thôn thôn dân. Đa tạ phong công tử, phong công tử đại ân, chúng ta không dám quên, phong công tử, giờ phút này phần đông thôn dân, nhao nhao hướng phía cổ phong bái đến, cái kia trong mắt đầy là chân thành vẻ cảm kích. Cổ phong mở miệng, thanh thủy hà tây hà thôn chiếm lấy 5 năm, đến tận đây ta để đông hà thôn cũng chiếm cứ 5 năm, 5 năm về sau, cái này nước sông các người có thể tranh đoạt đến nhiều ít, liền muốn nhìn chính các người bản sự. Giờ phút này, ánh mắt mọi người nhao nhao biến hóa, bọn hắn vốn cho rằng nước sông mãi mãi cũng là Đông Hà Thôn. Lão hủ minh bạch, lão lạc giờ phút này gật đầu, hắn minh bạch cổ phong ý tứ, Đông Hà Thôn muốn quật khởi, vẫn là muốn dựa vào tự thân cố gắng. Lập tức, đám người chính là nhao nhao tán đi, bất chi bất giác, chính là đã trải qua mặt trời lặn. Cổ phong đi ra nhà gỗ nhỏ, đi vào thanh thủy hà một bên, theo nước sông, hướng phía hắn bên trên du tẩu đi. Cái này nước sông có thể mang theo nguyên khí, Tuyệt đối không tầm thường, Cổ Phong đối với cái này nguồn nước phần cuối cũng là có hứng thú. Lập tức Cổ Phong theo Thanh Thủy Hà hướng phía hắn thượng du mà đến. Mà càng là hướng thượng du đi, Cổ Phong phát hiện, cái này Thanh Thủy Hà nước sông càng là rét lạnh. Cổ Phong cực tốc mà đi, ước chừng đi nửa canh giờ, đi vào một mặt vách núi trước đó. Núi này vách tường nhất phía dưới, có một cái cửa hang, cái này Thanh Thủy Hà nước sông chính là từ cái này trong động khẩu chảy ra. Giờ phút này những cái này trong nước sông đã trải qua tản ra hàn khí. Loại người bình thường, nếu không có đạt tới kim tàng cảnh ngũ tạng cường đại, tiến vào nước này bên trong, chỉ sợ cũng muốn trực tiếp chết cóng. Cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy, không nói hai lời, trực tiếp lặn xuống nước. chương 329, cực hàn băng diễm, có dương ngư ngọc tại, cổ phong tại bất luận cái gì trong nước, đều có thể nhẹ nhóm hành tẩu. Cái này băng lãnh nước sông, đối với cổ phong đến nói không có nửa điểm trở ngại. Theo hang động này cổ phong hướng phía bên trong bơi đi. Theo không ngừng xâm nhập, cổ phong có thể cảm giác được nước này chẳng những càng ngày càng lạnh, đồng thời hắn bên trong nguyên khí cũng là càng lúc càng nồng nặc. Rất nhanh, cổ phong cảm giác phía trên có một mảnh ánh sáng, chính là hướng phía phía trên bơi đi. Bành, cổ phong từ trong nước ló đầu ra, té lên một mảnh bọt nước. Nhìn thấy trước mắt cảnh tượng, cổ phong trong mắt lóe lên một vệt tinh mang. Cổ phong vị trí là một cái đầm nước, đầm nước này vị trí, là một cái trong núi tự nhiên hình thành hang đá, phía trước có một cái tuyển nhãn, cái này nước sông, chính là từ cái này trong con suối không ngừng phun ra ngoài. Cái này tuyển nhãn bốn phía, đã trải qua ngưng tụ thật dày tầng băng, hết lần này tới lần khác cái này tuyển nhãn không có bị đông cứng, suối nước như cũ không ngừng từ trong đó chảy xuôi mà ra. Càng thêm quỷ dị là, ở nơi này tuyển nhãn bên cạnh tầng băng cái đó bên trên, còn sinh trưởng lấy một đóa hoa. Hoa này đóa hoa, đúng là từ một đoàn băng lam sắc hỏa diễm hình thành. Băng diễm thành hoa, cực âm băng diễm, trong lúc nhất thời, cổ phong trong mắt hào quang lóe lên. Không nghĩ tới ở chỗ này, có thể tìm tới bậc này bảo bối. Cái này cực âm băng diễm cùng trước đó tại đan tiên tông thời điểm, lấy địa âm hoa để luyện ra cực dương cái đó diễm là đồng dạng loại hình linh diễm. Cổ phong bây giờ thể nội đã trải qua có được cực dương chi hỏa, thêm nữa thêm cực âm chi hỏa chiến lược tất nhiên lại có thể tăng lên một khối. Đồng thời, sau này tại luyện chế một chút thuộc tính âm hàn đan dược thời điểm, dùng cái này cực âm chi hỏa, tự nhiên không thể tốt hơn. mặc dù cổ phong tạng phủ cường đại, nhưng còn chưa tới trực tiếp có thể cưỡng ép hấp thu cái này cực âm chi hỏa cấp độ. đồng thời, coi như cổ phong có thể trực tiếp hấp thu, hắn cũng sẽ không. đơn giản là không không. cổ phong từ trong ngực tương biến thành lớn cỡ bàn tay nhỏ không không lấy ra. giờ phút này không không thân bên trên tràn đầy vết dạn, như cố tại trong giấc ngủ say. chỉ cần là hỏa không không đều có thể hấp thu. cổ phong tin tưởng hấp thu cái này cực âm băng diếm không không tất nhiên có thể hoàn toàn khôi phục, thậm chí tu vi còn sẽ tăng lên một mảng lớn. Không nghĩ nhiều nữa, cổ phong trực tiếp đem không không đặt ở cái kia cực âm băng diễm bên cạnh. Chỉ thấy cái kia băng diễm cái đó bên trên, lập tức một sợi mười phần mảnh nhỏ băng diễm cái đó tia bay ra dung nhập không không thể nội, không không thân thể cái đó bên trên vết giản, lúc này liền là ít một chút. Cổ phong trong mắt tỏa sáng, không trần chờ nữa, cổ phong một cái chìm xuống, trực tiếp toàn bộ thân thể chìm vào cái này trong hàn đàm. Tiếp theo, cổ phong bắt đầu vận chuyển công pháp tiến hành tu hành bốn phương tám hướng vô biên băng hàn khí tức hỗn hợp có linh khí dung nhập cổ phong thể nội tại khoảng cách này tuyền nhãn gần nhất trong hàn đàm trong nước đã không phải là nguyên khí mà là linh khí cổ phong ở nơi này trong hàn đàm tu hành công pháp dưới sự vận chuyển thương thế tại cực tốc khôi phục sau ba tháng cổ phong ngũ tạng lục phủ rốt cuộc triệt để khôi phục nhục thân lực lượng lại về đỉnh phong nhục thân thương thế khỏi hẳn cổ phong chính là hấp thu cái này băng lãnh linh khí, tiến vào trong khí hải chữa trị bị hao tổn khí hải. Lại là qua ba tháng, cổ phong tám cái khí hải, hoàn toàn khôi phục. Như thế, thanh phi long một trưởng kia mang cho cổ phong trọng thương, cũng là rốt cục khỏi hẳn. Ta tự thân 108 đầu linh mạch, bây giờ vẻn vẹn, vẹn thắp sáng trong đó 15 đầu hỏa linh mạch, còn lại 6 loại thuộc tính linh mạch, đều còn không có thắp sáng, nơi này thủy thuộc tính linh khí nồng đậm, vừa vặn dùng tới tu hành thủy thuộc tính linh mạch cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy lập tức hai mắt nhắm lại một cỗ làm khí bắt đầu ngưng tụ linh khí thắp sáng thủy linh mạch thủy linh khí dung nhập cổ phong một cái linh mạch về sau cái này linh mạch bên trong kịch liệt đau nhức chuyển đến tiếp lấy hắn dần dần bắt đầu phát ra băng lam sắc quang mang lại là ba tháng trôi qua thủy linh mạch cổ phong chấn động cánh tay cánh tay trái cái đó bên trên 15 đầu màu băng lam mạch lạc hiển hiện cái này 15 đầu màu băng lam mạch lạc quang mang chớp nhấp nháy chính là thủy linh mạch như thế 108 đầu linh mạch, cổ phong đã trải qua thắp sáng 30 đầu. Nếu là gọi thêm sáng lên một loại thuộc tính linh mạch, ta tu vi liền là có thể đạt tới linh mạch cảnh tiểu viên mãn, còn thừa, kim, mộc, thổ, gió, lôi, năm loại thuộc tính linh mạch nên như thế nào thắp sáng. Cổ phong tự hỏi, bỗng nhiên trong mắt sáng lên, tiếp theo, cổ phong tiếp tục chìm xuống, hướng phía hàn đàm dưới đáy lặn xuống. Ước chừng chìm xuống vài chục trượng, cổ phong rốt cục đụng chạm lấy hàn đàm dưới đáy, nơi này khắp nơi đều là nước bùn. Mà cái này nước bùn bên trong đúng là tràn ngập thổ thuộc tính linh khí. Cái này bùn đất tại trong hàn đàm, hàng năm bị linh tuyển suối nước ngâm, chậm rãi linh khí chính là nồng nặc lên, nơi này chính là ta thắp sáng thổ thuộc tính linh mạch chỗ. Cổ phong trong mắt hào quang lóe lên, không chút do dự, tiếp tục chìm xuống. Lại là chìm xuống 10 trường, cổ phong hoàn toàn tiến vào cái này hàn đàm dưới đáy bùn đất bên trong, lúc này chung quanh vô biên thổ thuộc tính linh khí hướng phía hắn trong thân thể tụ đến trong nháy mắt lại là qua ba tháng một ngày này bên trên bầu trời ba người phi thiên mà đến ba người này hai nam một nữ khuôn mặt đều là hết sức trẻ tuổi cái này hai tên nam tử bộ dáng ngày thường giống như đúc nhất định là một đôi mà huynh đệ sinh đôi bất quá cái này hai huynh đệ một người trên trán mang theo thông minh khí tức một người trên trán lại mang theo ngang ngược khí tức hai người chân đạp hư không phi hành còn không phải thuần thục hiển nhiên là sơ nhập ngự không cảnh không lâu mà ở giữa nhất tên nữ tử, ngày thường khuôn mặt kiều diễm, mỹ mạo cực kỳ. Nàng khí tức tại linh mạch cảnh đại viên mãn, lại không cách nào phi hành, bất quá giờ phút này hắn ngồi ở một chương tinh xảo cố kiệu bên trên. Cái này cố kiệu hai bên trái phải riêng phần mình chi tiêu nhất căn một côn, bị cái kia sinh đôi hai huynh đệ riêng phần mình đem ở một cây, cái này hai huynh đệ đúng là dơ lên này nữ tử phi hành. Mộ dung viên, còn chưa tới sao? Kiều diễm nữ tử đối với cái kia trên chán tràn đầy thông minh khí thức nam tử mở miệng một câu. Mộ Dung Viên giờ phút này trong tay cầm một khối la bàn, chỉ thấy cái này la bàn kim đồng hồ không ngừng chuyển động, cuối cùng chỉ hướng một cái phương hướng. Sư Muội chính là phía dưới, căn cứ tìm thủy la bàn biểu hiện, nơi này có tứ cấp linh viên. Mộ Dung Viên mở miệng, trong mắt tràn đầy vẻ hưng phấn. Một bên cái kia trên trán tràn đầy ngang ngược khí tức Nam Tử mở miệng, hừ, loại này thâm sơn cùng cốc địa phương, tại sao có thể có tứ cấp linh viên? Mộ Dung Phương, ta làm sao có người cái này ngu xuẩn đệ đệ liền tìm thủy la bàn cũng sẽ không dùng. Mộ dung viên nghe xong, lúc này đối với hắn lạnh giọng một câu. Đừng nói, đi xuống xem một chút, kiều diễm nữ tử mở miệng, tốt, sư muội mộ dung viên gật gật đầu, lập tức, hai huynh đệ mang theo kiều diễm nữ tử, hướng phía phía dưới bay đi, rất nhanh, ba người chính là rơi vào vách núi trước đó. Nơi đây, chính là thanh thủy hà phần cuối, nhìn lấy dưới vách núi đá cửa động kia, kiều diễm nữ tử mở miệng, ai đi vào trước? Ta! Mộ Dung Phương sao sẽ bỏ qua bậc này biểu hiện mình cơ hội. Không nói hai lời, trực tiếp lặn xuống nước, bơi vào cửa động kia bên trong. Tên óc heo này, như thế tùy tiện tiến vào. Mộ Dung Viên nhìn thấy cảnh này trong lòng cười lạnh, cho dù đối phương là đệ đệ hắn, hắn là như vậy không thèm để ý, chỉ cần có thể cưới được tiểu sư muội, hắn lấy được cửa đại tạo hóa. Cũng tại lúc này, trong động khẩu thanh âm truyền ra. Tiểu sư muội có bảo vật, chương 330, vô cực tá linh trường, thiên nhiên sơn động bên trong, không không thân thể cái đó bên trên vết dạn đã trải qua biến mất không thấy gì nữa, hắn bên trên thiêu đốt lên băng lam sắc hỏa diễm. Mộ dung phương mới vừa gia nhập bên trong hang núi này, chính là bị trước mắt cái này thiêu đốt lên băng lam sắc hỏa diễm thanh thạch hấp dẫn, theo sau chính là kinh hô lên. Mộ dung viên cùng kiều diễm nữ tử rất nhanh chính là tiến vào, nhìn thấy không không thời điểm, lúc này trong mắt cũng là tỏa sáng. Tiểu sư muội lần này chúng ta kiếm bộn, nơi này chẳng những có linh tuyền, vẫn còn có cực âm băng diễm ngưng luyện huyền thạch tồn tại. Mộ Dung Viên nhìn thấy cái này Linh Tuyền, lại là đem ánh mắt rơi vào không không thân bên trên, trong mắt tràn đầy sợ hãi lẫn vui mừng. Trước thu cái này huyền thạch, lại thu cái kia Linh Tuyền. Kiều Diễm nữ tử mở miệng, tốt, sư muội việc này giao cho ta. Cái kia Mộ Dung Phương không nói hai lời, kỳ hữu trưởng cái đó bên trên lập tức thủy thuộc tính linh khí gào thét mà ra, ngưng tụ thành một cái linh khí nước trưởng, hướng phía không không trực tiếp chộp tới. Mà cũng liền ở tại linh khí này nước trưởng muốn đụng chạm lấy không không thời điểm, hàn đàm phía dưới truyền ra một đạo băng lãnh thanh âm. Lăn ra ngoài, cái này cũng lời nói ở giữa, hàn đàm lập tức chính là chấn động. Ba người lúc này liền là giật mình, bọn hắn không nghĩ tới, nơi này vẫn còn có người thứ tư tồn tại. Lui ra phía sau, kiều diễm nữ tử mở miệng, lúc này ba người lập tức lui lại, thối lui đến trong sơn động này vách đá một bên, lập tức ánh mắt gắt gao rơi vào hàn đàm cái đó bên trên. Chỉ thấy hàn đàm bên trong, từng đợt khủng bố sóng linh khí truyền ra. Ba người biến sắc, bậc này sóng linh khí cũng không giống như bình thường võ giả có thể dẫn động ra. Oanh, tiếp theo, cái kia hàn đàm mặt nước bỗng nhiên nổ tung, bọt nước văng khắp nơi. Đồng thời, một tên đạo thân ảnh từ dưới nước chậm rãi ra, cuối cùng hoàn toàn xuất hiện ở ba người trước mặt. Xuất hiện người, tự nhiên là cổ phong. Cổ phong ở đây bế ra một năm, bây giờ thương thế hoàn toàn khôi phục, tu vi cũng rốt cuộc càng tiến một bước, đạt tới linh mạch cảnh tiểu viên mãn. Kiều diễm nữ tử ánh mắt quét qua, nhìn ra cổ phong tu vi khí thức, lúc này nhìn về phía cổ phong cười lạnh mở miệng, nguyên lai bất quá là một cái linh mạch cảnh tiểu viên mãn võ giả, hôm nay, liền muốn ngươi chết không có chỗ trôn. Mộ dung phương, kiều diễm nữ tử ngày bình thường làm người chính là cực kỳ âm tàn. Hôm nay cái này linh tuyển cùng băng diễm huyền thạch bảo vật ở đây, nàng đương nhiên sẽ không để ngoại nhân đạt được, mà nơi đây vị trí ẩn nấp, đối phương tu vi lại thấp, phương pháp tốt nhất, dĩ nhiên chính là giết đối phương. Nhìn thấy cảnh này, cổ phong lạnh lông mày nhăn lại đối phương đột nhiên xâm nhập, quấy nhiễu mình tu hành, mình còn không có sát tâm, chỉ là muốn đem đối phương khu trục, mà cái này kiểu diễm nữ tử tâm địa cái đó hung ác, trực tiếp chính là muốn đẩy người vào chỗ chết. Đối với cái này loại người, chỉ có nhất sát, một cái sơ nhập linh mạch cảnh phế vật mà thôi, sư muội lại nhìn ta. Mộ dung phương mở miệng, nhìn về phía cổ phong cười lạnh một câu, tiểu tử, tiểu sư muội lên tiếng, hôm nay ngươi chỉ có một con đường chết. Lời nói ở giữa, ngay cả tục số quyền đánh ra mỗi một quyền phía dưới đều là thủy thuộc tính linh khí gào thét cái kia mỗi một đạo thủy thuộc tính linh khí đều là ngưng tụ thành một cái chim nước tổng cộng 7 quyền lúc này liền là 7 con chim nước hướng phía cổ phong liều chết xung phong cổ phong gặp tình hình trong mắt lóe lên vẻ lạnh lùng vung tay lên lúc này một trận băng hàn khí tức từ cổ phong trong lòng bàn tay khuếch tán mà ra hóa thành khắp nơi đóng băng lạnh lẽo khí vụ cái này băng hàn khí tức ngay từ đầu là cổ phong lấy băng cốt hàn xương công cô động mà ra bất quá lúc kia hàn khí còn rất yếu, nhưng bây giờ không không hấp thu cực âm băng diễm, cổ phong nơi này cũng là đến đúng lúc, giờ phút này thể nội đã trải qua thai ngén cực âm chi hỏa, đồng thời thể nội nguyên bản hàn khí cũng là phát sinh chất biến hóa. Cái này băng hàn khí vụ vừa ra, lúc này cái kia 7 con phi điểu trong nháy mắt bắt đầu đông kết, cơ hồ trong hô hấp chính là hóa thành 7 con băng điểu, trực tiếp từ giữa không trung rơi xuống xuống. Nhìn thấy cảnh này, kiều diễm nữ tử ba người, đều là sắc mặt đại biến này trong thân thể có âm hàn khí tức, giết người này, nuốt hắn huyết mạch, chúng ta cũng sẽ có được âm hàn khí tức, chúng ta tu vi có thể lần nữa tăng lên. Giờ phút này, Kiều Diễm nữ tử lúc này kinh hỉ mở miệng. Cái kia Mộ Dung Viên trong mắt lại là hiện lên vẻ ngưng trọng. Tiểu tử, để mạng lại, Mộ Dung Phương mở miệng, liền muốn thi triển võ kỹ, cũng tại lúc này, hắn chỉ cảm thấy bóng người trước mắt lóe lên, tiếp lấy một đạo thanh âm lạnh như băng truyền đến. Chỉ sợ, người không cơ hội này, tiếp theo Mộ Dung Phương bỗng nhiên cảm giác nơi đan điền như tê liệt kịch liệt đau nhức truyền đến. Giờ phút này, cổ phong cánh tay trái cái đó bên trên 15 đầu thủy linh mạch quang mang chớp nhấp nháy, toàn bộ cánh tay trái đã bị băng lam sắc hỏa diễm bao vây, một quyền này phía dưới, băng lam sắc hỏa diễm tàn phá bừa bãi trực tiếp tràn vào Mộ Dung Phương trong đan điền. Cực âm chi hỏa, là kinh khủng bực nào? Mộ Dung Phương khí hải bị cổ phong một quyền này đánh cho xuất hiện vết rạn, bây giờ tại cực âm chi hỏa thiêu đốt phía dưới, triệt để sụp đổ, khí hải bị phế, mộ dung phương, liền là trở thành một phế nhân. Ngự không cảnh võ giả mặc dù mạnh, nhưng ưu thế ở chỗ có thể ngự không phi hành, ngọn núi nhỏ này trong động tự nhiên không có phi hành không gian. Đồng thời, bây giờ cổ phong tu vi đã trải qua đạt tới linh mạch tiểu viên mãn, mà cái này mộ dung phương bất quá sơ nhập ngự không cảnh, giờ phút này lại là đột nhiên xuất thủ, muốn giết người này, đối với cổ phong mà nói không khó. Mộ dung viên giờ phút này sắc mặt kịch biến, có thể nhìn ép như vậy sơ nhập ngự không cảnh cường giả, người trước mắt, tu vi đến cùng ở đâu cái cấp độ. Sư muội cứu ta, giờ phút này, mộ dung phương kinh hô, người dám động ta thủy huyền tông người, kiều diễm nữ tử trong mắt tràn đầy sát ý, nhìn về phía cổ phong. Thủy huyền tông, cổ phong lông mày gảy nhẹ, tiếp lấy bóc một cái ở mộ dung phương yết hầu bỗng nhiên nhất tách ra, lập tức đem mộ dung phương thi thể ném ở một bên, nhìn về phía kiều diễm nữ tử mở miệng, chưa nghe nói qua. Kiều diễm nữ tử sắc mặt đại biến, nàng chưa bao giờ thấy qua một người, giết người như thế đạm nhiên vừa rồi hắn giống như chỉ làm một hiện không có ý nghĩa sự tình kiều diễm nữ tử mặc dù cuồng vọng nhưng giờ phút này cũng biết người trước mắt khủng bố lúc này mở miệng mộ dung viên đồng loạt ra tay bằng không hôm nay chúng ta đều phải chết ở chỗ này động thủ lúc này cái kia mộ dung viên cùng kiều diễm nữ tử một trái một phải hướng phía cổ phong đánh tới hai người trong nháy mắt chính là đi vào cổ phong phụ cận bên trái bên này kiều diễm nữ tử đang muốn động thủ mặt phải một bên mộ dung viên lại là làm ra khiến người vô cùng kinh ngạc một màn chỉ thấy hắn chẳng những không có đối với cổ phong xuất thủ ngược lại trực tiếp một đầu đâm vào lạnh trong đầm nước hướng phía bên ngoài bơi đi mộ dung viên người vậy mà vứt xuống ta một người kiều diễm nữ tử gặp tình hình sắc mặt cực kỳ khó coi đối phương vì truy cầu mình mỗi ngày xung xoe không nghĩ tới hôm nay gặp được sự tình đối phương vậy mà trực tiếp vứt bỏ mình liền chạy cách giờ phút này cổ phong vỗ một cái vách tường lúc này hắn chân trái cái đó bên trên, 15 đầu thổ thuộc tính linh mạch, toàn bộ sáng lên. Mà đồng thời, theo cổ phong cái vỗ này vách tường, thổ thuộc tính linh khí điên cuồng rót vào trong đó. Lúc này vách tường kia cái đó bên trên, thổ nhưỡng lật qua lật lại, hai cái to lớn thổ trưởng, trực tiếp từ vách tường cái đó bên trên rũi ra, một tay lấy kiểu diễm nữ tử bắt lấy. chương 331, phong ấn hoa văn, vô cực tá linh trưởng, cái này vô cực tá linh trưởng, là cổ phong năm đó từ nhất bản cổ tịch bên trên tìm tới, hắn cũng không biết hắn phẩm dai, chỉ là võ kỹ này đi theo võ giả tự thân mạnh yếu mà có biến hóa. Võ kỹ này lợi hại ở tại người tu hành cái gì thuộc tính linh khí, liền có thể mượn nhờ đối ứng thuộc tính thiên địa đồ vật, như thế đến để cho mình võ kỹ uy lực tăng gấp bội. So như bây giờ cái này to lớn thổ trưởng bởi vì cổ phong tu hành thổ thuộc tính linh khí, vừa rồi đập vào vách đá bên trên, chính là mượn nhờ cùng là thổ thuộc tính vách đá đến thi triển một trường này. Kiều diễm nữ tử bị bắt lại, nhưng mặt bên trên như cũ tràn đầy vẻ kiêu ngạo, mộ dung sư huynh đã trải qua thoát đi trở về báo tin, rất nhanh tin tức thì sẽ truyền đến phụ thân ta nơi đó đi, phụ thân ta chính là Thủy Huyền Tông Tông Chủ, thức thời hiện tại thả ta, bằng không mộ dung sư huynh vừa về tới Tông Môn. Chỉ sợ hắn không cơ hội kia, cổ phong nhạt nói, một tay nắm trực tiếp vươn vào trong hàn đàm, đồng thời thủy thuộc tính linh khí từ trong cơ thể nổ tuôn ra. Mộ dung viên bơi rời núi động, lập tức bay lên trời này quỷ dị thanh niên thực lực mạnh mẽ, nhất định nhưng đã đạt tới khủng bố như thế cấp độ, ta vạn át không là đối thủ, bây giờ ta muốn làm liền là nhanh trở lại tông môn bẩm báo việc này. Bằng vào ta giải thích năng lực, một mực chắc chắn sư muội là bị cái này thanh niên thần bí bắt đi. Mộ dung viên chính là nghĩ đến thời điểm, chỉ nghe một trận thanh âm từ trong sơn động truyền ra. Đến dễ dàng, đi, coi như không dễ dàng như vậy. Tiếp theo, để hắn căn bản là không có cách tưởng tượng một màn xuất hiện. Chỉ thấy, hắn phía dưới cái kia thanh thủy hà bên trong nước sông bỗng nhiên gầm hét lên tiếp lấy một cái dòng nước ngưng tụ cự trưởng trực tiếp duỗi ra hướng phía mộ dung viên vồ đến một cái nàng mệnh là ngươi tội gì còn muốn đối ta dồn ép không tha mộ dung viên sắc mặt đại biến lúc này xuất ra cái kia la bàn la bàn bên trên trong nháy mắt thủy linh khí gào thét mà ra ngưng tụ thành một cái to lớn hơi nước tấm chắn đã thấy nước kia lưu cự trưởng chi trong nháy mắt băng lam sắc hỏa diễm giấy lên biến trưởng thành quyền bỗng nhiên oanh một cái bành nước kia hơi tấm chắn trong nháy mắt sụp đổ mộ dung viên lúc này trong miệng máu tươi cuồng phún còn muốn chạy cũng là bị băng diễm bàn tay một phát bắt được băng làm sắc hỏa diễm trong nháy mắt bao trùm mộ dung viên thân thể không được ta không cam tâm ta không được mộ dung viên trong mắt tràn đầy vẻ không cam lòng tâm hắn trí cực cao khắp nơi tính toán người khác lại không nghĩ rằng hôm nay bởi vì nhìn lầm trước mắt thanh niên này thực lực chân chính liền đem tính mạng mình chôn vùi sau một khắc mộ dung viên tại trong tiếng kêu thảm bị băng diễm thôn phệ hóa thành cho tàn trong sơn động cổ phong đưa bàn tay từ trong hàn đàm rút ra nhìn về phía kiểu diễm nữ tử mở miệng hiện tại không ai biết ngươi ở nơi này kiểu diễm nữ tử giờ phút này sắc mặt nhợt nhà tới cực điểm nàng nghe được vừa rồi bên ngoài mộ dung viên kêu thảm bây giờ nàng tâm đã trải qua rơi xuống đáy cốc nàng biết hôm nay không người có thể giúp mình nhưng muốn mạng sống chỉ có thể dựa vào mình tha mạng cái này vị công tử tha mạng a vừa rồi nhỏ nữ tử bị hai người kia cổ động mê thất tâm trí bây giờ nhỏ nữ tử biết sai còn mời công tử có thể thả nhỏ nữ tử một con đường sống kiều diễm nữ tử lập tức mở miệng nói ra lời nói thời điểm hắn trên trán là một bộ điềm đạm đáng yêu bộ dáng thêm bên trên hắn tuyệt mỹ dung mạo đổi lại đồng dạng nam tử chỉ sợ đã sớm bị hắn làm cho mê hoặc đáng tiếc hắn gặp được là cổ phong cổ phong là ai như thế nào tuyệt mỹ nữ tử chưa thấy qua trước mắt cái này thủy thanh nhã cùng cổ phong gặp những cái kia nữ tử so sánh không đáng giá nhắc tới. Giờ khắc này, cổ phong mặt bên trên không có nửa phần thần sắc biến hóa. Kiều diễm nữ tử trong lòng kinh hãi, lấy nàng tâm trí đã trải qua nhìn ra, người trước mắt tuyệt không phải cái gì nhân từ nương tay hạng người. Đã như vậy, a à, kiều diễm nữ tử trong mắt lóe lên kiên quyết vẻ, trong miệng bỗng nhiên phát ra một đạo quát lớn. Hắn nghi tâm chỗ, ba đạo phong ấn hoa văn hiển hiện, trong đó một đạo phong ấn hoa văn, trực tiếp sụp đổ tiêu tán, trong thân thể, một cỗ cường hoành khí tức, trong nháy mắt bộc phát ra. Cái này bộc phát ra khí tức sự khủng bố, đúng là trực tiếp vừa hắn bắt lấy thổ nhướng cự trưởng chấn vỡ. Giờ khắc này, kiều diễm nữ tử khí tức đạt tới sơ nhập ngự không cảnh. Thủy Huyền Tông vì từ châu đệ nhất đại tông, tông chủ Thủy Loạn Trần đối với mình cái này con gái một, tự nhiên là bảo vệ cực kỳ, thế là tự tay cho thân thể bên trên thêm ba đạo linh lực phong ấn. Cái này ba đạo linh lực trong phong ấn, có Thủy Loạn Trần ba đạo linh lực ở trong đó. Ba đạo linh lực, một đạo mạnh hơn một đạo bất quá bởi vì Thủy Thanh Nhã thực lực quá thấp, mỗi mở ra một đạo phong ấn đối với thân thể mà nói đều là một gỗ không được nhỏ phụ tải. Thủy Loạn Trần khuyên bảo qua Thủy Thanh Nhã, không phải vạn bất đắc dĩ, không nên mở ra phong ấn. Mà bây giờ, thật sự đến vạn bất đắc dĩ thời điểm. Linh lực phong ấn, cổ phong trong mắt hào quang lóe lên, lộ ra một vẻ hứng thú. Phong ấn kỳ thật thuộc về trận pháp một loại, thuộc về một loại cực hạn cầm tù loại trận pháp, linh lực này phong ấn tên như ý nghĩa, chính là đem linh lực phong ấn Loại này phong ấn bình thường là cao giai võ giả đối với mình nhìn chúng vãn bối thi triển, vì để ở thời khắc mấu chốt bảo mệnh chi dụng. Chẳng cần biết ngươi là ai, hôm nay ngươi bước ta Thủy Thanh Nhã mở ra linh lực phong ấn, ngươi liền muốn chết. Lời nói ở giữa, Thủy Thanh Nhã rít lên một tiếng. Lúc này, hắn trong nghi tâm, đạo thứ hai phong ấn hoa văn, cũng là lập tức sụp đổ. Giờ phút này, Thủy Thanh Nhã vì trèo chống linh lực này vận chuyển thọ nguyên thiêu đốt, trong nháy mắt dung nhan già nua. Dung mạo biến thành trung niên phụ nhân, trong đầu tóc thêm ra xương trắng. Mà giờ khắc này, Thủy Thanh Nhã tu vi, đúng là tăng lên tới ngự không cảnh tiểu viên mãn. Thủy Thanh Nhã thông dòng trước mộ dung huynh đệ chết ở cổ phong trong tay chính là biết, không có ngự không cảnh tiểu viên mãn tu vi, mình vạn át không là đối thủ, bây giờ như là đã mở ra phong ấn liền nhất định phải đem chém giết. Giết, Thủy Thanh Nhã không nói hai lời, không có chút nào sức tưởng tượng một quyền hướng phía cổ phong oanh sát mà đến. Một quyền này bên trên, linh khí gào thét, giờ phút này Thủy Thanh Nhã đã trải qua nghĩ thông suốt, mình nếu mở ra phong ấn, dứt khoát lợi dụng thực lực nghiền ép đối thủ. Thủy hỏa linh khí, thủy hỏa linh mãng thuẫn, cổ phong mở miệng, cánh tay trái thủy linh mạch, cánh tay phải hỏa linh mạch trong nháy mắt cùng nhau chấn động. Chỉ thấy cánh tay trái bên trên thủy linh khí gào thét hóa thành hơi nước cự mãng, cánh tay phải bên trên hỏa linh khí gào thét, hóa thành hỏa diễm cự mãng. Tiếp theo, nước này sương mù cự mãng cùng hỏa diễm cự mãng tương liên co lại đến, hóa thành một cái thủy hỏa mâm tròn. Cái này thủy hỏa mâm tròn, trực tiếp chính là chặn lại. Oanh, thủy thanh nhã một quyền này, trực tiếp đánh vào thủy hỏa mâm tròn bên trên. Cả hai phát ra tiếng oanh minh, thủy thanh nhã làm sao đều sẽ không nghĩ tới, mình lấy ngự không cảnh tiểu viên mãn bộc phát một kích, vậy mà đều bị ngăn trở. Mà giờ khắc này, cổ phong động, cực âm chỉ, giờ phút này, cổ phong một chỉ điểm ra, tốc độ nhanh chóng, thủy thanh nhã căn bản không có phản ứng chút nào cơ hội, chính là hung hăng điểm tại nó trái tim bên trên vô biên cực âm băng giếm trực tiếp đem tràn vào nó trái tim bên trong. Sau một khắc, nó trái tim trực tiếp bị đốt cháy. chương 332, Thủy Loạn Trần, ta, giờ phút này Thủy Thanh Nhã cực kỳ không cam tâm, nàng nằm mơ cũng sẽ không nghĩ tới tự mình mở ra phong ấn lại còn sẽ bại. Đồng thời, nàng còn có đạo thứ ba phong ấn không có mở, nàng bản còn có chiến thắng đối phương khả năng. Nghĩ tới đây, Thủy Thanh Nhã ý thức mơ hồ, triệt để nhắm mắt lại. Từ châu Hoàng Thành bên ngoài đông 300 dặm, có một ngọn núi, núi này cao vút trong mây, tên là Thiên Trì Sơn. Núi này quanh năm mưa rầm không ngừng, trong vòng 10 ngày, cơ hồ 9 ngày đều đang đổ mưa, hàng năm bị khắp thiên vũ thủy bao trùm. Núi này chỗ đỉnh núi, cũng không cao phong, mà là một cái lõm cửa ao nước lớn. Cái ao này trung tâm nhất chỗ mặt nước bên trên, nổi lơ lửng một tòa trúc lâu. Giờ phút này, bên trong lầu trúc, có một tên trắng phát thương giả nua người. Cái này trước mặt lão giả, có một cây nhỏ, cái này cây nhỏ bên trên, treo nguyên một đám hồn bài. Phàm là có hồn bài treo ở chỗ này người, đều là hắn thủy huyền tông địa vị không tầm thường người. Nữ nhi của hắn chính là treo ở trên cùng, nói lên nữ nhi, hắn thủy loạn trần cả đời này bản vẫn không có con gái, vốn cho là đời này liền sẽ như thế tịch mịch đi qua, lại không nghĩ rằng lúc tuổi già thời điểm, hắn thủy loạn trần vậy mà lại thêm một người con gái. Bởi vì là con gái một, lại bởi vì sinh hạ nữ nhi này để vợ hắn mất sớm, để thủy loạn trần đối với cái này nữ nhi càng thêm bảo vệ thậm chí có chút yêu chiều. Như thế, bồi dưỡng được thủy thanh nhã không coi ai ra gì, mọi thứ ngang ngược cản rỡ cá tính. Bất quá cái này lại như thế nào, thủy loạn trần đối với cái này chút lại không quan tâm, bởi vì hắn thủy loạn trần nữ nhi, tuyệt đối không người nào có thể tổn thương. Giờ phút này, thủy loạn trần từ trong ngực xuất ra một cái mục điêu. Cái này mục điêu, điêu khắc là một người trung niên phu nhân. Nàng này, chính là thủy thanh nhã mẫu thân, cũng là đời này của hắn vợ duy nhất. Thủy loạn trần sờ lấy mục điêu, cảm khái nói, Tú Nhi, con gái chúng ta đã lớn lên, ngày thường giống như người mỹ mạo, chính là tính tình kém một chút, bất quá không quan hệ, ta sẽ chiếu cố thật tốt nàng, sẽ không để cho nàng nhận tổn thương chút nào. Mộ dung ra hai cái tiểu tử không sai, nhưng lại vẫn xứng không được bên trên tiểu nhã, Minh phù hộ đối với tiểu nhã cố ý, hắn mới là nhân tuyển tốt nhất, hắn như cùng tiểu nhã thành chuyện tốt, dứt khoát liền để hắn tiếp ta vị trí. Giang giác, cũng tại lúc này, Thủy Loạn Trần chỉ thấy trước mắt cây nhỏ bên trên, một cái hồn bài bỗng nhiên xuất hiện vỡ ra thanh âm. Cái này hồn phách, là mộ dung phương, cái này, Thủy Loạn Trần lúc này biến sắc, răng rác, cũng tại lúc này, cái kia mộ dung viên hồn bài vậy mà cũng là xuất hiện vết dạn. Không tốt, thình thịch, cũng tại thời khắc này, hai khối hồn bài, bỗng nhiên vỡ vụn. Là ai, dám giết ta Thủy Loạn Trần đệ tử, giờ phút này, Thủy Loạn Trần trong mắt tràn đầy vô biên lửa giận. Đời này của hắn hãy thu ba tên học trò, mộ dung huynh đệ chính là trong đó hai cái hai người đồ đệ này cũng không đạt trăm tuổi chính là tiến vào ngự không cảnh muốn biết ở nhân gian chưa đạt trăm tuổi tiến vào ngự không cảnh đều là thiên kiêu hạng người đối với cái này hai cái đệ tử thủy loạn trần cũng là một mực hết sức hài lòng mà lần này hai cái ái đồ trực tiếp bỏ mình để trong lòng của hắn nổi giận tới cực điểm tại từ châu tại sao có thể có người dám động đến hắn thủy loạn trần đệ tử đã ở thủy loạn trần vô biên nổi giận thời điểm lại là một đạo vỡ ra thanh âm truyền đến. Sang giác, lần này, Thủy Loạn Trần lúc này sắc mặt khẽ giật mình, ánh mắt nhìn chầm chập cái kia hồn bài. Bởi vì lần này vỡ ra, không là người khác hồn bài, mà là hắn Thủy Loạn Trần duy nhất nữ nhi, Thủy Thanh nhã hồn bài. Làm sao sẽ, sẽ không, sẽ không, trong nháy mắt, Thủy Loạn Trần chính là hoảng, lấy hắn tu vi tâm trí, đổi lại bất kỳ một cái nào những người khác, như mộ dung hai huynh đệ, hắn nhiều nhất là phẫn nộ. Mà khi người này, là hắn hòn ngọc quý trên tay, trong lòng nhất dễ hỏng một miếng thịt, là hắn duy nhất nữ nhi thủy thanh nhã lúc. Hắn, thủy loạn trần, đường đường hóa thân cảnh tiểu viên mãn cường giả, hoảng. Hắn không được biết, mất đi nữ nhi thời gian, mình sống sinh sống còn có ý nghĩa gì, trong lúc nhất thời, cả người hắn đần độn ở nơi đó, nói không ra lời. Mỗi người đều có mình để ý nhất người, như lúc trước nhìn thấy duyệt viết cho rằng là cổ nhu nhi lúc, luôn luôn trầm ổn cổ phong, trong nháy mắt thất thố, thủy loạn trần thân là từ châu thứ nhất tông môn thủy huyền tông tông chủ trải qua tang thương biến hóa nhưng đương sự tình xuất hiện ở nữ nhi của hắn thân bên trên thời điểm hắn là như vậy không cách nào khống chế tâm tình mình bành cũng tại lúc này hồn bài bỗng nhiên vỡ vụn nhìn thấy cảnh này thủy loạn trần trong nháy mắt khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo hai hàng nước mắt từ mắt bên trong chảy xuôi mà xuống vô cùng thống khổ gào thét không được không được không được vì sao vì sao không là người khác hết lần này tới lần khác là ta thủy loạn trần nữ nhi thê tử của ta mất sớm, bây giờ chỉ có cái này duy nhất nữ nhi. Trong nội tâm của ta Minh Châu, nữ nhi của ta, vì cái gì? Nước mắt chảy trôi mà xuống, Thủy Loạn Trần chỉ cảm giác bản thân tâm đã bị móc sạch, cả người đều là trở nên mê mang, hắn không được biết không nữ nhi, hắn phải làm thế nào sống sinh sống. Một hồi lâu, hắn mặt bên trên bi thương vẻ toàn bộ thu liếm, hóa thành vô biên phẫn nộ cùng biên cuồng, là ai, là ai giết nữ nhi của ta, ta muốn đưa người chém thành muôn mảnh, nghiền xương thành cho lời nói ở giữa, Thủy Loạn Trần xuất ra nhất cái là bàn. Thủy Loạn Trần không phải một cái bình thường võ giả, bản thân hắn hay là một cái thôi diễn đại sư, mặc dù so sánh lại chi kế thiên cơ dạng này người đứng đầu thôi diễn đại sư kém một chút, nhưng loại người bình thường chỉ cần tu vi thấp hơn hắn, hắn đều có thể thôi diễn ra. Lão Phu muốn nhìn một chút, người cái này tặc nhân rốt cuộc là ai? Thủy Loạn Trần tức giận mở miệng, lập tức bắt đầu thôi diễn. Nhưng mà thôi diễn phía dưới, hắn mặt bên trên mồ hôi càng ngày càng nhiều, cuối cùng phốc, thủy loạn trần phun ra một ngụm máu tươi, kinh thanh mở miệng, cái này là bực nào nhân quả. Bên này, liên sát mộ dung huynh đệ cùng thủy thanh nhã về sau, cổ phong mặt bên trên không có bán phần sắc mặt vui mừng. Cổ phong vốn không thích giết người, nhưng nhiều khi bất đắc dĩ, tất nhiên muốn giết. Hôm nay nếu không có cổ phong thủ đoạn bất phàm, chỉ sợ sớm đã chết tại thủy thanh nhã ba trong tay người. Về phần cùng cái này cái gọi là Thủy Huyền Tông trở mặt, cổ phong cũng không thèm để ý, phản chính tự mình thù nhiều sớm đã không được đè người cuối cùng này một đạo phong ấn hoa văn, ta liền vui vẻ nhận. Cổ phong trong tay linh khí hiển hiện, điểm tại thủy thanh nhã cái chán bên trên, lúc này một cái quang đoàn từ hắn cái chán chi bên trong bay ra. Cái này quang đoàn bên trên, có một đạo phong ấn hoa văn, chính là thủy loạn trần cho thủy thanh nhã đạo thứ ba linh lực phong ấn, bây giờ thủy thanh nhã đã chết, cổ phong đương nhiên sẽ không lãng phí. Cái này đạo thứ ba phong ấn hoa văn bên trong linh lực uy lực nếu là có thể toàn bộ phát huy, có thể so với nguyên thần cảnh đại viên mãn, thứ một đạo cùng đạo thứ hai kỳ thực cũng là không yếu, hẳn là phân biệt có sơ nhập nguyên thần cảnh cùng nguyên thần tiểu viên mãn uy lực, chỉ là thủy thanh nhã thực lực quá thấp chỉ có thể phát huy phong ấn bên trong linh lực không đến một phần trăm uy lực. Cổ phong tự hỏi, lập tức cũng là không nghĩ nhiều nữa, đem cái này quang đoàn thu nhập trong nạp giới. Lại nhìn nàng một cái cái này trong nạp giới còn có vật gì? chương 333, Lỗ Đại Sư Cổ phong tại mộ dung huynh đệ cùng Thủy Thanh Nhã trong nạp giới tìm kiếm một phen. Phát hiện, ba người trong nạp giới, vậy mà đều có cùng một vật. Mà thứ này, cổ phong còn có chút quen thuộc, cổ phong trước mặt là ba khối hoàn toàn giống nhau lệnh bài, từng cái lệnh bài bên trên đều là khắc họa lấy phức tạp đường vân, đồng thời chính diện đồng đều có một cổ điển, lỗ chữ. Đây là lỗ mặc đồ vật, cổ phong trong mắt hào quang lóe lên, 9.000 năm trước, khi đó nhân gian có một lỗ đại sư, lỗ đại sư là một cái kỳ nhân. Lỗ đại sư bản danh lỗ mặc, thiếu niên thời điểm ngộ nhập một cái thượng cổ tu giả động phủ, phục dụng một gốc trường sinh thảo. Trường sinh thảo là chân quý bực nào đồ vật, uống vào cỏ này, tuy nói không có khả năng chân chính trường sinh, nhưng thọ nguyên lại là có thể đạt tới nhân gian cực hạn, cùng đệ tứ bộ cường giả một dạng ba vạn năm. Lỗ mặc cũng là vận khí nghịch thiên, về sau mấy ngàn năm nhân gian đều không còn có trường sinh thảo bị phát hiện, cái kia một gốc trường sinh thảo, chỉ sợ là nhân gian cuối cùng một gốc. Nhưng hết lần này tới lần khác, lỗ mặc đang tu hành bên trên, lại là một cái phế vật bên trong phế vật hắn chính là trong truyền thuyết vô mạch phế thể, thân bên trên quả nhiên là nửa cái linh mạch đều không có, đây là thật sự mãi mãi cũng không cách nào tụ khí tồn tại. Hắn tiêu phí trăm năm thời gian, dùng tất cả biện pháp, cuối cùng tu vi cũng chỉ có kim tàng cảnh đại viên mãn. Mặc kệ phục dùng cái gì linh đan diệu dược, đều không cách nào tụ khí. Về sau, lỗ ra từ bỏ hắn, hắn thậm chí thành lỗ ra sỉ nhục. Lỗ mặc rời đi lỗ ra, một cái cực phẩm phế vật rời đi, lỗ ra không có nửa phần không bỏ, ngược lại đều là vui vẻ thời gian thay đổi, chỉ chớp mắt liền đi qua 3.000 năm. Lỗ ra dần dần xuống dốc, một ngày bị cường địch vây quanh, mắt thấy toàn bộ lỗ ra liền bị tiêu diệt. Cũng ở thời điểm này, lỗ mặc trở về, hắn tu vi, vẫn như cũ là kim tàng cảnh đại viên mãn, tại võ đạo tu hành bên trên vẫn như cũ là cái kia cực phẩm phế vật. Nhưng, hắn lại là mang về, hắn kinh thế chi tác. Thiên viên, cùng, đại bằng, hai cỗ chiến lực có thể so với sơ nhập hóa thân cảnh khủng bố cự thú. Hai cái này khủng bố cự thú, cũng không phải là còn sống sinh linh, mà là lỗ mặc lấy vô số linh mộc chế tạo thành. Cái này cửa thú, bị lỗ mặc gọi khôi lỗi, thiên viên khôi lỗi, chừng ngàn trượng độ cao, lực lớn vô cùng, gào thét ở giữa, tử thương vô số. Đại bằng khôi lỗi, phi thiên phía dưới, che khuất bầu trời, khẩu nhà liệt hỏa, nghiền ép tất cả. Hai cái khôi lỗi cự thú, nghiền ép thái độ, diệt đến vây quét lỗ ra gia tộc. Vì trận chiến này, lỗ mặc chấn động nhân gian, lỗ mặc cường thế trở về, đem lỗ ra một lần nữa tẩy bài, thành lập mới lỗ ra, hắn cũng trở thành lỗ ra gia chủ. Sau đó, hắn đem chính mình khổ tu 3.000 năm sáng tạo khôi lỗi cơ quan thuật truyền thụ xuống dưới. Từ ngày đó lên, khôi lỗi cơ quan, liền là trở thành lỗ ra đại danh từ. Mà lỗ mặc, cũng được thế nhân tôn xưng là lỗ đại sư. Năm đó trừ diệu thủ tiên y cùng kỳ thánh bên ngoài, lỗ đại sư cũng coi là cổ phong bạn vong niên. Đơn giản là hai người vận mệnh tương tự, lỗ đại sư là cực phẩm phế vật, nhưng dựa vào trường sinh thảo cùng tự thân nghị lực, sáng tạo ra khôi lỗi cơ quan thuật. Cổ phong thiên sinh tuyệt mạch không thể tu hành, lại là dựa vào thiên phú và đối với võ học si mê, trở thành có một không hai nhân gian võ học đại sư. Bất quá về sau, lỗ đại sư vì tìm kiếm kiểu mới khôi lỗi tài liệu luyện chế, tiến về hải ngoại, cũng không trở về nữa, sau đó cổ phong cũng tiến vào tuế nguyệt động. Năm đó cổ phong si mê võ học, cũng không có học tập lỗ đại sư khôi lỗi cơ quan thuật, nhưng đối với lỗ đại sư vẫn là có mấy phần hiểu. Dưới mắt, cái này ba tấm lệnh bài bên trên, lỗ chữ, tuyệt đối đều là xuất từ lỗ đại sư tay. Lệnh bài này, mộ dung huynh đệ hai người cùng cái này thủy thanh nhã đều có một khối, vật này nhìn tới vẫn là cái trọng yếu đồ vật, bất quá hắn đến cùng có làm được cái gì. Cổ Phong nghĩ đến, năm đó hắn có thể chưa từng nghe lỗ đại sư nhắc qua lệnh bài sự tình. Nghĩ đến, Cổ Phong xuất ra nhất tấm lệnh bài, lập tức đánh vào trong đó một đạo linh khí. Lúc này, lệnh bài này biến hóa, đúng là hóa thành một cái cơ quan điều Cơ quan này chim tại bên trên bầu trời tại chỗ xoay quanh phi hành, không có chút nào hướng nơi khác bay đi ý tứ, cực kỳ quỷ dị. Cho dù lấy cổ phong tâm trí, giờ phút này cũng là không có phân tích ra cái như thế về sau, rứt khoát phung tay lên, đem cơ quan điều bên trong linh khí rút ra, như thế hắn lần nữa hóa thành một tấm lệnh bài. Lệnh bài này tất có tác dụng lớn, chỉ là cổ phong tạm thời không nghĩ tới. Rứt khoát đem cái này ba tấm lệnh bài trước bỏ vào trong túi. Cổ phong hô dài khẩu khí, một năm này tu hành, đối với mình mà nói là một trận không được nhỏ cơ duyên. Bây giờ thương thế khôi phục, hỏa linh mạch, thủy linh mạch, thổ linh mạch đều là toàn bộ thắp sáng, tu vi đạt tới linh mạch tiểu viên mãn, lại có cực âm chi hỏa, có thể nói thu hoạch to lớn. Chủ nhân, giờ phút này, một đạo âm thanh yếu ớt truyền đến. Cổ Phong xem xét, chỉ thấy không không thân thể bên trên cái kia băng lam sắc hỏa diễm dần dần tràn vào trong đó, cuối cùng toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Không không thương thế đã trải qua toàn bộ tốt, hắn mang trên mặt ý cười nhìn lấy cổ phong. Không không, người rốt cục khôi phục, cổ phong mang trên mặt vui mừng, ánh mắt dò xét phía dưới, phát hiện không không khí tức, đúng là đạt tới linh mạch cảnh. Đồng thời, hay là linh mạch cảnh đại viên mãn, không không lần này hấp thu cực âm băng diễm, vậy mà tu vi nhất cử siêu việt cổ phong. Cổ phong ngẫm lại, cái này không không đột phá, chỉ sợ nguyên nhân có hai, một cái là bởi vì cực âm băng diếm một cái khác là bởi vì chính mình bên này đột phá không không bên kia cũng là đạt được đề cao. Chủ nhân, ta thật đói a à. không không mở miệng, cổ phong mỉm cười, xuất ra rất nhiều hỏa thuộc tính bảo vật. Không không bên này gặm lấy gặm để, cổ phong cái này vừa bắt đầu thử nghiệm câu thông dương ngư ngọc, phát hiện hắn lại là không có phản ứng chút nào. Lão ngư như cũ không có thức tỉnh, nhìn đến khi đó hư không truyền tống, lão ngư hao phí quá lớn lực lượng thần hồn. Nghĩ đến, cổ phong nạp giới bên trên hào quang lóe lên, xuất ra hư không na di lệnh. Hư không na di lệnh bên trên, đã trải qua xuất hiện một vết nứt, cổ phong đó có thể thấy được, cái này hư không na di lệnh là tiêu hao vật phẩm, chỉ sợ lại dùng mấy lần, vật này liền không có tác dụng. Một năm, thương thế tốt lên, tu vi khôi phục, cũng nên liên hệ thanh châu đám người. Cổ phong nghĩ đến, lấy hồn rãnh máu thông điêu mị nhi. Trước đó là thụ thương quá nặng, không cách nào câu thông, bây giờ lại là không thể lãng phí thời gian, Cổ phong mở miệng, Mị Nhi, Thanh Châu bây giờ như thế nào? Công tử, công tử, ngươi lại còn còn sống. Điều Mị Nhi lập tức truyền đến vô cùng tiếng vui mừng âm. Ân, ta không sao. Cổ phong trong lòng một trận ấm áp. Công tử, ngày sau khi đi, thủ hộ giả giận giữ đem thanh tiềm long trọng thương, về sau cùng hắc sắc ác long đại chiến, lưỡng bại câu thương, bây giờ riêng phần mình ngủ say. Ta khởi nghĩa đám người bây giờ lấy thanh long học viện cùng diêm điện làm căn cơ liên hợp nhân gian đám người, cùng hoàng thất đối lập, tạm thời riêng phần mình chiếm cứ Thanh Châu một nửa, không được phân cao thấp. Ta biết, cổ phong gật gật đầu, hắn là như vậy nhìn ra bây giờ mấu chốt, bây giờ nhìn giống như hai bên thực lực tương đương, nhưng chỉ cần Thanh Tiềm Long khôi phục thực lực, hoàng thất liền muốn lần nữa xưng bá Thanh Châu. Nhất định phải tại Thanh Tiềm Long khỏi bệnh trước đó, tìm tới ứng phó khác biện pháp, tiểu lăng tử, không được biết người có thể còn nhớ rõ ta người đại ca này. Trường 334, yêu minh hình thức ban đầu. Cổ phong một năm chưa về, Mới vừa trở lại Đông Hà thôn, chính là gây nên một trận oanh động. Phong ca ca, ta cho là ngươi không trở lại đâu." Tiểu Lạc trong mắt mang theo nước mắt, Cổ Phong rời đi một năm, nàng mỗi ngày đều là mười phần tưởng niệm, bởi vì Cổ Phong, nàng sống sinh sống bây giờ đã trải qua hoàn toàn thay đổi. "Lão Lạc lại là nhìn ra thứ gì?" Mở miệng, "Phong công tử, chỉ sợ người đây là muốn rời đi thôi." "Ân," Cổ Phong gật gật đầu, "Phong ca ca, ngươi muốn đi sao? Tiểu Lạc không nỡ bỏ ngươi." Tiểu Lạc nghe xong, lúc này kích động mở miệng tiểu lạc người đi ra ngoài trước ra ra cùng phong công tử nói vài lời lão lạc mở miệng tiểu lạc a à một tiếng lại là nhìn cổ phong liếc mắt chính là biết điều ra ngoài lạc lão có lời gì cứ việc nói thẳng đi cổ phong mở miệng phong công tử còn mời giúp đỡ tiểu lạc lão lạc lời nói ở giữa trực tiếp quỳ gối cổ phong trước mặt cổ phong gặp tình hình khẽ nhíu mày mở miệng khả năng giúp đỡ ta tự nhiên sẽ giúp đứng lên mà nói Lão Lạc lúc này mới đứng dậy, mở miệng, phong công tử, kỳ thật tiểu Lạc không phải ta đông hà thôn nhân, mà là trong huyện người. Một lần nói xong, cổ phong mở miệng, lão Lạc gặp tình hình, dứt khoát cũng liền đem sự tình toàn bộ kể lại một phen. Đông Hà Thôn là nguyên thạch huyện bên trong phạm vi quản hạt vắng vẻ nhất một cái thôn, nguyên thạch huyện xem như một cái mười phần giàu có huyện, đơn giản là nguyên thạch trong huyện có nguyên thạch khoáng mạch tồn tại. Nguyên thạch huyện huyện lệnh lương kim thi tại nguyên thạch trong huyện, cũng coi là hô phong hoán vũ bất quá hắn trong nhà có cái hãn thê triệu thị, cái này hãn thê triệu thị vốn là quận thủ phủ người, không chỉ là thân phận bối cảnh, liền xem như thực lực cũng là nghiền ép lương kim thi, đến mức lương kim thi mỗi ngày thần phục với cái này hãn thê triệu thị dưới dâm uy, thậm chí không dám cưới thiếp. Nhưng nhiều năm phía dưới, hai người lại không con cái, cái này khiến lương kim thi trong lòng mười phần yêu sầu, một ngày say rượu về sau, hắn và phủ bên trong một cái nha hoàn mê say một đêm. Chính gặp triệu thị về nhà ngoại, không có phát hiện việc này thế là lương kim thi chính là trong bóng tối an bài nha hoàn này ở ở bên ngoài một cái trong phủ cứ như vậy lương kim thi thường xuyên ở bên ngoài bí mật cùng nha hoàn này gặp gỡ lần một lần hai hãn thê triệu thị còn không có phát hiện nhưng dần dần cũng là bị triệu thị phát hiện mánh khóe lúc này nha hoàn kia vừa mới sinh hạ nhất nữ lương kim thi lập tức trong bóng tối sắp xếp người đem hắn cái này duy nhất nữ nhi rời đi mà nha hoàn kia vừa mới sinh sản xong thân thể không tiện chưa kịp rời đi liền bị triệu thị tìm tới cửa lương kim thi chờ mắt nhìn triệu thị đem bản thân tâm yêu nữ tử xinh xinh loạn côn đánh chết nghe đến đó cổ phong mở miệng chắc hẳn tiểu lạc chính là nha hoàn kia cùng lương kim thi nữ nhi lão lạc lại là mở miệng phong công tử lời nói nếu là đúng năm đó lão hủ bất quá là huyện khiến đại nhân một cái da bộc huyện khiến đại nhân an bài lão hủ làm người trưởng thôn này đồng thời phụ trách trông nom tiểu lạc qua nhiều năm như vậy chắc hẳn lương kim thi bởi vì sợ bị triệu thị đem lòng sinh nghi cho nên chưa bao giờ liên lạc với ngươi qua bằng không cũng sẽ không mặc cho tiểu lạc nhận ủy khuất cổ phong ngẫm lại lại là mở miệng lão lạc mở miệng phong công tử lời nói nếu là đúng chỉ cầu phong công tử lấy tiểu lạc thiên phú không nên vĩnh viễn vây ở cái này thôn nhỏ bên trong nàng mất đi tất cả ta sẽ giúp nàng đoạt lại ác giả tự sẽ có ác báo cổ phong mở miệng lão lạc nghe nói trong mắt quang mang chớp nhấp nháy đa tạ đại nhân ngày mai ta mang tiểu lạc đi nguyên thạch huyện cổ phong mở miệng tốt lão lạc lập tức vô cùng ngạc nhiên gật đầu lập tức quay người mà đến nguyên thạch huyện cổ phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang lấy cổ phong hiện tại tu vi muốn tăng lên đến đệ tứ bộ cần thời gian quá dài mà thanh tiềm long chỉ sợ dùng không được mấy năm liền sẽ thức tỉnh như thế chỉ có mượn nhờ ngoại lực nhưng này nhân gian có thể cùng đệ tứ bộ cường giả đối chiến tồn tại thực sự không nhiều từ ấu lăng là cổ phong chỉ riêng vừa nghĩ tới biện pháp cổ phong năm đó cùng thế hệ huynh đệ không nhiều lương vân khả đạt là bên trong một cái từ ấu lăng là bên trong một cái, dựa theo cổ phong đối với từ ấu lăng hiểu, người này hẳn là sẽ không quên tình huynh đệ. Nhưng dù sao 9.000 năm trôi qua, từ ấu lăng trong lúc đó trải qua cái gì, cổ phong cũng không được biết, hắn không có hoàn toàn chắc chắn. Bây giờ muốn làm, chính là tiến về từ châu Hoàng Thành, đi dò xét một phen tin tức, nếu là từ ấu lăng niệm tình huynh đệ, tại nhìn thấy cổ phong về sau, cổ phong một lời phía dưới, hắn tất nhiên sẽ cùng cổ phong cùng một chỗ thẳng hướng Thanh Châu. Nhưng nếu như không niệm cùng tình huynh đệ, cổ phong liền muốn nghĩ biện pháp khác bất kể như thế nào tiến về hoàng thành là đệ nhất bộ từ này đông hà thôn đến hoàng thành khoảng cách không gần rời đi đông hà thôn hàng đầu chính là muốn đi qua nguyên thạch huyện trong huyện sự tình ngược lại là dễ giải quyết chỉ là cái này lại liên lụy đến quận bên trong người không chừng cùng trong thành người còn có liên hệ việc này một mình ta có thể giải quyết nhưng sau khi ta rời đi đối với tiểu lạc chỉ sợ bất lợi nhất định phải nghĩ cái sách lược vẹn toàn cổ phong nghĩ đến trong mắt lóe lên một vệt quả quyết vẻ, lập tức câu thông hồn huyết, mở miệng tiểu bạch. Công tử, công tử, là ngươi sao? Tô tiểu bạch vô cùng tiếng vui mừng âm truyền đến. Là ta, công tử, người không có việc gì, quá tốt. Tô tiểu bạch bên kia, mơ hồ có thanh âm nghẹn ngào. Yêu minh như thế nào? Cổ phong mở miệng hỏi. Công tử, bây giờ đã có ngũ mạch yêu tộc gia nhập ta yêu minh. Tô tiểu bạch thanh âm truyền đến. Cổ phong khẽ nhíu mày, mở miệng, ngũ mạch bên trong, trừ huyễn hồ nhất mạch cùng thất thải linh lý nhất mạch còn có cái kia mấy mạch yêu tộc hắc diễm khuyền nhất tộc tâm linh thử nhất tộc hỏa nhiên thỏ nhất tộc tô tiểu bạch cái kia vừa mở miệng nói cái này tam tộc tại năm đó không coi là cường đại mấy mạch bây giờ thực lực như thế nào cái này tam tộc thực lực xác thực đều là tương đối kém hắc diễm khuyển nhất tộc chỉ có hai mươi mấy cái tộc nhân chỉ có một cái ngự không cảnh võ giả mặt khác hai tộc cũng là không có đệ tam bộ võ giả nhất mạnh bất quá là ngự không cảnh công tử rất nhiều yêu tộc bây giờ ẩn tàng quá bí ẩn, đồng thời có cường đại yêu tộc, căn bản không có cho Tiểu Bạch gặp mặt cơ hội. Tô Tiểu Bạch thanh âm truyền đến, ta biết, cổ phong sớm đã đoán được cái này yêu minh thành lập sẽ không như diêm điện thuận lợi như vậy, hơn 9.000 năm cảnh còn người mất, một chút yêu tộc nếu là quên mình năm đó ân tình, cổ phong chính là để bọn hắn nhớ lại. Ngày kế tiếp, trời còn chưa sáng, cổ phong chính là cùng Tiểu Lạc đi vào thôn một bên, không làm kinh động những người khác, đến đưa chỉ có lão lạc một người đây là ta vì ngươi chuẩn bị công pháp và võ kỹ, ngươi cầm lấy đi tu hành, trong vòng 10 năm tiến vào tụ khí cảnh không khó lắm, đằng sau liền xem chính ngươi tạo hóa. Cổ phong đem mấy tờ giấy trương lưu cho lão lạc, phong công tử đại ân, lão hủ vĩnh viễn không quên mất. Lão lạc trong mắt tràn đầy vẻ cảm kích, ra ra, tiểu lạc không nỡ bỏ ngươi, tiểu lạc mở miệng, trong mắt mang theo nước mắt, cổ phong mở miệng, chờ ngươi tại trong huyện thu xếp tốt, tự nhiên có thể tiếp ra ra ngươi đi qua, không cần như thế. Ân, Tiểu Lạc gật gật đầu, đối với cổ phong, nàng là vô điều kiện tin tưởng. Lão Lạc không có mở miệng, đem không bỏ dấu ở đáy mắt. Đi thôi, cổ phong nhạt nói, cùng Tiểu Lạc, đạp tiến lên hướng trong huyện con đường. chương 335, Lương Kim Thi, Nguyên Thạch huyện, huyện lệnh phủ, Chu Khoa, lần này lại không phải là cái gì chuyện tốt đi. Lương Kim Thi nhìn trước mắt bản thân tâm bụng, cái kia già nua dung nhan, phảng phất lại là già nua mấy phần. Chu Khoa cũng là sắc mặt khó coi nói, đại nhân, quận trưởng nơi đó lại truyền tới tin tức, năm nay nộp lên trên nguyên thạch lượng, cần tăng dài hơn một lần. Cái gì, tăng dài hơn một lần, khinh người quá đáng, quả thực khinh người quá đáng. Lương Kim Thi nghe xong, lúc này tức giận cực kỳ. Đại nhân, quận trưởng đây là đem chúng ta ép vào tử lộ A. Chu Khoa giờ phút này cũng là sắc mặt nặng nề, từ Lương Kim Thi còn chưa trở thành huyện lệnh thời điểm, Chu Khoa chính là đã trải qua đi theo, cho tới bây giờ, hắn sâu sâu biết, đại nhân mặc dù là huyện lệnh, nhưng mỗi ngày nhận nhận nhiều ít thống khổ. Ha ha, ta Nguyên Thạch huyện Nguyên Thạch khoáng mạch đã trải qua cơ hồ đào tật, lần này quận trưởng như yêu cầu này là muốn cho ta Nguyên Thạch huyện Nguyên Thạch triệt để đào không, đến lúc đó, ta Nguyên Thạch huyện cũng liền mất đi giá trị lợi dụng, cuối cùng tất nhiên sẽ bị huyện khác chiếm đoạt. Lương Kim Thi mở miệng nói ra, giờ phút này sắc mặt cực kỳ khó coi. Chu khoa sắc mặt khó coi, đại nhân, quận trưởng qua nhiều năm như vậy, mỗi lần đều là dùng phương pháp này, đã trải qua ép khô 10 cái huyện nguyên thạch chúng ta tiếp tục như vậy nữa. Ai, lại có thể thế nào đâu, cái này huyện nhỏ chỉ có ta một cái như vậy tụ khí cảnh võ giả, mà cái kia quận trưởng thế nhưng là ngự không cảnh cường giả, thêm bên trên có cái kia số phụ ở một bên giám thị, chúng ta cùng quận trưởng đối đầu, là lấy trứng trọi đá. Lương Kim Thi lại là mở miệng, Chu Khoa thở dài, ai, đáng tiếc tiểu thư, là đại nhân duy nhất nữ nhi, lại có nhà nhưng không thể trở về, chỉ sinh hoạt tại loại kia thâm sơn cùng cốc bên trong. Ta hận, Ta chỉ hận mình không có thực lực này, bằng không năm đó sẽ không hại Vũ Nhi, cũng sẽ không để Tiểu Lạc vừa ra đời liền bị phóng tới thâm sơn cùng gốc bên trong. Lương Kim Thi nắm chặt nắm đấm, trong lòng là tự trách, nhưng lại là thật sâu bất lực. Hắn thoạt nhìn thân là một huyện huyện lệnh phong quang vô hạn, nhưng kỳ thực mỗi ngày đều thừa nhận khuất nhục cùng thống khổ, những cái này hắn cũng chỉ có cùng duy nhất thân tín Chu Khoa mà nói. Đã ở chủ tớ hai người thở dài thời điểm, ngoài cửa một thanh âm truyền đến lương kim thi xem ra người sống cũng không hề như ý a à. thanh âm này vừa ra lương kim thi cùng chu khoa đều là biến sắc bọn hắn vừa rồi nói tới lời nói nếu như truyền đến quận trưởng trong lỗ tai có thể là tử tội mà người này có thể lách qua trong phủ phần đông thủ vệ hắn thực lực tuyệt đối bất phàm các hạ là người nào gì không tiến vào vừa thấy lương kim thi bình phục nhất hạ tâm tình mở miệng nói ra lập tức phòng cửa bị đẩy ra hai bóng người đi Lương Kim Thi, ngươi còn nhận biết nàng, cổ phong nhàn nhạt mở miệng, cái này, ngươi là, Lương Kim Thi ánh mắt trực tiếp rơi vào cổ phong bên cạnh tiểu lạc thân bên trên, đầu tiên là nghi hoặc, bất quá lập tức sắc mặt đại biến, trong mắt tràn đầy vô cùng kích động vẻ, mở miệng tiểu lạc, nữ nhi của ta, là ngươi sao? Trước mắt thiếu nữ này, cùng Lương Kim Thi âu yếm nữ tử như cùng trong một cái mô hình khác ra. Hắn thân phận, sẽ không còn có cái khác, ngươi, là phụ thân ta sao? Tiểu lạc cũng là biết, cha mình là huyện lệnh sự tình, nhưng giờ phút này nhìn về phía Lương Kim Thi, lại vẫn còn có chút lạ lẫm. Tiểu lạc, Lương Kim Thi kinh hô, trực tiếp xông về phía trước, đem tiểu lạc ôm vào trong ngực. Già nua khuôn mặt bên trên, nước mắt chảy trôi xuống. Bao nhiêu năm, hắn không nghĩ tới, mình sinh thời, làm sao sẽ nhìn thấy nữ nhi của mình. Lúc đầu, cổ phong đối với cái này Lương Kim Thi là 10 phần chán ghét, nhưng hôm nay tới đây nghe nói lúc trước hắn nói tới, lại nhìn hiện tại hắn đối với tiểu lạc bộ dáng như vậy không giống dối trá, trong lòng cái này chán ghét cũng là ít một chút. Đa tả tiền bối đưa tiến tri ân, không biết tiền bối tôn tính đại danh. Lương Kim thi thân là huyện lệnh cũng là có chút tầm mắt, hắn từ người trước mắt thân bên trên cảm giác được cùng loại quận trưởng cường hoành khí tức, trong lòng thầm nghĩ mặc dù người này khuôn mặt tuổi trẻ, nhưng tu vi tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Ta họ Phong, cổ Phong nhạt nói, Lương Kim thi mở miệng, Phong tiền bối, ngươi, nhận lão lạc nhờ vả, mang tiểu lạc về nhà. Cổ phong nhạt nói, cái này, về nhà, hai chữ vừa ra, để lương kim thi trong lòng đều là không khỏi run lên, nhìn về phía tiểu lạc không khỏi trong mắt tràn đầy tự trách vẻ, tiểu lạc, thật xin lỗi, là vì cha sai. Không, không có gì, tiểu lạc mở miệng, trong mắt có trong suốt lấp lẽ, bây giờ nàng xem ra bản thân cái này phụ thân cũng không phải là không yêu mình, giờ phút này cảm giác trong lòng một mảnh ấm áp. Bên này, chu khoa thần sắc trên mặt mang theo vài phần biến hóa mở miệng, đại nhân, hay là đem tiểu thư nhanh đưa tiến đi. Lương Kim Thi nghe xong, ánh mắt biến hóa, sắc mặt lập tức khó nhìn lên, lập tức nhìn về phía tiểu lạc, trong mắt tràn đầy ái náy tiểu lạc, ngươi. Phụ thân, đây là ta đời này lần thứ nhất gặp ngươi, hiện tại ngươi liền muốn đuổi ta đi sao? Tiểu lạc trong mắt nước mắt chảy trôi mà xuống, nàng ngàn dặm tới tìm phụ thân, không nghĩ tới là như thế này kết quả. Lương Kim Thi giờ phút này cũng là vì chẳng lẽ tiểu lạc, không phải vì cha không nghĩ ngươi lưu lại, chỉ là cái kia xấu phụ ngày mai phải trở về đến, ở nơi này, chỉ sợ, Tiểu Lạc tới đây, liền sẽ không đi." Cổ Phong nhàn nhạt một câu, đi đến lương Kim Thi chỗ ngồi trước đó, trực tiếp ngồi xuống, nhìn về phía lương Kim Thi cái kia kinh ngạc ánh mắt, lại là mở miệng, "Có ta ở đây, không người nào có thể tổn thương nàng." Nghe nói lời này, lương Kim Thi mừng rỡ trong lòng. Mặc dù hắn không biết trước mắt cái này tiền bối thần bí đến cùng là thân phận gì, phải chăng có thể vì tự mình giải quyết việc này, nhưng hắn qua vài chục năm uất ức thời gian, sớm đã chịu đủ, thêm bên trên bây giờ nguyên thạch huyện tình huống nguy cấp, vì chính mình vì nữ nhi của mình hắn muốn cược lần này chu khoa người trước mang tiểu lạc xuống dưới lương kim thi mở miệng là đại nhân chu khoa ôm quyền mở miệng tiểu lạc nhìn về phía cổ phong cổ phong đối với hắn gật gật đầu sau khi hai người đi trong phòng liền còn lại lương kim thi cùng cổ phong hai người lương kim thi lập tức mở miệng tiền bối như có thể trợ giúp vãn bối giải trừ nguy cơ vãn bối sau này xông pha khói lửa không chối từ cổ phong mở miệng ta lần này đến đây là vì tiểu lạc có một tốt tu hành hỏng cảnh có thể an ổn hạnh phúc sinh hoạt vì tiểu lạc ta sẽ hết sức giúp ngươi mà ngươi ta lương kim thi lập xuống võ đạo lời thề nếu là tiền bối giúp đỡ ta giải trừ khốn cảnh ta lương kim thi vĩnh viễn hiệu chung tiền bối đời này lấy sinh mệnh thủ hộ tiểu lạc lương kim thi lập tức mở miệng nói ra nếu như có thể đi theo người trước mắt tuyệt đối là mình chớ đại tạo hóa mà tiểu lạc là nữ nhi của mình mình thua thiệt hắn đã trải qua quá nhiều vốn là nghĩ kỹ tốt bù đắp nói đi người có gì khốn cảnh, cổ phong lập tức mở miệng, lương kim thi trong mắt mang theo cảm thán vẻ, mở miệng tiền bối, đây hết thảy, còn muốn từ vãn bối năm đó vừa mới trở thành huyện lệnh thời điểm nói lên, năm đó vãn bối vừa mới tu vi đạt tới tụ khí cảnh, cái này nguyên thạch huyện huyện lệnh lại là vừa vặn qua đời, cái này nguyên thạch huyện cũng chỉ có vãn bối một cái tụ khí cảnh, vãn bối từ nhưng mà nhưng liền thành huyện lệnh, lại không nghĩ rằng. chương 336, giết xấu phụ, căn cứ lương kim thi nói. Năm đó hắn vừa mới trở thành huyện lệnh, trùng hợp quản hạt nguyên thạch huyện trung lăng quận quận trưởng trọng hữu vân đến đây dò xét lúc ấy nguyên thạch huyện còn không gọi nguyên thạch huyện nhưng trọng hữu vân đến dò xét lại là ngoài ý muốn phát hiện nguyên thạch khoáng mạch như thế liền đem này huyện đổi tên là nguyên thạch huyện đồng thời trọng hữu vân còn đem chính mình phủ cái trước nữ hộ vệ gả cho lương kim thi làm vợ cô gái này hộ vệ tên là triệu nghệ tu vi có tụ khí cảnh đại viên mãn lại là ngày thường xinh đẹp như hoa lần này lương kim thi mừng rỡ trong lòng hắn lại không nghĩ rằng đây cũng là hắn ác mộng bắt đầu cái này triệu nghệ gả cho Lương Kim Thi làm vợ về sau, căn bản không cùng kỳ đồng giường nói cách khác, đây chính là treo cái Lương Kim Thi thê tử danh hào mà thôi. Kỳ thực, nàng là trọng hữu vân phái tới giám sát Lương Kim Thi đào nguyên thạch khoáng mạch, Lương Kim Thi biết được việc này về sau, trong lòng tức giận cực kỳ, nhưng thực lực mình không bằng cái này triệu nghệ, thêm bên trên triệu nghệ sau lưng lại có cái này quận trưởng làm chủ, hắn cũng chỉ có thể ăn cái này ngậm bồ hòn. Nhưng mà, cái này còn vẻn vẹn bắt đầu, Lương Kim Thi vốn không có thê tử, bây giờ không thể cùng triệu nghệ cùng giường hắn liền muốn lại nạp cái tiếp thất lại không nghĩ rằng việc này lập tức bị triệu nghệ một hơi bác bỏ lương kim thi trong lòng buồn khổ cực kỳ không dám phản bác tiếp tục nhịn xuống đi nhưng sau cái này vẫn chưa xong về sau lương kim thi một lần ngoài ý muốn phía dưới phát hiện nguyên lai cái này triệu nghệ là quận trưởng trọng hữu vân tình nhân trọng hữu vân thê tử là trung lăng quận bên trong đệ nhất đại gia tộc thượng quan gia gia chủ nữ nhi trọng hữu vân tiên kỵ thượng quan ra thực lực tự nhiên không thể để cho thê tử phát hiện hắn cùng với triệu nghệ chuyện cầu thả thêm bên trên lại là tại nguyên thạch huyện phát hiện nguyên thạch khoáng mạch như thế liền đem triệu nghệ điều động đến nơi đây một là tránh đi thượng quan gia nhãn tuyến hai là đến giám sát lương kim thi về sau triệu nghệ mỗi tháng đều sẽ lấy về nhà ngoại danh nghĩa trở lại quận bên trong mấy ngày kỳ thực là cùng trọng hữu vân riêng tư gặp mình cưới mỹ mạo thê tử chẳng những không thể đụng vào hay là người khác tình nhân Lương Kim Thi chỉ cảm thấy đỉnh đầu một mảnh thảo nguyên, tâm tình đã trải qua té ngã đáy cốc. Một lần triệu nghệ, về nhà nương, Lương Kim Thi say rượu, cùng ái mộ mình hồi lâu nha hoàn có tiếp xúc ra thịt. Cái này tên nha hoàn tên là Vũ Nhi, chính là tiểu lạc mẫu thân. Sau đó sự tình, liền cùng lão lạc cho cổ phong kể lại một dạng. Đáng hận ta vô dụng, năm đó không cách nào bảo hộ Vũ Nhi, chờ mắt nhìn hắn chết ở cái kia xấu phụ tay. Lương Kim Thi trong mắt tràn đầy vẻ thống khổ, cổ phong nghe nói đây hết thảy, không khỏi cảm thán, cái này Lương Kim Thi cũng là rất bi thảm, lúc đầu trở thành nguyện lệnh là một chuyện tốt, lại không nghĩ rằng sau này hội là như thế này sống sinh sống, mà hết thảy này cũng không phải hắn có thể khống chế. Hắn bất quá là một cái tụ khí cảnh võ giả, đối mặt ngự không cảnh quận trưởng Trọng Hữu Vân, căn bản không có nửa điểm sức chống cự. Gặp cổ phong trong mắt mang theo vẻ suy tư, Lương Kim Thi tiếp tục mở miệng, Trọng Hữu Vân người này tham lam cực kỳ, cách mỗi lấy một đoạn thời gian đều sẽ ra ngoài dò xét nguyên thạch khoáng mạch một khi tại huyện nào phát hiện nguyên thạch khoáng mạch, liền sẽ cường lực đào móc, đem nguyên thạch thu sạch lũng trong tay, thẳng đến cái kia huyện nguyên thạch bị đào giống, liền đem hắn từ bỏ, tìm một chút một chỗ. Mà bị từ bỏ huyện, truyền văn huyện lệnh đều là không biết tung tích. Như thế, muốn để tiểu lạc qua bên trên an ổn sống sinh sống, đầu tiên, muốn giết cái này triệu nghệ, về sau, muốn chém giết cái này quận trưởng hai người này hẳn phải chết, về phần những người khác, chỉ cần không có cái gì cái khác cử động, có thể không giết cổ phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang chậm rãi mở miệng giết lương kim thi nghe xong chấn động trong lòng đứng lên hắn không nghĩ tới trước mắt cái này tiền bối thần bí biện pháp giải quyết vậy mà như thế đơn giản thô bạo trực tiếp giết người lương kim thi có chút do so dự tiền bối cái này tại thực lực tuyệt đối trước mặt mọi chuyện đều có thể trở nên đơn giản ngươi nếu không phải dám ta có thể đem tiểu lạc mang đi sau này ngươi cũng sẽ không gặp lại nàng cổ phong mở miệng lương kim thi cắn răng mở miệng, vãn bối tất cả vẻn vẹn nghe tiền bối ý chỉ. Ngày kế tiếp, triệu nghệ mặt bên trên xuân phong đắc ý, lần này trở lại quận bên trong, cùng trọng hữu vân mấy ngày mây mưa để cho tươi cười rạng rỡ cả người đều là tinh thần. Không biết cái này đồ bỏ đi sự tình làm được như thế nào, bất quá rất nhanh liền không cần nhìn hắn trương này xấu xí vẻ mặt. Triệu nghệ nghĩ đến nơi này nguyên thạch khoáng mạch rất nhanh liền sẽ bị đào giống, đến lúc đó cái này lương kim thi cũng liền mất đi giá trị lợi dụng. Phu nhân, phu nhân, triệu nghệ đi vào huyện lệnh phủ một đường bên trên phần đông ra phó nhao nhao đối với hắn cung kính ngôn ngữ rất nhanh triệu nghệ đi vào lương kim thi căn phòng môn cũng không gõ trực tiếp đẩy cửa vào nhìn thấy lương kim thi một mặt nhàn nhã đang uống trà nàng lúc này cao mày quát lạnh người cái phế vật này còn không đi dẫn người đào nguyên thạch khoáng mạch ở chỗ này ngồi ăn chờ chết sao xấu phụ hôm nay xác thực có người muốn chết lại không phải ta lương kim thi cười lạnh một câu triệu nghệ hơi biến sắc mặt cái này lương kim thi ở trước mặt mình cho tới bây giờ thở mạnh cũng không dám một thoáng bây giờ tại sao sẽ đột nhiên cường thế như vậy cũng tại lúc này sau người một thanh âm vang lên tiểu lạc thấy rõ ràng đây chính là giết mẫu thân người người triệu nghệ quay người lại chính là nhìn thấy cổ phong hai người hắn ánh mắt trực tiếp rơi vào tiểu lạc thân bên trên ngươi là cái kia tiện và miệng cổ phong tùy ý phất tay lúc này một trận kình phong chính là gào thét mà tới hung hăng quất vào triệu nghệ mặt bên trên Phốc, Triệu Nghệ trong miệng máu tươi cuồng phún, nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ hoảng sợ, "Ngươi, ngươi là ai?" Nàng có thể cảm giác được, người trước mắt, nếu muốn giết mình, chỉ cần trong nháy mắt. Cổ Phong vung tay lên, mấy đạo linh lực gào thét mà ra, phân biệt đánh vào Triệu Nghệ tứ chi cùng đan điền bên trên, lúc này Triệu Nghệ thân bên trên máu tươi bắn tung tóe, co quắp ngã xuống đất, cũng không còn cách nào di động mảy may. Mặt nàng bên trên tràn đầy vô biên vẻ hoảng sợ. "Tiểu Lạc, giết nàng!" Cổ phong mở miệng, đưa cho tiểu lạc một thanh kiếm. Tại cường giả này vi tôn thế giới, không có người nào có thể vĩnh viễn bị người bảo hộ, tiểu lạc quá mức thiện lương, lần này đối với hắn xem như một trận khảo nghiệm. Tiểu lạc cầm kiếm, chậm rãi đi đến triệu nghệ trước mặt, nàng chưa bao giờ giết qua người, giờ phút này trong mắt mang theo xoắn suýt vẻ. Không được, không được, đừng có giết ta, không được. Phốc, cuối cùng tiểu lạc hay là nhất kiếm đâm xuống, cắm vào triệu nghệ trái tim. Nương, nữ nhi báo thù cho ngươi tiểu lạc trong mắt nước mắt chảy trôi. Lương Kim Thi nhìn trước mắt cái này dần vặt mình vài chục năm xấu phụ đã trải qua biến thành một cỗ thi thể, không khỏi có chút hoảng hốt, đối với cổ phong mở miệng tiền bối, quận trưởng nơi đó, chúng ta. Tiếp đó, người không cần lại để ý tới, người một mực chiếu cố thật tốt tốt tiểu lạc liền có thể, cái này nguyên thạch khoáng mạch, người cũng không cần đào móc. Tiền bối, ý ngươi là, ngày mai, ta đi chung lăng quận, cổ phong mở miệng, tiểu lạc thu xếp tốt, hắn cũng xem như yên tâm, cái này nguyên thạch huyện hắn bản không có ý định lưu lại. Phong ca ca, người ngày mai muốn đi sao? Nếu có duyên, hội gặp lại. chương 337, yêu minh nòng cốt, cổ phong tại tiểu lạc không bỏ bên trong, rời đi nguyên thạch huyện. Lần này từ châu chuyến đi, cổ phong mục tiêu cuối cùng nhất là hoàng thành, mà bây giờ cổ phong mới vừa rời đi nguyên thạch huyện, sau đó phải tới trước Trung Lăng quận, nhưng sau đến Hát Nham Thành, đi ra Hát Nham Thành mới tính tiến vào hoàng thành phạm vi. Lương Kim Thi lập xuống võ đạo lời thề, cổ phong có thể tin tưởng, còn có chiếu cố thật tốt tiểu lạc. Bây giờ duy nhất hậu hoạn, chính là quận trưởng Trọng Hữu Vân, chỉ cần đem việc này giải quyết, sau này tiểu lạc liền không có nguy hiểm nữa. Mà cổ phong có một nghi hoặc, theo lý mà nói, là một quận quận trưởng, tu hành tài nguyên đã không phải là 10 phần khan hiếm, huống chi cái này trung lăng quận là hắc nham thành 17 quận bên trong bài danh thứ ba quận. Trừ phi quận trưởng trọng hữu vân tâm lý bệnh trạng, bằng không hoàn toàn hoàn toàn không cần thiết điên cuồng như vậy chữ hàng nguyên thạch. Cái này nguyên nhân trong đó, cũng có chút để cho người ta ngờ vực vô căn cứ. Từ nơi này trọng hữu vân nơi đó, hẳn là sẽ tìm tới một chút đáp án. Cổ phong không nghĩ nhiều nữa, hướng phía Trung Lăng quận phương hướng cực tốc mà đến. Trung Lăng quận, An Bình đường phố. An Bình đường phố tại Trung Lăng quận rất nhiều trong đường phố, thuộc về dòng người so sánh thưa thất một cái. Cái này hai bên đường cửa hàng cũng là không nhiều. Công tử khách sạn là mấy ngày gần đây nhất mới khai trương khách sạn, này khách sạn không lớn, ngày bình thường khai trương đã khuya đóng cửa cũng rất sớm mọi người nhao nhao cảm thán khách sạn này lão bản thực sự không tiến bộ đám người không biết giờ phút này cái này trong khách sạn một cái đỉnh cấp trong phòng khách hết thảy năm người hội tụ ở đây nói đúng ra là năm cái yêu hội tụ ở đây trong đó một tên áo trắng nữ tử giờ phút này cái kia dung nhan tuyệt mỹ bên trên mang theo vài phần vẻ lo lắng người này chính là tô tiểu bạch bốn người khác bên trong một người cũng là cổ phong người quen chính là thất thải linh lý nhất tộc tộc trưởng, tranh nhiên. Mà ba người khác, mặc dù đều là hình người, nhưng thân thể bên trên một chút bộ phận, đều bảo chỉ yêu thú đặc thù. Một cái ngày thường khuyển kiểm lão giả, cái mũi có chút bên ngoài vểnh lên, đầu bên trên hoàn sinh đến hai cái màu đen lỗ tai, hắn mở miệng đối với tô tiểu bạch đạo, phó minh chủ, chúng ta thật có thể nhìn thấy đế tử đại nhân sao. Các ngươi cứ yên tâm, công tử chẳng mấy chốc sẽ đến. Tô tiểu bạch mở miệng, trong mắt mang theo vẻ kiên định hôm nay cổ phong cáo chi nàng mọi người tại trung lăng quận tụ hợp để tô tiểu bạch quả thực kinh nghỉ một thanh năm đó cổ phong tại hoang vu núi đột phá thời điểm điều động tô tiểu bạch tham viếng rất nhiều yêu tộc thành lập yêu minh một cái trước mắt ấy tô tiểu bạch đã trải qua mấy năm không có cùng cổ phong gặp mặt giờ phút này một tên gầy tiểu thử con mắt nam tử mở miệng phó minh chủ nghe nói đế tử đại nhân đang thanh châu lớn trong chiến đấu trọng thương thậm chí nghe đồn vẫn lạc đại nhân sớm đã thương thế khôi phục tô tiểu bạch lập tức mở miệng nàng biết đám người lo lắng cái gì dù sao bọn hắn cũng chưa từng thấy qua cổ phong cổ phong sửa tình đều là tổ tông nhiều đời lưu truyền tới nay ha ha các ngươi không cần lo lắng trước đó đế tử lớn người bị trọng thương không được mấy ngày nữa chính là khôi phục lão phu chính là vì đế tử đại nhân cứu giờ phút này tranh nhiên mở miệng hắn như cũ sẽ không quên đã từng cổ phong cứu giúp thất thải linh lý nhất mạch sửa tình bên này một tên ngày thường con thỏ lỗ tai dáng người sung mãn nữ tử lại là thở dài mở miệng Chúng ta toàn tâm toàn ý gia nhập yêu minh, nhưng ta yêu minh đã trải qua thành lập mấy năm, lại không có tiến triển chút nào, vẹn vẹn ta mấy cái tàn bại yêu tộc, tương lai có thể nào thành tựu đại nghiệp, đế tử đại nhân hứa hẹn yêu tộc tịnh thổ, chỉ sợ cũng chỉ là nghĩ viển vông. Lời này vừa nói ra, mấy người khác cũng là nhao nhao thở dài. Bọn hắn lúc trước sở dĩ gia nhập yêu minh, nhất là bởi vì cái kia thư thật là đế tử bút ký, thứ hai là, bọn hắn chủng tộc đã trải qua suy bại đến sắp suy trì không đi xuống, bọn hắn lúc này mới gia nhập yêu minh hy vọng có hy vọng mới mà bây giờ gia nhập yêu minh về sau bọn hắn tự thân không có được chỗ tốt gì vẫn như cũ là nhìn không thấy hy vọng mọi người không khỏi có chút nhược trí tô tiểu bạch nhìn thấy cảnh này trong lòng có chút tự trách từ mình thân là yêu minh phó minh chủ nhưng không có đem việc này làm tốt ngẫm lại tỉ tỷ bên kia diêm điện đã trải qua kinh doanh phong sinh thủy khởi trong nội tâm chính là cảm giác thẹn với cổ phong tín nhiệm mà cũng tại lúc này một đạo quát lạnh tùy theo truyền đến than thở không có chút nào tiến thủ chi tâm đây cũng là tại yêu minh tập tục sao trong lòng mọi người chấn kinh mọi người tại đây tranh nhiên là thần niệm cảnh cường giả còn lại tam tộc tộc trưởng đều là ngự không cảnh đại viên mãn cường giả đám người vậy mà không có chút nào phát giác có người đến cửa bị đẩy ra một bóng người đi vào trong đó người đến chính là cổ phong công tử tô tiểu bạch bỗng nhiên đứng lên kích động đến nước mắt đều muốn đến rơi xuống mấy năm không thấy Thêm bên trên trước đó nghe nói cổ phong xảy ra chuyện lo lắng, giờ phút này đều là bạo phát đi ra. Vất vả, cổ phong nhìn về phía tô tiểu bạch, mở miệng, yêu minh so với diêm điện thành lập, càng thêm phí sức, diêm điện chỉ cần có đầy đủ tiền tài, liền là có thể bắt đầu thành lập thành viên tổ chức. Nhưng yêu minh khác biệt, những yêu tộc này đều có mình truyền thừa, yêu minh thành lập là để rất nhiều yêu tộc hợp thành hợp lại cùng nhau, đây là hết sức khó khăn sự tình. Cho dù là có cổ phong thư, hơn 9.000 năm đi qua, có yêu tộc, cũng không nhất định hội mua cổ phong sổ sách, thậm chí có yêu tộc vị trí đã trải qua không chỗ có thể tìm ra, Tô Tiểu Bạch có thể làm được như thế, đã trải qua 10 phần không sai. Nghe nói cổ phong lời nói, Tô Tiểu Bạch không nói tiếng nào, nhưng trong lòng thì một mảnh cảm động, có cổ phong một câu nói kia, nàng mệt mỏi nữa cũng đáng được. Thuộc hạ bái kiến minh chủ, Tranh Nhiên không nói hai lời, cái thứ nhất đối với cổ phong cúi đầu ôm quyền một xá. Lúc trước nếu không có cổ phong Hắn thất thải linh lý nhất tộc chỉ sợ còn tại bị thanh bất hoàn áp bách bên trong, nơi nào sẽ giống bây giờ như vậy không có chút nào trói buộc. Cái kia khuyển kiểm lão giả, thường mục nam tử cùng thỏ nhĩ nữ tử nhìn lấy cổ phong, trong mắt mang theo vài phần vẻ phức tạp, cổ phong dung mạo chân dung, bọn hắn mỗi một trong tộc đều là đời đời lưu truyền, nhưng bọn hắn lại không cách nào xác định, người trước mắt, liền là chân chính đế tử cổ phong, dù sao nếu muốn dịch dung thành cổ phong bộ dáng, cũng không phải là việc khó. Tại còn chưa xác định người trước mắt thân phận chân chính trước đó, để bọn hắn thần phục một cái linh mạch cảnh võ giả, trong lòng bọn họ có chỗ không cam lòng. Hắc Diễm khuyên nhất tộc, năm đó bộ tộc của ngươi có một tên tổ tiên tên là Hắc Diễm Yêu Vương, tu vi đạt tới nguyên thần cảnh đại viên mãn, trùng kích hóa thân cảnh thời điểm, trong huyết mạch Hắc Diễm chi hỏa bạo tẩu, nhiều lần chết thời khắc, trải qua người chỉ điểm, đem Hắc Diễm nghịch chuyển luyện hóa trong nguyên thần, thành tựu Hắc Diễm hóa thân, tu vi đạt tới hóa thân cảnh, các ngươi có biết, cái này chỉ điểm người khác là ai? cổ phong ánh mắt rơi vào cái kia khuyển kiểm lão giả thân bên trên. Cái kia khuyển kiểm lão giả, lúc này thân thể chấn động mạnh một cái, hướng về phía cổ phong chính là một xá xuống, thuộc hạ hắc nha, bái kiến đế tử đại nhân. Việc này, là hắn hắc diễm khuyển nhất mạch cơ mật, chỉ có mỗi một thời đại tộc trưởng mới có thể biết được, mà trừ hắc diễm khuyển nhất mạch tộc trưởng bên ngoài, chỉ có là vậy chân chính đế tử đại nhân mới có thể biết được việc này. Cổ phong đến gần khuyển kiểm lão giả, một trường đặt tại hắn đầu vai, mở miệng, người hắc diễm yêu huyết, còn chưa triệt để kích phát. mươi 338, Sắc Phong Yêu Vương, lời nói ở giữa, cổ phong thể nội cuồn cuộn hỏa thuộc tính linh khí chính là rót vào khuyển kiểm lão giả trong thân thể, tại cổ phong dưới sự khống chế, những linh khí này, trực tiếp tiến vào khuyển kiểm lão giả thể nội chỗ sâu mấy đầu đặc thù mạch lạc bên trong. Cái này mấy đầu đặc thù mạch lạc, chính là hắc diễm khuyển nhất tộc hắc diễm yêu huyết ẩn tàng chỗ. Năm đó cổ phong du lịch nhân gian, nguyên nhân chủ yếu là muốn tìm vì chính mình kéo dài tính mạng phương pháp. Tại trong lúc này, cổ phong nghiên cứu rất nhiều huyết mạch người, đồng thời hắn còn nghiên cứu rất nhiều yêu tộc huyết mạch, cái này hắc diễm khuyển nhất tộc chính là một cái trong số đó. Khuyển kiểm lão giả, lúc này thân thể chấn động kịch liệt đứng lên, ra bên trên từng đạo từng đạo màu đen mạch lạc nhô lên. Cổ phong gặp tình hình, trong tay linh khí hiển hiện, biến ảo rất nhiều long văn, rơi vào phòng bốn phía, cái này long văn hình thành một cái đơn giản cách âm trận pháp. A, à, Khuyền kiểm lão giả, giờ phút này giống to một tiếng. Tiếp theo, quỷ dị một màn xuất hiện, thân thể bên trên đúng là trong nháy mắt bốc cháy lên ngọn lửa màu đen. Giúp ta toàn lực thi triển đại trận, cổ phong gặp tình hình, trong mắt quang mang chớp nhấp nháy. Lập tức, cổ phong trong tay linh khí điên cuồng mà ra, hóa vì từng đạo từng đạo long văn, ra chỉ tại trận pháp này bên trên. Bốn phía trận pháp này, lập tức phát sinh lột xác. Cái này long văn trận pháp, đã trải qua không còn là đơn giản cách âm trận pháp, mà là ngăn cách khí tức trận pháp. Địa giai long văn trận pháp, đoạn linh trận, trận này vừa ra, tất cả khí tức, toàn bộ ngăn cách. Bất quá lấy cổ phong tu vi, bây giờ một người thi triển trận pháp này, quá mức cố hết sức, nhất định phải đám người tương trợ. Linh khí gia trì, tranh nhiên dẫn đầu hiểu ý, thể nội cuồn cuộn linh khí, hướng phía trong trận pháp mãnh liệt mà đến. Mấy người khác, cũng là nhao nhao bắt trước, tại mọi người linh khí điên cuồng quán thâu phía dưới, trận pháp này uy lực, rốt cục hoàn toàn bộc phát ra a à, kiểm lão giả một tiếng gào thét, thật lâu không có đột phá bình cảnh, tại thời khắc này, bỗng nhiên đột phá. Hắn toàn thân bị hắc diễm nơi bao bọc, tản ra khí tức nhiếp người. Cuối cùng, hắc diễm hoàn toàn tán đi, một cỗ thuộc về thần niệm cảnh khí tức, tại khuyển kiểm lão giả thân thể chi hiện lên. Khuyển kiểm lão giả nắm chặt song quyền, cảm giác mình thân bên trên đã trải qua có được khủng bố chiến lực, trong lúc nhất thời, hắn kích động đến thân thể đều là run rẩy lên. Thử mục nam tử, thỏ nhĩ nữ tử nhìn thấy cảnh này, trong mắt đều là cực độ vẻ hâm mộ. Bây giờ tất cả đã trải qua không cần nói nhiều, người trước mắt, tất lại chính là chân chính đế tử cổ phong, nếu không có đế tử người nào có thể như thế chỉ điểm người tu hành, đây quả thực quá mức nghịch thiên. Khuyền kiểm lão giả trực tiếp quỳ dạp xuống cổ phong trước mặt, ôm quyền dập đầu một xá, thuộc hạ hắc nha, bái kiến minh chủ đại nhân. Giờ phút này hắc nha kích động trong lòng không cách nào lấy ngôn ngữ hình dung. Bao nhiêu năm, hắn vây ở cái này ngự không cảnh đại viên mãn đã trải qua hơn ngàn năm, lại chậm chạp không cách nào phá vỡ mình kia cái cổ. Mà bây giờ, tại cổ phong dưới sự tương trợ, hắn trực tiếp phá vỡ, bước vào tha thiết ước mơ võ đạo đệ tam bộ. Võ đạo đệ nhị bộ, Thọ Nguyên có 3.000 năm, mà võ đạo đệ tam bộ, Thọ Nguyên chừng vạn năm. Cổ Phong đối với Hắc Nha Ân Tình đã trải qua vô cùng to lớn. Giờ khắc này, Hắc Nha đặt quyết tâm, đời này đều muốn đi theo Cổ Phong. Cổ Phong giờ khắc này không có đối với Hắc Nha mở miệng, ngược lại trong mắt chợt lóe sáng, nhìn về phía Tô Tiểu Bạch nghiêm mặt mở miệng tô tiểu bạch có thuộc hạ tô tiểu bạch cảm giác được cái gì lập tức ôm quyền mở miệng từ hôm nay ta chính thức phong ngươi làm ta yêu minh phó minh chủ ta không ở thời điểm yêu minh tất cả vì ngươi quản lý như có người không tuân trục xuất yêu minh là minh chủ đại nhân tô tiểu bạch lập tức ôm quyền mở miệng bây giờ trong nội tâm sớm đã không do dự sư tỷ đã vì công tử thành lập diêm điện cái này yêu minh nàng nhất định phải xây xong đồng thời ta phong bạch phân cơ vì huyễn thiên yêu vương huyễn hồ nhất mạch, sau này vì ta yêu minh vương tộc nhất mạch. Cổ phong lúc này mở miệng, huyễn hồ nhất mạch là bắt đầu trước nhất đi theo cổ phong, nếu không có bạch phân cơ, tại khô sơn quận cổ phong sẽ không thuận lợi như vậy giải quyết tất cả. Bây giờ yêu minh mới lập, trước mắt những cái này trước hết nhất đi theo cổ phong người, chính là yêu minh thành viên tổ chức, tự nhiên muốn cho một vài chỗ tốt. Tô Tiểu Bạch nghe xong, lúc này trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên, ôm quyền mở miệng đa tạ minh chủ đại nhân. Ngay từ đầu, cho dù biết người trước mắt là thật cổ phong, mọi người đối với cổ phong cũng không phải mười phần coi trọng, dù sao mọi người đối với hắn cũng là không hiểu, đại đa số đều là tổ bên trên lưu lại nghe đồn thôi, đồng thời yêu minh cũng thành lập một đoạn thời gian, xác thực không có gì tiến triển, nhưng bây giờ khác biệt, cổ phong tùy tiện dưới sự chỉ điểm, hắc nha chính là đạt tới đệ tam bộ, có người như vậy làm minh chủ, yêu minh tương lai, quả thực không thể tưởng tượng. Mà bây giờ huyễn hồ nhất tộc, được phong làm vương tộc, huyễn hồ nhất mạch lão tổ Bạch Vân Cơ càng là phong làm yêu vương, cái này khiến mọi người trong lòng hâm mộ cực kỳ. Lập tức, cổ phong nhìn về phía tranh nhiên, mở miệng tranh nhiên. Có thuộc hạ, tranh nhiên lúc này kích động mở miệng, bổn minh chủ phong ngươi làm linh thải yêu vương, phong ngươi thất thải linh lý nhất tộc, vì ta yêu minh vương tộc. Cổ phong lúc này mở miệng, thất thải linh lý nhất tộc, không quên năm đó tri ân, một mực kiên giữ, là cái thứ hai đi theo cổ phong yêu tộc, cổ phong tự nhiên cũng sẽ không bạc đái thuộc hạ nhiều tạ ơn minh chủ đại nhân, tranh nhiên lúc này, quỳ một chân trên đất, ôm quyền mở miệng. Trong mắt cũng đầy là vẻ kích động, thất thải linh lý nhất tộc, có thể đã trải qua suy bại hồi lâu, không nghĩ tới hôm nay trở thành yêu minh hoàng tộc. Cổ phong ánh mắt lại là nhìn về phía Hắc Nha, mở miệng Hắc Nha. Có thuộc hạ, Hắc Nha giờ phút này cũng là kích động lên, cổ phong mở miệng, ta phong ngươi làm Hắc Diễm yêu vương, từ hôm nay, người Hắc Diễm khuyển nhất tộc, vì vương tộc. Thuộc hạ lập xuống võ đạo lời thề, hôm nay sau thành minh chủ vì yêu minh tận trung kiệt lực nếu làm trái lời ấy trời chu đất diệt hắc nha trong mắt tràn đầy kiên quyết vẻ lúc này lập xuống võ đạo lời thề cổ phong khẽ gật đầu thuộc hạ tầm tài lập xuống võ đạo lời thề sau này ta tầm linh thử nhất mạch vì yêu minh tận trung kiệt lực nếu làm trái lời ấy trời chu đất diệt cái kia thử mục nam tử cũng nhịn không được nữa trực tiếp quỳ gối cổ phong trước mặt một xá mà xuống lập tức mở miệng còn mời minh chủ đại nhân chỉ điểm thử mục nam tử lập xuống võ đạo lời thề, đủ để mặt ngoài hắn thực tình, cổ phong đương nhiên sẽ không keo kiệt đối người mình chỉ điểm. Cổ phong ánh mắt hiện lên, mở miệng, người tầm linh thử nhất mạch, có được linh nhãn, nếu muốn đạt tới võ đạo đệ tam bộ, nhất định phải mở ra linh nhãn. Cái này linh nhãn mở ra phương pháp, sớm đã tại tuế nguyệt trôi qua bên trong không biết tung tích, ta tầm linh thử nhất mạch đã trải qua mấy ngàn năm không người mở ra linh nhãn. Thử mục nam tử, khắp khuôn mặt là thở dài vẻ mở miệng. Hôm nay, ta liền giúp ngươi mở ra. Cổ phong mở miệng, trong hai tay linh khí hiển hiện, cô động thành một cái quỷ dị linh văn. Cái này linh văn, tên là linh nhãn văn, chuyên môn dùng để mở ra tầm linh thử nhất mạch linh nhãn sử dụng. Năm đó cổ phong có ân với tầm linh thử nhất mạch một vị lão tổ, là vị lão tổ kia cáo chi cổ phong. Mở, chương 339, Hải Tiên Chi Huyết, cổ phong mở miệng, bấm tay một chút, một chỉ này đầu, trực tiếp điểm tại tầm tài cái chán bên trên. a à, tầm tài một tiếng gào thét, tiếp theo, quỷ dị một màn xuất hiện, chỉ thấy hắn nghi tâm chỗ, vậy mà trong nháy mắt vỡ ra. Trong đó, một khỏa màu vàng kim chi nhãn hiển lộ mà ra. Linh nhãn, cái này màu vàng kim chi nhãn xuất hiện trong nháy mắt, tầm tài khí tức, lập tức bắt đầu điên cuồng tiêu thăng. Oanh, thân thể bên trên, bỗng nhiên truyền ra một trận oanh minh. Lập tức, một cỗ thuộc về thần niệm cảnh khí tức, ở tại thân bên trên nổi lên. Thần niệm cảnh, tầm tài cũng là bước vào thần niệm cảnh, bởi vì huyết mạch nguyên nhân đặc biệt, Yêu tộc tu hành, so với nhân tộc còn phải gian nan, tâm tài đồng dạng tại ngự không đại viên mãn không biết khốn bao lâu, nếu không có Cổ Phong chỉ sợ hắn đời này đều khó có khả năng đạt tới võ đạo đệ tam bộ. Mà bây giờ, hắn đạt tới, tâm tài trong mắt, là trước đó chưa từng có vẻ kích động, đối với Cổ Phong liền lại là một xá, cảm tạ minh chủ đại nhân, ân tái tạo. Từ hôm nay, ta phong ngươi làm tìm Linh yêu vương, tâm linh thử nhất tộc, trở thành vương tộc. Cổ Phong nói chuyện mở miệng, Tạ đại nhân, tâm tài kích động mở miệng, Giờ phút này, cái kia thỏ nhĩ như tử, cũng rốt cục nhịn không được, quỳ dạp xuống cổ phong trước mặt, thuộc hạ hỏa hương lập xuống võ đạo lời thề, sau này ta hỏa nhiên thỏ nhất mạch vì yêu minh tận trung kiệt lực, nếu làm trái lời ấy, trời chu đất diệt. Hỏa nhiên thỏ nhất mạch, đột phá đệ tam bộ mấu chốt tại ở thể nội hỏa linh mạch vượt qua 90 đầu. Cổ phong lập tức đến gần hỏa hương, trực tiếp một trường đặt tại đầu của nó bên trên, do xét một phen, mở miệng, bây giờ ngươi chỉ có 76 đầu hỏa linh mạch. Nghe nói lời này, Hỏa Hương sắc mặt trong nháy mắt tái đi, mở miệng, đại nhân, nói như vậy, ta đời này đều khó có khả năng bước vào đệ tam bộ sao? Mọi người đều biết, linh mạch là bẩm sinh, đồng dạng có bao nhiêu đầu liền là bao nhiêu đầu, gần như không thể cải biến. Hỏa Nhiên Thỏ nhất tộc đều là thiên phú dị bẩm, cực ít có người hỏa linh mạch tại 60 đầu phía dưới, ngươi vì tộc trưởng, huyết mạch thuần chính nhất, hỏa linh mạch không có khả năng chỉ có 76 đầu, tất nhiên có hỏa linh mạch ẩn tàng thể nội, không có bị phát hiện hôm nay ta liền giúp ngươi tìm ra cổ phong mở miệng lập tức thủy thuộc tính linh khí trực tiếp xót vào hỏa hương thể nội tục ngữ nói thủy hỏa bất dung muốn dò xét ẩn tàng hỏa linh mạch nhất định phải lấy thủy linh khí cổ phong cái này thủy linh khí dò xét phía dưới đột nhiên phát hiện hỏa hương trong thân thể một chỗ lập tức có một tia rung động chính là nơi đây cổ phong mở miệng thủy thuộc tính linh khí điên cuồng va chạm hỏa hương thể nội cái kia một chỗ bành tiếp theo một cái dấu ở hỏa hương thể nội chỗ sâu hỏa linh mạch trực tiếp bị nhen lửa. 77 đầu hỏa linh mạch, Hỏa Hương lúc này trong mắt lóe lên vô biên vui mừng. Tiếp theo, theo cổ phong không ngừng tìm kiếm, cái kia từng đầu hỏa linh mạch không ngừng bị tìm tới. 78 đầu, 79 đầu, 89 đầu, rất nhanh, 89 đầu hỏa linh mạch bị cổ phong tìm tới, chỉ kém một cái, liền là có thể đạt tới 90 đầu. Giờ khắc này, Hỏa Hương kích động trong lòng tới cực điểm. Thứ 90 đầu cổ phong trong mắt quang mang chớp nhấp nháy giờ khắc này rốt cuộc tìm được thứ chín đầu hỏa linh mạch ông hỏa hương thân thể chấn động giờ khắc này thân thể bên trên chín đầu hỏa linh mạch toàn bộ thiêu đốt mà lên giờ phút này hắn khí tức đạt tới thần niệm cảnh đại nhân ân tình hỏa hương vĩnh thế không quên hỏa hương trước chỗ trưa mà kích động mở miệng cổ phong lại là mở miệng từ hôm nay ta phong ngươi làm hỏa nhiên yêu vương ngươi hỏa nhiên thỏ nhất mạch từ hôm nay vì vương tộc Tạ đại nhân, hỏa hương đứng dậy, giờ phút này tâm tình căn bản là không có cách bình phục. Đám người giờ phút này đều là hăng hái nhìn về phía Cổ Phong, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. Đám người từ vừa mới bắt đầu đối với Cổ Phong như thế hoài nghi, đến bây giờ, toàn bộ lập xuống võ đạo lời thề, thần phục tại Cổ Phong dưới trướng, đây hết thảy như là giống như mộng ảo. Tô Tiểu Bạch nhìn thấy cảnh này, trong lòng cảm khái, không hổ là công tử, mình sáng tạo yêu minh lâu như vậy, không kịp công tử một đêm này làm ra. Bây giờ yêu minh bên trong trực tiếp thêm ra ba cái thần niệm cảnh cường giả chiến lược trong nháy mắt tăng lên không chỉ gấp mấy lần tối nay theo ta tiến hành yêu minh lần thứ nhất hành động cổ phong trong mắt lóe lên một vệt hào quang là đại nhân mấy người nhao nhao gật đầu đêm đã trải qua sâu quận thủ phủ phủ chủ trong các trọng hữu vân hào không buồn ngủ trong phòng đi qua đi lại khắp khuôn mặt là kích động cùng vẻ chờ mong bỗng nhiên môn khẩu một trận tiếng gió chuyển đến tiếp lấy chẳng biết lúc nào bên cạnh hắn chính là thêm ra một tên hoa phục nam tử. Tiểu nhân bái kiến sứ giả đại nhân, trông thấy hoa phục nam tử, trọng hữu vân mặt bên trên vẻ kích động càng đậm, lập tức ôm quyền cung kính một xã. Sự tình làm được như thế nào? Hoa phục nam tử mở miệng, thành chủ đại nhân cho tiểu nhân nhiệm vụ, tiểu nhân tất nhiên toàn lực hoàn thành, nơi này là 50 triệu nguyên thạch, sứ giả đại nhân mời kiểm tra. Trọng hữu vân xuất ra một cái nạp giới, đưa cho hoa phục nam tử mở miệng. Hoa phục nam tử tiếp nhận nạp giới, Ánh mắt quét qua, trong mắt lộ ra một vẻ vẻ tán thành mở miệng, hoàn thành không tệ, một giọt này hải tiên chi huyết là ngươi. Vừa nói, hoa phục nam tử xuất ra một cái gần như trong suốt bình ngọc nhỏ, cái này nhỏ trong bình ngọc có một giọt máu. Này huyết chi bên trong ẩn chứa khí thế khủng bố. Đa tạ sứ giả đại nhân, đa tạ sứ giả đại nhân. Trọng Hữu Vân lập tức tiếp nhận cái này bình ngọc nhỏ, trong mắt vẻ kích động đạt đến cực hạn nhìn lấy cái này trong bình ngọc nhỏ cái kia một giọt máu, nếu là nhìn lấy một kiện tuyệt thế chân bảo đồng dạng. Đây là thành chủ đại nhân lần này cho người nhiệm vụ. Hoa phục nam tử vừa nói, lấy ra một tờ giấy. Trọng Hữu Vân xem xét, lúc này sắc mặt biến hóa, có chút khó khăn đạo, sứ giả đại nhân, lần này 50 triệu thuộc hạ hay là miễn cưỡng gom góp, cái này 8 ngàn vạn. Thành chủ đại nhân đã trải qua lên tiếng, lần này ngươi có thể thành công thu thập 8 ngàn vạn nguyên thạch, đem cho hai ngươi giọt hải tiên chi huyết hoa phục nam tử mở miệng nói ra hai giọt nghe đến lời này trọng hữu vân mặt bên trên cái kia vẻ làm khó trong nháy mắt biến mất mà là hóa thành vô cùng kích động mở miệng mời sứ giả lớn người hỗ trợ mang câu nói cho thành chủ đại nhân thuộc hạ tất nhiên hoàn thành nhiệm vụ hy vọng ngươi nói được thì làm được hoa phục nam tử mở miệng lập tức thân ảnh lóe lên chính là biến mất ở trong phòng này trọng hữu vân nhìn trong tay hải tiên chi huyết trong mắt quang mang chấp nhấp nháy uống vào một giọt này hải tiên chi huyết ta tu vi cũng có thể đạt tới ngự không đại viên mãn, nếu là lần sau có có thể được mặt khác hai giọt hải tiên chi huyết, chỉ sợ ta coi như trùng kích đệ tam bộ, cũng không phải là không có khả năng. Lúc đầu trọng hữu vân tiến vào ngự không cảnh đã trải qua thật lâu, nhưng vẫn không có nửa phần tiến triển, thẳng đến cái này thần kỳ hải tiên chi huyết xuất hiện. Vì thế vật, hắn sớm đã không tiếc bất cứ giá nào. Cũng tại lúc này, một đạo bình thản thanh âm, bỗng nhiên tại căn phòng bên trong vang lên. Xem ra vật này, là đồ tốt tiếp lấy trọng hữu vân chỉ cảm thấy bóng người trước mắt hiện lên đồng thời cảm giác trong tay đau xót lại nhìn trong tay cái bọc kia lấy hải tiên chi huyết bình ngọc đã trải qua không cánh mà bay ngươi ngươi là người phương nào